Chương 21, trong màn đêm yên tĩnh, tịch ca còn chưa nói xong đơn âm cuối, một bàn tay lạnh như băng đột nhiên chắn trước miệng hắn, gắt gao đè lại miệng hắn, tịch ca, hắn nửa đầu về phía sau, tầm mắt hướng lên, nhìn rên, cố gắng há miệng, muốn nói, người nội nhận thấy động tĩnh dưới bàn tay mình, nội tâm kiên cường có xu hướng sắp bùng nổ, cậu cố gắng ngăn cản, được rồi, ta hiểu ngươi muốn nói gì, nhưng ngươi không được nói, ta còn chưa chuẩn bị, chờ ta chuẩn bị xong, ngươi hãy nói thật là, đến mức đó sao? Tịch ca liếc mắt nhìn trên một cái, chỉ chỉ tay Ren, Ren lo lắng vạn phần. Cậu chậm rãi buông tay, chỉ cần đối phương phát ra âm thanh không đúng, cậu sẽ lập tức lấy tốc độ xét đánh không kịp bưng tay bịt miệng hắn lại. Tịch ca nói, bì bì, Ren, ừ, tịch ca, bì bì, Ren, ừ, tịch ca, bì bì, Ren, ừ, tịch ca, bì 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 Nói xong một mạch, tịch ca thập phần vui vẻ, xem ra cậu vẫn thích cái tên này, thật ra tôi cũng thấy gọi vậy thân thiết hơn, thôi, cũng muộn rồi, tôi đi ngủ đây, ngủ ngon. Tịch ca từ trên ghế sofa đứng dậy, hắn quay lưng về phía trên phất phất tay, rồi hướng lầu hai mà đi, bóng dáng chủ nhân biệt thự rất nhanh biến mất sau hàng hiên, đến khi mục tiêu bị che khuất, thân thể trên nhất thời thả lỏng, nằm bẹp trên ghế sofa, hai chân gác lên tay vịn. Hai tay đang vào nhau đặt trước bụng. Trời biết, ban nãy, trái tim chết lặng của cậu thế nhưng bỗng thắt lại, dẫn đến tốc độ lưu thông máu tăng nhanh. Cậu chỉ biết, không phải lần đầu tiên, cũng tuyệt đối không thể là lần cuối cùng, rèn oán hận mà nghĩ, tên kia trời sinh chỉ giỏi gây rắc rối. Tuy nhiên, buổi tối hôm nay dường như khác hẳn với dĩ vãng, nằm trên ghế sofa, rèn vẫn cảm thấy mình đã nhận được món quà ngoài ý muốn. Tuy rằng nó được bọc rất qua loa, giấy bọc vẽ toàn những hình thù cổ quái xấu xí, không phải được người lịch sự đặt vào lòng bàn tay mà là bị người đập vào đầu gối thậm chí nơ con bướm siêu siêu vẹo vẹo có khả năng nhặt được ven đường, nhưng dù sao cũng xem như một món quà nhỏ, Ren miễn cưỡng thừa nhận. Một món quà ngoài ý muốn, tịch ca về phòng ngủ, hắn đặt lưng lên giường, tiện tay mở tivi, xem chương trình giải trí dành cho trẻ em và phụ huynh. Trên tivi, một đám nhóc ba bốn tuổi trông như bầy Việt con vừa mới nở, đuổi theo sau ba mẹ, không ngừng cười khúc khích, mới chỉ xem năm phút ngắn ngủi. Tịch ca đến kỹ, năm đứa nhỏ chia đều trung bình cứ ba câu sẽ kêu một tiếng cha ơi hoặc là mẹ ơi cha tịch ca hướng với hư không gọi một tiếng mẹ hắn lại hướng với hư không gọi thêm tiếng nữa không có ký ức đương nhiên cũng không có tình cảm hắn mang theo ba phần tiết hận nghiêm túc cảm khái một tiếng tắt tivi lên giường đi ngủ mười phút yên ắng mười phút sau người nằm trên giường bỗng bật dậy nhìn trăng tròn ngoài cửa sổ lẩm bẩm không ngủ được có phải do hôm nay mình quá kích động hay là mình thử hấp thụ tinh hoa ánh trăng xem dị năng có tăng lên được không? Là một người đàn ông, sao có thể dễ dàng thỏa mãn với ba giây đồng hồ chứ? Sáng hôm sau, trời trong, quán cà phê góc đường vẫn vắng vẻ như cũ. 10 giờ 29 phút, Tịch Ca đúng giờ bước vào quán cà phê, băng qua cửa lớn khảm thủy tinh rực rỡ, ánh vào mi mắt là cây đàn dương cầm đen tuyền đặt ở góc quán, trước đàn dương cầm là một người đàn ông trung niên mặc áo bành tô, mười ngón thon dài, tóc hoa râm, khuôn mặt hơi có vẻ già nua tất cả đều in hàng dấu vết năm tháng ông hoàn toàn chìm vào trong âm nhạc một khúc dương cầm từ mười ngón tay chảy ra nhảy múa trong không gian tĩnh lặng nhưng ngồi trên đàn dương cầm một con rối sư tử bờm đỏ với cây kèn trên đỉnh đầu đột nhiên mở miệng đánh gãy giây phút yên ả này cậu đến rồi à sư tử bờm đỏ nói tôi đã đến tịch ca nói thật đúng giờ sư tử bờm đỏ cười khẩy từ lần tôi đến trễ một giây đồng hồ liền không thấy bóng dáng của ông tôi đã học được cách đúng giờ, tịch ca đáp lại. Hắn bước thẳng đến, cầm lấy búp bê vải trên đàn dương cầm, không đi quấy rầy nhạc sĩ dương cầm đang đắm chìm vào âm nhạc, mà trực tiếp hướng về phía tấm bình phong bên trái tay ba bước, gặp quản gia của hắn. Lão sa ngồi trên ghế có đường nét khuôn mặt cứng rắn, mũi cao, chầm râu cuộn lại, dáng vẻ như người phương Tây, nhưng y khoác áo ngoài, chân đi giày vải, tay trái cầm một cây quạt ba tiêu, tay phải cầm điện thoại, điển hình của loại tầng lớp nhà giàu mới nổi. Hiện giờ, y đang hết sức chuyên chú xem một bộ phim truyền hình dài tập vừa lên sóng gần đây. Tịch ca ngồi xuống, còn tức giận à, lão xa, đương nhiên, lúc y nói chuyện con rối cũng nói chuyện theo, chẳng khác nào có hai lão xa đang quát vào tai tịch ca. Tịch ca nhìn thoáng qua con rối, tháo pin bên trong ra, rồi mới tiếp tục nói chuyện. Hắn cực kỳ buồn bực, rốt cuộc ông giận cái gì, tôi còn không giận chuyện ông dùng loa trong phòng khách phát đi phát lại mấy đoạn hội thoại trong phim cẩu huyết 8 giờ gì mà, sao anh lại phản bội em, tôi phản bội cô đấy thì sao nào, tại sao em không thể yêu anh, tôi thật sự không yêu anh, em hận anh, anh yêu em, đã vậy còn mở âm lượng lớn nhất, khiến tôi bị hàng xóm phàn nàn rồi còn yêu cầu lắp thủy tinh cách âm nữa chứ, lão sa, hừ, ta bật loa to là một chuyện, nhưng cậu sỉ nhục nó lại là chuyện khác, tịch ca hoàn toàn cạn lời, ông dám chắc tôi đã sỉ nhục nó, lão sa, đương nhiên, tịch ca, vậy ông nhắc lại xem tôi sỉ nhục nó thế nào, Lão Sa, bộ ngôi sao giấu trên mặt trăng này thật nhàm chán, ông xem nhiều như vậy còn chưa thuộc nằm lòng à? Tịch ca, tôi sĩ nhục nó ở chỗ nào? Lão Sa nghiến răng nghiến lợi, nó tên là ánh sao giấu sau mặt trăng. Tịch ca, lão Sa cực kỳ phẫn nộ, dùng sức vỗ bàn, thanh âm truyền cả ra bên ngoài quán cà phê, ta xem bộ phim đó nhiều như vậy mà cậu còn chẳng nhớ kỹ tên, cậu không hề quan tâm đến ta, người đã trung thành tận tâm chăm sóc cậu suốt mấy năm qua. Còn lão già ta từ trước tới giờ, cậu kêu một tiếng liền lao lực, cung cúc hầu hạ cậu, ta phải rời. Khỏi. Nhà. Thoát khỏi nanh vuốt của cậu. Nếu như là trước kia, không ai dám đối xử với ta thế này đâu, ta rơi vào kết cục như hiện tại, tất cả đều là bởi vì lúc trẻ phạm một sai lầm, thật sự là mười phần sai, tịch ca, à, sai lầm gì vậy, lão sa bỗng nhiên im bặt. tịch ca chậm rì rì nói, lúc ông trẻ chắc tôi đang còn nhỏ nhỉ, khi đó tôi trông như thế nào, lão sa vẫn không nói, tịch ca, chẳng lẽ tôi lớn lên chỉ có một mình. Tạm thời không nhắc đến cha mẹ hẳn đã qua đời, bạn bè tôi, thân thích, không có lấy móng nào muốn làm thân với một phú nhị đại siêu cấp như tôi ư, ừ, lão sa im lặng như trước, tịch ca thở dài, lão sa à, mỗi lần nói đến chuyện này, ông lại câm như hến, ông như vậy sẽ khiến tôi nghi ngờ, rằng quá khứ của tôi cất giấu một bí mật rất lớn. Lão Sa đột nhiên đứng đắn hẳn, tịch ca dáng vẻ đứng đắn như vậy, tịch ca chỉ thấy qua vài lần, hắn hơi bất ngờ, còn có chút dự cảm xấu. Tịch ca cẩn thận hỏi, ừm, sao vậy? Trên mặt lão sa hiện lên một mặt tươi cười giả dối như ác ma, cậu cũng biết ta không thể từ chối cậu được mà, cho nên hẳn cậu sẽ phát hiện, chuyện đã qua, không phải ta không muốn nói, mà là cậu không cho ta nói. Sau khi gặp mặt lão sa trở về, tịch ca luôn cảm thấy mình quên mất chuyện gì đó, hắn rất để ý đến câu nói cuối cùng của lão sa, dường như cất giấu bí mật gì đó khủng khiếp lắm, nhưng tạm thời không thể giải đáp, mà việc nên làm vẫn phải tiếp tục. Về đến nhà, tịch ca bắt tay vào chuyện cấp bách nhất lúc này. Hắn tìm kiếm các huấn luyện viên võ thuật nổi tiếng ở thủ đô, từ nhu thuật Brazil, Thái Quyền, Karate, Taekwondo, cho đến một số tuyệt kỹ võ học, hắn đều dùng số tiền lớn thu mua, đồng thời chọn vài võ sư danh tiếng thực lực đến làm huấn luyện viên riêng của mình, chỉ đạo chuyên nghiệp, nhưng học võ thuật, khó tránh khỏi xuất hiện một ít ngoài ý muốn huấn luyện viên thái quyền cả người cơ bắp tướng mạo hung ác thái quyền là một môn nghệ thuật gây sát thương tại sao quyền của cậu lại mềm nhũng vậy hả yếu vậy thì đánh lại được ai nhanh chuẩn độc nào vì thế tịch ca rất nhanh ra một quyền huấn luyện viên thái quyền giận tím mặt hóa ra nãy giờ cậu lười biếng tịch ca ha ha huấn luyện viên thái quyền nhanh chóng cuốn gói tiếp đến là nhu thuật brazil huấn luyện viên nhu thuật ngược lại là một người trung niên nhìn qua mập mạp rất dễ nói chuyện đáng tiếc anh ta đang chuẩn bị làm mẫu một ít tinh hoa của nhu thuật cho tịch ca xem kết quả anh ta không thể vật tịch ca ra đất sau đó không có sau đó vì trung niên mập mạp đen mặt rời đi trước khi đi còn lưu lại một câu sớm có tuyệt học trong người hà tất phải giả vờ là người mới hy vọng năm nay có thể thấy cậu tỏa sáng trên sàn đấu ghi ggf còn có karate taekwondo võ thuật nổi danh trong nước không đề cập tới cũng thế. Tóm lại cuối cùng không có lấy một huấn luyện viên được giữ lại, tịch ca ném ra núi tiền mà chẳng đi đến đâu, cực kỳ phiền muộn. Nếu không thể tìm được một huấn luyện viên thích hợp, hắn chỉ đành tự rèn luyện. Hắn áp dụng phương pháp học tập năm đó thi đại học, kết hợp với các kỹ xảo tuyệt học có trong tay, lại tham khảo trên Internet, sau đó trừ đi thời gian lên lớp, cuối cùng thiết kế ra một kế hoạch rèn luyện toàn diện. Kế hoạch như sau. 5 giờ, 7 giờ sáng hấp thụ tinh hoa của Thái Dương. 11 giờ 30 phút, 12 giờ 30 phút sáng chạy bộ, đứng lên ngồi xuống, xà kết, nằm ngửa gặp bụng, 9, 00, 11, 00 pm chạy bộ, đứng lên ngồi xuống, xà kết, nằm ngửa gặp bụng, 11, 00, pm hấp thụ tinh hoa của mặt trăng, kế hoạch đã định ra, tịch ca nghiêm khắc theo kế hoạch mà hành động, giữa trưa hôm nay, hắn đang chạy bộ thì bắt gặp trên, mặc dù mặt trời không thể giết chết ma cà rồng, nhưng dù sao ma cà rồng rất ghét mặt trời. Rèn đứng dưới bóng cây, khoác một kiện trường bao dài từ đầu đến chân, trên mặt còn treo một chiếc kính râm đen thui, cậu giống như U Linh, một bóng ma, lẳng lặng đứng đó, thẳng đến khi tịch ca chạy đến trước mặt, mới đè thấp thanh âm lên tiếng, ngươi đang làm gì đó, tịch ca nói mà không thở dốc, rèn luyện, rèn, bao gồm cả việc ngồi thiền vào buổi sáng và buổi tối, tịch ca, đó là cách tĩnh tâm và hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, dùng để gia tăng dị năng của tôi, những thứ ẩn chứa ma lực thế này, trên sách đều nói phải mở ra cánh cửa tinh thần, tinh thần càng mạnh thì năng lực càng lớn, hắn nói xong liền tiếp tục chạy về phía trước, Ren, cậu từ biệt ánh mặt trời trở về căn phòng tối, cậu nhìn trên bàn bày đầy sách, từ cha mẹ tốt đến, từ tìm hiểu suy nghĩ của trẻ đến, cậu đều xem cả rồi, đã vậy còn viết ghi chú dài 15 trang, nhưng thật đáng tiếc, cậu vẫn không thể hiểu, trong đầu nhóc con nhà mình rốt cuộc chứa thứ gì, hai, Ren lầm bầm, khó trách trước khi hậu duệ thành niên, bậc cha chú luôn không thể yên tâm, một mực phải âm thầm theo dõi, lặng lẽ bảo vệ, cậu quyết định, thư dịch lúc mình còn đang ở đây, phải dạy dỗ hậu duệ thành người. Sau ba ngày tập tành liên tục, tịch ca quan sát số liệu tăng trưởng, tự cảm thấy kế hoạch huấn luyện của mình rất hiệu quả. Hôm nay, hắn vừa mới ngồi xuống ghế, đang gặm bánh mì, bỗng cảm thấy sau lưng lạnh toát, nhưng giây tiếp theo, lại không thấy gì bất thường nữa. Tịch ca tỏ ra nghi ngờ, yên lặng quét quanh nhà ăn một vòng hắn quay đầu lại đang định ăn sáng tiếp lại phát hiện bánh mì và ly sữa đã biến mất kỳ lạ không thể có chuyện vừa tỉnh ngủ đã biến thành não cá vàng được hay là gặp ma giữa ban ngày tịch ca không thể giải thích được nhưng mà bữa sáng biến mất rồi hắn cũng không còn cách nào đành xoa xoa cái bụng trống rỗng đeo ba lô chuẩn bị lên lớp đi tới cửa tịch ca vừa mới xoay người định đổi giày một cơn gió mạnh bất chợt ùa đến sau lưng lần này hắn sớm có chuẩn bị âm thầm siết chặt nắm đấm quay lại phản đòn nhưng đằng sau trống hoác, chỉ có hai ba sợi tóc của hắn, rơi xuống giữa không trung. Cùng lúc đó, một thứ gì đó mềm mềm đặt ngay cổ tịch ca. Đồng thời, giọng nói của tranh vang lên, nếu ta dùng móng tay của mình, cổ ngươi đã bị đâm xuyên. Muốn gia tăng thực lực, ngươi nên học chút gì đó có giá trị hơn, chứ không phải hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Ồ, tịch ca có chút để tâm, cậu dùng cái gì đặt trước cổ tôi vậy? Sau lưng không có âm thanh, đại khái tranh cũng chú ý tới câu hỏi của tịch ca nên cạn lời cũng chính lúc này tịch ca chuẩn bị đầy đủ lần thứ hai xoay thắt lưng một quyền đánh về hướng truyền đến âm thanh nhưng hắn nhìn không đúng thời cơ một quyền ẩn chứa hơn phân nửa sức mạnh đánh hụt theo quán tính hắn lão đảo một cái ngã bệt ngay tủ giày chợt nghe thấy tiếng cười khẽ không biết từ đâu truyền đến sau khi cười khẽ lại không có động tĩnh tịch ca ngồi xuống đổi giày trái phải không nhìn thấy trên đâu lại đợi một hồi cảm thấy tám phần là đối phương đã rời đi sẽ không đột nhiên xuất hiện nữa Lầm bầm lầu bầu, đột nhiên xuất hiện, đột nhiên làm màu, đột nhiên biến mất, chẳng lẽ, đàn ám chỉ mình nên bỏ xa tìm gần, theo cậu ta luyện tập, lẩm bẩm xong, tịch ca bỗng để ý đến cảm giác kỳ lạ ở cổ, không nhìn được vương tay ra sờ, đụng phải vụn bánh mì, hắn suy nghĩ kỹ, mắng một tiếng, đừng tưởng làm ma cà rồng thì có thể lãng phí thức ăn nhé. Bữa sáng tôi còn chưa ăn no đâu, không biết có phải do nhạc đệm lúc sáng không, mà tịch ca lên lớp cứ cảm thấy quái quái giống như sau lưng bị ai đó nhìn chằm chằm, đứng không thoải mái, ngồi cũng không thoải mái, nghe giảng không thoải mái, mà không nghe giảng cũng vậy. thật vất vả chờ đến tan học, Tịch Ca xen lẫn trong đám sinh viên ra ngoài, vô cùng nghiêm túc suy xét xem có nên bùng tiết buổi chiều. Sau đó, hắn bỗng nhận được cuộc gọi từ Lý Lập Phương. Tịch Ca, alo. Lý Lập Phương, a a a a a bố tôi yêu cầu chết mất a a a a a. Tịch Ca, à, cảm ơn. Lý Lập Phương a a a a a tôi hận không thể nhảy lên hôn cậu một trận tịch ca chảy mồ hôi cái này thì không cần đâu cậu bình tĩnh chút đi giờ cậu đang ở đâu thấy phòng làm việc mới chưa lý lập phương giờ tôi đang ở phòng làm việc tịch ca hài lòng chứ lý lập phương không thể hài lòng hơn được nữa tịch ca vậy thì tốt phòng làm việc là do lão sa bố trí cho cậu tôi cũng không biết nó tròn méo ra sao nhưng lão sa mặc dù hơi đốc miệng một chút nhưng năng lực làm việc rất mạnh sẽ không để cậu thất vọng đâu. Một cuộc điện thoại kết nối hai đầu thành phố, lúc Lý Lập Phương nói chuyện cùng tịch ca, cậu ta đang đứng giữa xưởng luyện kim rộng ngang ngửa sân bóng rổ. Xưởng luyện kim này được xây sâu xuống 5 mét, chỉ có tầng 2 là nằm trên mặt đất, cửa lớn làm bằng đồng thau mang hơi thở cổ xưa, ở tay nắm cửa có hai con rắn bạc cuốn quanh, mắt được khảm bảo thạch màu vàng đục, dùng để xác nhận danh tính. Chờ sau khi xác nhận danh tính, cửa mở tự động, xưởng luyện kim hiện ra ngay trước mắt sân bóng được phân chia thành nhiều khu vực thay đổi dần từ ngoài vào trong ngoài cùng là khu vực đặt giá sách và tủ lạnh trên giá đều là sách latin và tiếng anh tủ lạnh thì đóng chặt tiện tay mở ra nhìn đập vào mắt đều là đất đá lông chim con mắt tóc móng tay tứ chi chẳng thiếu thứ gì lại tiến thêm một bước mấy cái bể lớn cùng với bàn làm việc được bố trí bốn phía trong xưởng màu sắc trong bể hoàn toàn khác nhau hầu hết còn để trống thế nhưng trong số chúng có một cái bể chứa chất lỏng nhìn như mát ma nóng chảy làm người hãi hùng khiếp vía đi đến chính giữa là một cái bàn lớn tám cạnh phát ra ánh sáng màu lam chiếm cứ vị trí bắt mắt nhất hình dáng cái bàn này nhìn qua cực kỳ giống với bàn chuyển hoáng lý lập phương từng thấy trong sách cái bàn chuyển hoáng này nghe nói là do một nhà tiên tri ở thần giới tặng cho thuật sư luyện kim tên là Bối diệp chi giám cho dù là thuật sư luyện kim ngu dốt cỡ nào đứng trước bố diệp chi giám đều sẽ xuất hiện linh cảm cuồn cuồn không dứt tất nhiên lúc thấy đoạn giới thiệu này lý lập phương chỉ cho rằng đó là người đời phóng đại sau khi vòng quanh cái bàn nọ tìm tòi liền đứng bên cạnh gọi điện cho tịch ca nhưng không hiểu tại sao cuộc gọi vừa kết nối cậu ta càng nói càng hưng phấn trong đầu sôi trào đủ loại ý tưởng lớn mật nối gót mà tới cậu ta bật thốt lên với tịch ca bốt này cậu có muốn làm món đồ gì đó không cần gì cứ nói trực tiếp với tôi nha tịch ca khen không tôi cũng có ý thức đấy lý lập phương bốt tôi nghe nói gần đây cậu đang rèn luyện thân thể tôi nghĩ cậu sẽ cần đến một số trang bị mang tính kiềm chế hoặc là tăng cường cái trước dùng để huấn luyện bình thường cái sau dùng cho chiến đấu tịch ca phải nhìn lý lập phương bằng cặp mắt khác xưa cậu cũng có tác dụng đấy hai người ba xạo một hồi đạt thành nhất trí lý lập phương cúp điện thoại đầy cõi lòng là tình cảm mãnh liệt nồng nóng bắt tay vào thiết kế không hề chú ý tới sau khi cậu ta cách xa bối diệt chi dám tầm năm bước vành ngoại của nó bỗng tự giãn ra ánh sáng màu xanh nãy giờ cuốn lấy đầu lý lập phương bỗng lóe lên hai cái đột nhiên biến mất lý lập phương cả người chấn động kích động như vừa bị ai đó dội một gáo nước lạnh cậu ta gãi gãi đầu lẩm bẩm vừa rồi nảy ra rất nhiều ý tưởng phải nhanh chóng nhớ kỹ mới được chứ không quay đầu cái lại quên á à, sao cứ cảm thấy mình đã quên mất thứ gì đó lý lập phương vội vàng ghi chép lại chứ không miệt mài theo đuổi Chờ đến khi cậu ta hoàn thành bản ghi chép, đột nhiên cậu ta phát hiện mình đã quên mất thứ gì. Trời ạ, à, mình muộn học rồi. Một cuộc gọi ngoại ý muốn khiến tâm trạng của Tịch Ca tốt hơn một chút, vì thế hắn bỏ qua ý định rời trường học, sau khi nhấm nháp xong bữa trưa tại căng tin, liền bỏ học đến thư viện tra tài liệu. Nói cũng kỳ, sau khi đến trường, cho dù là lên lớp đi vệ sinh hay ngồi căng tin, hắn luôn cảm thấy có một sự tồn tại khác thường và mờ nhạt đeo bám mình, cho đến khi hắn bước vào thư viện, mới dần dần biến mất. Trong lòng hắn cực kỳ kinh ngạc, chọn một vị trí cạnh cửa sổ lầu 2, vừa mới ngồi xuống, đột nhiên lại cảm thấy bất an giống lúc nãy. Tịch Ca mẫn cảm lập tức nhìn xung quanh, bạn học bên trái, giá sách sau lưng, bên phải là tán cây đổ bóng, thấy thế nào cũng không có gì bất thường. Hắn tự hỏi một khắc, lập tức đổi sang vị trí chính giữa tầng trệt, xung quanh đều có giá sách che chắn. Ngồi ở vị trí mới, cảm giác mũi nhọn lần nữa biến mất. Tịch Ca thở phào, bắt đầu viết viết vẽ vẽ, rất nhanh đắm chìm trong biển tri thức, ra vào thư viện phải có thể học sinh, đồng nghĩa với việc, trong khoảng thời gian này, hậu duệ của cậu sẽ an toàn. Dưới bóng cây, Ren buồn ngủ ngáp một cái, cho dù toàn thân được bao bọc trong lớp áo choàng màu đen, cũng tránh dưới bóng cây, nhưng cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ, cứ như là bốn năm ngày nay không ngon giấc vậy, đến nỗi máu cũng sắp bốc hơi. Tất cả là tại tên hậu duệ nào đó mới bị sơ ủng, không rơi vào trạng thái ngủ say để tích lũy năng lượng ngược lại giữa ban ngày ban mặt chạy tới chạy lui chẳng khác nào con ma long tinh lực tràn trề không biết mệt mỏi mới thả lỏng một chút bầu trời sáng sủa đã bị thần dùng ma pháp xóa sạch đổ lên mảng màu xanh xám thản nhiên điểm thêm ánh tịch dương đỏ rực trên cành cây rơi ngủ thẳng đến hoàng hôn cho đến khi rằng núi nuốt trọn thái dương cuối cậu cũng khôi phục lại một ít tinh thần cậu ngồi thẳng hướng vào thư viện tìm kiếm tịch ca sau đó cậu liền phát hiện không thấy hậu duệ đâu cả tịch ca đang gọi điện cho bạn cùng phòng ký túc mười phút trước hắn còn ở thư viện mười phút sau hắn đã về tới ký túc xá rồi trong phòng ngủ ba người bạn khác đều ra ngoài bởi vì ba mươi phút trước hắn lấy lý do tổ chức liên hoan bảo bọn họ đến một nhà hàng gần trường học đợi hắn trương phàm buồn bực nói cậu đang ở đâu vậy hả bên này chuẩn bị mang thức ăn lên rồi mà cậu còn chưa thấy mặt mũi đâu Tôi bảo phục vụ chờ cậu đến rồi mang đồ ăn lên bọn họ không nghe, tôi nói không cần nhiều đồ ăn như vậy, họ lại bảo bạn này đã thanh toán rồi, tịch ca, là tôi yêu cầu đấy, không cần để ý đến tôi, các cậu cứ ăn no đi. Trương Phạm, cậu lại có ý đồ gì với chúng tôi à, tịch ca nghiêm trang chững chạc, không, xảy ra tình huống bất ngờ thôi. Tôi phát hiện có người âm thầm theo dõi tôi mưu đồ gây rối, vì thế đang đấu trí đấu dũng với hắn, xem nước cờ của ai cao hơn. Trương Phàm cái gì, tịch ca, nhỏ giọng thôi lỡ may kinh động tới đối phương sẽ không hay trương phàm phát điên gặp tình huống thế này cậu phải báo cảnh sát mới đúng chứ tịch ca đừng sốt ruột tôi còn không sợ cậu sợ cái gì trương phàm đại ca cách cách tôi sợ đến sắp ngất rồi đây này cậu đang ở đâu mau nói cho tôi biết tôi giúp cậu báo cảnh sát được không tịch ca vấn đề nhỏ thế này không cần lãng phí tài nguyên của nhân dân giờ tôi đang ở phòng ngủ này tôi cảm thấy hắn sắp đến nói chuyện sau nha tịch ca gác máy cái loại cảm giác mơ hồ, đứng ngồi không yên, lại muốn vùng vẫy. vì thế hắn hạ quyết định, hắn kéo rèm trong phòng ngủ, bật đèn và đóng cửa. cuối cùng hắn dọn một cái ghế ra ngồi giữa phòng, chờ con mồi xa lưới. mọi thứ đều ổn thỏa. nửa phút sau, một cơn gió nổi lên, thổi mở cánh cửa, thổi bay bột trắng phủ kín trên sàn nhà. trong lớp bụi trắng đầy trời, tịch ca lập tức bật đèn flash chiếu lên các bức tường. trên tường quét một lớp keo dán màu vàng ống. Lúc này đột nhiên xuất hiện nữa cái dấu dày nhàn nhạt, trong phòng an tĩnh một lúc lâu, Tịch ca, ô ô ô, không đợi hắn ồ thêm tiếng nữa, trong phòng ngủ đột nhiên nhiều ra một thân ảnh, Ren bất đắc dĩ xuất hiện trước mặt Tịch ca. Tách một tiếng, đèn điện vụt sáng, Tịch ca đuổi mấy bạn học cách vách đang tò mò chạy đến trước cửa phòng hóng hớt. Ren quyết định lên tiếng trước, "Cả chiều này ngươi ở đây bố trí mấy thứ này, Tịch ca, cậu theo dõi tôi." Ren, tính cảnh giác cao, rất đáng khen. Tịch ca Cậu thế mà lại theo dõi tôi, Reng, nhưng quá to gan, dưới trường hợp ngươi chưa đủ năng lực để tự bảo vệ mình, những cái bẫy này chỉ chọc giận kẻ địch, khiến ngươi lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm hơn mà thôi. Tịch ca, cậu đây là mắt chứng Stoka, Reng, Tịch ca, kể từ lần trước tôi vẫn tự hỏi, vì sao tôi gặp nguy hiểm vừa gọi tên cậu, cậu liền xuất hiện, thì ra bởi vì cậu vẫn luôn theo dõi tôi, hắn buông lời thấm thía, rồi cho ra kết luận, thật sự quá đáng, Reng không tài nào mà nói chuyện tử tế được, rèn ấn ấn thái dương, kỳ quái, trước đây mình cũng từng gặp rất nhiều hậu duệ khác, nhưng chẳng có ai thấy việc này khó chấp nhận cả, tại sao nhỉ, chắc bởi vì vận khí của mình không tốt, sơ ủng một tên tiểu ác ma, rèn hít sâu một hơi, cố gắng nhớ lại bài học của mình, tìm hiểu suy nghĩ của trẻ và, ngươi đừng kích động, trước hết nghe ta nói. Trong huyết tộc, kẻ vừa bị sơ ủng như ngươi, cho dù bề ngoài ra làm sao, đối với huyết tộc mà nói, vẫn là một đứa nhỏ chưa trưởng thành, nhóc con, nhóc con. Đuôi lông mày tịch ca khẽ nhướng lên, sở dĩ vì an toàn của các ngươi, nhóm cha chú sẽ hướng dẫn các ngươi nắm giữ sức mạnh, dạy các ngươi các thường thức của huyết tộc, trước khi các ngươi trưởng thành, sẽ dốc lòng bảo vệ các ngươi, Ren tiếp tục nói, cho nên toàn bộ huyết tộc đều là Stoka, tịch ca kết luận, cho nên... Nếu như ở trên đất của ta, ta sẽ sắp xếp một ít thủ hạ đắc lực trong coi ngươi, nhưng đang ở nơi thành thị xa lạ này, vì an toàn của ngươi ta chỉ đành tự mình chiếu cố ren cố gắng giải thích tóm lại cậu đã theo tôi từ lâu rồi phải không quý ngài stoka tịch ca nêu trọng điểm ren không biết phải nói gì hoàn toàn không thể giao tiếp được nữa đây là lỗi của mình sao đây rõ ràng là một sai lầm trong kế hoạch nuôi dạy hậu duệ của huyết tộc nếu bọn họ đã đặt ra vô số quy tắc yêu cầu hậu duệ phải kính trọng các bậc cha chú tại sao không thuận tiện ghi lại luôn cách sống chung với hậu duệ để làm tài liệu tham khảo Bì bì, tịch ca lại mở miệng, làm sao, ranh giọng điệu nặng nề hỏi. Cậu thề, nếu tịch ca lặp lại cái từ Stoka này một lần nữa, vào giờ này phút này, tại chính căn phòng này, cậu sẽ tự mình đồng thủ dạy tịch ca một khóa học bắt buộc của huyết tộc, cách tôn trọng và phục tùng người bề trên. Bồi thường, tịch ca giọng điệu nhẹ như lông hồng. May mắn không phải Stoka. Ren thầm thở vào một hơi, ngươi muốn gì, Ren giọng điệu lãnh đạm. Mau, dạy tôi đánh nhau đi, tôi cảm thấy trình độ của cậu cao hơn mấy ông thầy tôi tìm về. Mà so với bọn họ, thì cậu có trách nhiệm hơn nhiều, tịch ca đề xuất một yêu cầu, còn có lịch sử huyết tộc, và các chủng tộc khác, mấy ngày nay tôi đã thấy đủ loại chuyện kỳ lạ liên quan đến hai loại chủng tộc rồi, luôn cảm thấy còn rất nhiều sinh vật không biết tên ngoài kia, tịch ca lại đề xuất yêu cầu thứ hai, và, cần rèn luyện dị năng như thế nào, cậu đừng giấu dến, nói cho tôi biết cho tôi biết, tịch ca đề xuất yêu cầu thứ ba ba cái yêu cầu đều nói xong, tịch ca cảm thấy tương đối rồi, nên hắn không nhắc đến đề nghị nào khác nữa, rồi bỗng dưng cất cao giọng, hát theo giai điệu bài Merry Christmas, bì 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 tốt của tôi bì 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 bì, bì xấu của tôi bì bì, ren, cậu ấn ấn Thái Dương, rồi lại tiếp tục ấn Thái Dương, tiểu ác ma nhà mình, cậu không phát hiện ra, bản thân vừa cười khẽ một cái, thật sự là một tên tiểu ác ma, nhưng cậu vẫn phải nhắc nhở tịch ca một chút. Thiên phú thật sự không thể luyện tập, nó chỉ có thể tăng trưởng thông qua việc đoạt lấy sinh mệnh của ma cà rồng khác hoặc là lớn lên theo thời gian. Tịch ca chỉ chấp nhận các lý luận logic, thế nên hỏi lại Ren, rõ ràng chiếm đoạt sinh mệnh sẽ giúp nó tăng trưởng, theo thời gian nó cũng tăng trưởng. Vì sao đến lượt luyện tập lại không được? Hồi lâu, Ren lại không biết trả lời thế nào. Làm sao ta biết được? Ta chỉ biết điều mà các huyết tộc khác cũng biết, vô số tiền bối đã thử qua đủ loại cách thức, tiến hành biết bao nhiêu thí nghiệm, không tưởng. Cuối cùng rút ra một chân lý, ngoại trừ thời gian và chiếm đoạt, huyết tộc không thể làm dị năng của mình tăng tiến. Cậu ăn ngay nói thật, đây là do các tiền bối trải qua vô số thất bại đúc kết ra. Bibi, cậu chẳng có tinh thần nghiên cứu khoa học gì cả, Tịch Ca đánh giá khách quan, cái gọi là tiến bộ khoa học không phải cố gắng hết sức gồng gánh những nghiên cứu của họ, mà phải dẫm lên chúng, chứng minh lý luận của bọn họ là sai lầm. Rồi nghe hắn dông dài hồi lâu, không khỏi tán thưởng, ngươi thật sự rất cố chấp, Tịch Ca Từng hững, vô nghĩa, nếu đổi thành cậu, dị năng chỉ kéo dài được ba giây, cậu không cố chấp hả. Sau cuộc nói chuyện tại phòng ngủ, tịch ca và tranh vui vẻ đạt thành ước định, hắn nhìn thời gian còn sớm, bèn gọi điện cho công ty vệ sinh, kêu người đến quét dọn phòng ngủ một phen, còn mình thì chạy tới nhà hàng, ăn bữa cơm với bạn cùng phòng. Chờ đến khi mấy người trở về phòng ngủ, ba bạn cùng phòng còn lại vừa đẩy cửa ra liền vô cùng bất ngờ, sao lại có cảm giác phòng ngủ sạch sẽ lên nhiều thế nhỉ? Tịch Ca không chịu trách nhiệm, nói nhăn nói cuội, nói không chừng có cô tiên ốc nào đó thừa dịp chúng ta ra ngoài, quét tước vệ sinh ha. Ba người hai mặt nhìn nhau, lập tức đồng loạt nhìn về phía Tịch Ca. Thời đại gì rồi, còn bịa ra loại chuyện cũ rích thế này, nói tiên ốc, không bằng bảo cậu gây ra chuyện gì đó khuất tất không muốn ai biết. Tịch Ca lấy ba cái hộp ra, phát cho mỗi người một cái, cho các cậu. Lúc trước không cẩn thận làm hỏng điện thoại của các cậu, hai ngày nay lại bận thiếu chút nữa quên mất ba người mở học ra liền thấy iphone phiên bản mới nhất bọn họ sợ hãi than một tiếng đắc thế này mà cũng tặng á cậu có tiền thật đấy vậy chúng tôi cũng không khách khí nữa chơi game mệt quá ngủ một giấc thế mà có không ít chỗ tốt chiến tranh thiên đường bồi thường cho chúng tôi mỗi người ba vạn cậu còn đưa bọn tôi mỗi người một cái điện thoại đúng là phát tài nhờ game cách cách bọn họ còn nói thật ra sau này muốn về đây làm chuyện đó không cần phải cố ý bảo bọn tôi đến nhà hàng đâu, cứ nhắn tin nói một tiếng, ba đứa bọn tôi sẽ tự giác đến thư viện đọc sách, tầm 9 giờ về là được, tịch ca, cái này, bạn cùng phòng đột nhiên hỏi, lại nói, sao cậu lại phải dùng đến phòng ký túc nhỉ? Căn biệt thự xa hoa của cậu không phải ở gần đây à, tịch ca, các cậu, một người khác thay tịch ca trả lời, ký túc xá và trong nhà, dù sao cũng mang đến khoái cảm khác nhau, tịch ca, không phải, trương phàm kết luận, đúng đó ở nhà có không khí, nhưng ở đây mới có kích thích, tịch ca, hiểu nhầm rồi, trong đầu các cậu đang toát ra một sự hiểu nhầm đáng sợ lắm đó biết không? Sau vụ việc người chơi chiến tranh thiên đường bất tỉnh quy mô lớn, công ty game tích cực phối hợp với các bộ phận liên quan, vừa điều tra, vừa thương lượng bồi thường cho các nạn nhân, đã dần dần khiến mọi chuyện trôi vào dĩ vãng. Lý Lập Phương hoàn toàn đắm chìm vào sự nghiệp luyện kiên, cậu ta và tịch ca cùng trường lại cùng khóa, thừa dịp nghỉ giữa giờ 20 phút, liền bay qua nửa cái trường học, trực tiếp gặp Tịch Ca xin ý kiến về thiết kế tạo hình. Tịch Ca thật sự nghiêm túc tự hỏi một lát, từ vòng cổ tới vòng tay đến khuyên tai đồng hồ thắt lưng, những thứ mà nam giới thường dùng hắn đều nghĩ đến. Cuối cùng hắn nói với Lý Lập Phương, sắp đến mùa đông rồi, cậu làm cho tôi một đôi găng tay đi cho tiện. Lý do của hắn vô cùng đơn giản, cho dù là vòng cổ vòng tay khuyên tai đồng hồ hay là thắt lưng, ngày nào cũng mang cứ thấy hơi kỳ quái, duy chỉ có đôi găng tay thông khí trắng tuyết Mang vào ngày đông lạnh lẽo, bình thường biết bao, Lý Lập Phương trầm tư một lát, cũng hiểu được, nhưng cậu ta phân tích lại chẳng khớp với tịch ca tí nào, hai tay hai chân là bộ phận chúng ta thường sử dụng nhất, mà mười ngón tay linh hoạt hơn mười ngón chân, suy ra, dễ dàng tác động đến các khí quan hơn, đương nhiên, cho ra hiệu quả khuếch đại sẽ càng tốt, cậu ta nói xong liền hấp tấp chạy mất. Từ hôm đó, liên tục hơn 10 ngày, cậu ta chỉ loanh quanh ở trường học và xưởng luyện kim có tiết chuyên ngành thì đến trường nghiêm túc nghe giảng, không có tiết thì làm ổ trong xưởng nghiêm túc chế tạo trang bị tăng sức mạnh cho tịch ca. Nếu tịch ca muốn một đôi găng tay cho mùa đông, vậy cậu ta sẽ bắt đầu từ phương hướng này. Đầu tiên, chất liệu tốt nhất dành cho chiếc găng tay này phải là da của thằng lặng máu tía, nghe nói loại da này dẫn điện cực kỳ ổn định. Tiếp theo, cần một cái gai của thú lông nhím, cái gai này sẽ giấu trong bao tay, đâm qua da để kết nối trực tiếp với người sử dụng. Thứ hai, cần phải có bộ phận khuếch đại đây là cốt lõi để thiết kế chiếc găng tay tăng sức mạnh này dù sao năng lực của người dùng tăng nhiều hay ít đều phụ thuộc vào quá trình thiết kế bộ phận này cuối cùng suy xét đến vấn đề trong lúc chiến đấu rất có thể bị người kéo tuột ra cho nên cần thêm thiết bị chốt khóa trên cổ tay cuối cùng của cuối cùng lý lập phương cảm thấy ngoài trừ chú trọng tính năng bề ngoài cũng phải thời thượng một chút dù sao bốt cũng là phú nhị đại mà có lẽ thiết kế xinh đẹp càng khiến hắn hài lòng hơn là công năng tốt. Trong vòng nửa tháng, Lý Lập Phương so sánh hơn 151 loại vật liệu, gạch bỏ 10 ý tưởng, vẽ 29 bản phát thảo, cuối cùng đã hoàn thành bản thiết kế chi tiết. Xuất hiện trên màn hình máy tính là một đôi bao tay phối màu xanh đen, phần cổ tay được gắn hai cái khóa làm bằng kim loại mỏng, lúc đeo lên, tự như hai con rắn nhỏ cắn lấy cổ tay. Về phần còn lại của đôi găng tay, vẫn lấy da thằng lặng làm nguyên liệu chủ yếu như ý tưởng ban đầu, cộng thêm một ít khoảng thạch và bột phấn chiết xuất từ động thực vật. Sau khi hoàn thành sản phẩm, trên mu bàn tay sẽ xuất hiện một ngôi sao kim sắc chổng ngược hơi mờ mờ, về phần lòng bàn tay. Ba đường chỉ vàng uốn lượn nhìn như mạch máu từ cổ tay hướng lên, chúng nó giống như các đường dẫn điện in trên bản mạch, lấy các điểm đến làm cơ sở, từ cổ tay kéo đến tận đầu ngón tay, lại từ ngón tay hội tụ về chính giữa lòng bàn tay, xoay tròn thành một cái ma trận khuếch đại. Ở vị trí trung tâm của ma trận, giấu một chiếc gai nhỏ. Nó được lấy từ rắn vẫy gai, một loài động vật sinh sống ở rừng mưa Trung Phi. Nó được gắn ở vị trí chính giữa pháp trận khuếch đại, tạo thành điểm suyết cuối cùng cho đôi găng tay này, hai con mắt chưa mở. Cuối cùng đã hoàn thành bản thiết kế chi tiết, Lý Lập Phương nóng lòng thông báo cho tịch ca. Tịch ca đang online, mở hình ảnh ra nhìn, bình luận, có hơi màu mè. Lý Lập Phương thật cẩn thận hỏi, cậu không thích à, tịch ca, tốt lắm. Cứ làm theo cái này đi, khi nào thì xong. Lý Lập Phương lập tức đáp, cho tôi thêm nửa tháng nữa. Tuy nhiên có một vấn đề, tịch ca, hả, Lý Lập Phương, làm đôi găng tay này yêu cầu một ít kỹ thuật, nhưng tôi lại không có năng khiếu trên phương diện này, thế nên tôi định gọi bạn cùng trường cấp 3 đến giúp hoàn thành nốt công đoạn, cần một ít phí thủ công, tịch ca, ok. Một phút đồng hồ sau, Lý Lập Phương tính toán chi phí sản xuất thủ công, cậu ta dự tính khoảng một ngàn hẳn có thể thuyết phục được, chỉ cần mời bọn họ ăn một bữa cơm nối lại tình xưa, rồi lại chia sẻ công việc có thù lao, nhờ bọn họ nhàn rỗi thì hoàn thành là ok. Tuy nhiên, để ngừa vạn nhất, tốt nhất báo thêm một con số không nữa, thừa còn hơn thiếu. Cậu ta tính toán xong xuôi, đang định nói với bốt bổng tin một tiếng, báo tin nhắn đến. Cậu ta không chút để ý mà liếc mắt nhìn điện thoại đặt trên bàn làm việc, chỉ thấy một cái tin nhắn thông báo chuyển khoản hiện trên màn hình. Số tiền hiển thị trong tin nhắn, 1000000, bốt quá hào phóng, phất tay một cái liền ra mười ngàn từ từ một hai ba bốn năm năm con số không rõ rành rành sau con số một là năm con số không lý lập phương sạc nước miếng họ đến kinh thiên động địa sức mạnh của đồng tiền là vô tận lý lập phương đang định nghỉ ngơi một ngày nháy mắt đầy máu sống lại cầm lấy điện thoại quay số này nhị tử tôi nghe nói cậu đang học kỹ thuật cơ khí phải không đúng đúng tôi có chút chuyện muốn tìm cậu hỗ trợ tối nay rảnh không tôi mời cậu bữa cơm cậu ta vừa gác máy bạn học kỹ thuật cơ khí bên này liền chuyển sang một bạn học khác này hủ hủ tôi nghe nói cậu học thiết kế phải không có biết may vá không đúng không sai tôi muốn nhờ cậu giúp đỡ chế tác một đôi găng tay cậu xem khoảng bao nhiêu tiền là hợp lý ok tối nay đi ăn cơm với tôi rồi nói cậu ta cúp điện thoại sau đó đóng gói tất cả các nguyên vật liệu đã được xử lý qua bằng phương pháp luyện kim rồi rời khỏi xưởng lúc đặt chân lên mặt đất cậu ta ôm một cái ba lô, rối rắm lựa chọn giữa đứng tàu điện ngầm và ngồi xe taxi. Từ đây đến làng đại học khá xa, đi gì qua đó nhỉ, chuyển hai tuyến tàu điện ngầm, hay là học làm sang gọi taxi. Dù sao giờ mình cũng được xem như người có tiền, trong tài khoản ít nhiều cũng có sáu con số đó. Lý Lập Phương chậm chạp không thể quyết định, một chiếc taxi màu xanh lục bỗng gào thét lướt qua, khiến trên mặt cậu ta cắt không còn giọt máu. 15 phút sau, cuối cùng cậu ta quyết định, đeo ba lô lên vai, hướng về phía tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm vẫn hơn, đúng giờ lại đúng địa điểm, chẳng sợ bị nghiền thành cơm cá mòi. Ăn cơm gặp mặt ở làng đại học quá hợp lý, sau khi hai người bạn cấp 3 nhìn thiết kế và nguyên liệu Lý Lập Phương mang đến, đều tỏ vẻ không thành vấn đề, đại khái một tuần có thể hoàn thành. Hủ hủ học thiết kế tò mò sờ soạn da thằng lặng, đây là loại da gì vậy? Xúc cảm thật đặc biệt, Lý Lập Phương giải thích mơ hồ, da của một loại thằng lặng, Xúc cảm độc đáo là bởi vì tôi, nó đã được xử lý thông qua một ít thủ pháp thí nghiệm. Nhị tử khen ngợi, bản vẽ không tồi nha, ra hình ra dạng, cậu tính làm đạo cụ đóng phim đấy à? Không, không, chỉ là hứng lên làm món đồ chơi thôi. Lý Lập Phương ha ha cười gượng hai tiếng, nhanh chóng lãng sang chuyện khác, cùng hai bạn học bàn luận tin tức trong ngày rồi mới nhắc tới thù lao. Số tiền công mà hai bạn học muốn, không ngoài dự kiến của Lý Lập Phương, cộng thêm bữa cơm này, chưa vượt quá một ngàn. Lý Lập Phương tin tưởng nhóm bạn của mình cũng như cách tịch ca tin tưởng cậu ta vậy, chuyển tiền ngay lập tức, suy xét đến việc bốt cho mình quá nhiều tiền, còn hào phóng bo cho mỗi người thêm 200. Không hề ngoài ý muốn, sức mạnh của tiền tài vô cùng lớn, vốn đang định ôn chuyện cũ thời trung học với Lý Lập Phương một chút, hai bạn học bỗng thấy phí sinh hoạt nửa tháng cứ như vậy rơi vào túi, cũng chẳng nhiều lời với Lý Lập Phương nữa, nhận đồ xong lập tức trời đi, hủ hủ cắt mây găng tay trong hai ngày ba ngày tiếp theo nhị tử cũng khắc xong ma trận năng lượng, đêm đó vừa hoàn thành, hắn liền chụp một bức ảnh ngay tại phòng cơ khí gửi cho Lý Lập Phương, có chút nghi ngờ hỏi, sao tôi lại cảm thấy chiếc găng tay này đang phát sáng, Lý Lập Phương lập tức quan tâm hỏi, vừa rồi nhìn chầm chầm vào máy móc hơi lâu hả, có mỏi mắt không? Tôi nghe nói làm nghề cơ khí gây áp lực lên mắt lắm, đề tài đã trật khỏi đường ray, nhị tử cảm khái đáp, hay, lại nói, bọn tôi gia công máy móc kiểu này khá là tổn thương đến mắt, năm đó mới nhập học, đàn chị từng nhắc nhở bọn tôi phải bảo vệ mắt thật kỹ. Năm nay đến phiên bọn tôi dạy các đàn em phương pháp bảo vệ mắt, nói chuyện phím 5 phút đồng hồ, nhị tử đã hoàn toàn quên mất nghi vấn ban đầu, hắn tắt quy quy, mang theo đôi găng tay trở lại ký túc xá, đặt ngay ngắn vào ngăn kéo, nhắn tin hẹn chuyển phát nhanh vào sáng mai, rồi thỏa mãn nhắm mắt lại, đi gặp chu công đánh cờ, cùng thời gian, trong xưởng luyện kim, Lý Lập Phương đặt điện thoại di động xuống, khẽ thở phào, tự giơ ngón cái cho sự cơ trí của mình. Cậu ta gửi tin nhắn cho tịch ca, ông chủ, đã làm xong găng tay rồi, nếu không có gì ngoại ý muốn, ngày mai có thể chuyển đến cho cậu. Tịch ca, làm tốt lắm, Lý Lập Phương, ngày mai gặp, ông chủ, tịch ca, ngày mai gặp, kỹ sư trưởng. Màn đêm đi qua, trăng lặng, mặt trời mọc, lại một ngày làm việc giống với 365 ngày khác đôi găng tay trong ngăn kéo được đặt vào túi chống nước, thông qua một loạt các quy trình nhận hàng, phân loại, khoanh vùng, vận chuyển, đến khi mặt trời ngã về Tây, vừa lúc tới tay nhân viên chuyển phát nhanh, chạng vạn, dây trước hẳn còn trời cao khí sản, bỗng nhiên một trận gió ập đến, sắc trời thăm thẳm trong suốt bị mây đen dày đặc giăng kín, tiện đà ầm ầm một tiếng, mưa to đổ xuống như trút nước, cơn mưa quá lớn, ô tô bị xối ướt thân xe, người đi bộ thì bị bẩn ống quần lúc nhân viên chuyển phát nhanh đang đi giao hàng, cũng bất cẩn, liền đánh rơi vài kiện hàng xuống bùn. Thời tiết chết tiệt, nhân viên chuyển phát nhanh mắng chữ một tiếng, lúc cuối người nhặt đồ lên bỗng phát hiện, trong số đó, có một gói hàng cực kỳ nhỏ bé không biết bị rách từ bao giờ, đồ vật mỏng dính từ từ rơi tỏm xuống vũng nước. Nhân viên chuyển phát nhanh, gã quệt nước mưa trên mặt, nhìn cái túi rỗng tuếch trong tay, lại nhìn món đồ nổi lên bền trên mặt nước, thế này, chết rồi, thế này sẽ bị người nhận khiếu nại thế này sẽ bị lão sếp đần độn trừ lương. Nhân viên chuyển phát trừng mắt ngẩn ra, nước mưa tạo nên vô số những gợn sóng trên mặt đất, mơ hồ xuất hiện vẻ mặt xấu xí của lão sếp và giọng điệu gắt gỏng của hai vị khách hàng. Cơn mưa gào thét, nhân viên chuyển phát nhanh đứng sững dưới mưa bỗng cử động. Đầu tiên, gã cẩn thận nhìn thoáng qua thông tin đơn hàng dán trên túi chống thấm, không phải ship cốt, cũng không phải hàng từ công ty, mà là giao hàng cá nhân cực kỳ phổ thông. Tiếp đến gã bình tĩnh rút điện thoại ra, mở giao diện phần thông tin vận chuyển, soạn một dòng, sau đó vứt luôn cái túi hàng rỗng. Cuối cùng gã xoay người nhặt cái bao tay trong vũng nước lên, nương theo ánh đèn đường nhìn thoáng qua, cảm thấy cũng không tệ lắm, vì thế lau chùi sạch sẽ, bỏ vào túi trong. Mưa trút xuống không ngớt, chiếc xe điện màu xanh tha hai cái giỏ lớn đi xa, biến mất trong mạng mưa, còn rất nhiều đơn hàng chưa giao xong nữa. Trong xưởng luyện kim, ngồi trước máy tính đánh số liệu nửa ngày, Lý Lập Phương cuối cùng đã hoàn thành xong bài tập còn nợ nửa tháng nay, cậu ta tắt máy tính, dùng sức vươn vai, đánh một cái nháp, lại thoa xong dưỡng nâng cao tinh thần, đột nhiên nhớ đến, đôi găng tay đáng lẽ ra phải đến chỗ mình từ lâu rồi chứ, sao mãi vẫn chưa thấy ai gọi giao hàng nhỉ, cậu ta lẩm bẩm một tiếng, mở áp chuyển phát nhanh ra, nhìn thấy bên trên ghi chú, thành thật xin lỗi, bởi vì do chiều tối mưa to, đơn hàng của bạn đã thất lạc trong cơn lũ, Lý Lập Phương, mẹ nói chứ đùa tôi à cho dù là pháp trận cắn nuốt cũng không đủ để diễn tả sự sụp đổ trong tâm linh của cậu ta lúc bấy giờ. Lý Lập Phương ngay ra 3 phút đồng hồ, lập tức gọi điện thoại cho bên tư vấn khách hàng, không thấy hàng chuyển phát nhanh của tôi, giọng nữ nói, chào anh, sao lại không thấy à, Lý Lập Phương, trên app nói, nó đã mất tích trong cơn lũ, giọng nữ, chiều hôm nay mưa lớn như thế, rất nhiều hàng chuyển phát bên chúng tôi đều đang thất lạc, Lý Lập Phương hét lớn, vậy tôi phải làm sao? Hàng của tôi rất quan trọng đó." Giọng nữ an ủi cậu ta, "Anh yên tâm, các đơn hàng của chúng tôi đều được bọc trong túi chống thấm nước, nếu có ai đó hảo tâm nhặt được, có lẽ sẽ gửi trả lại cho anh." Lý Lập Phương hoàn toàn không thấy được sự an ủi, cậu ta nghiêm túc cảnh cáo nhân viên tư vấn, "Tôi đã nói rồi, hàng của tôi cực kỳ quan trọng. Nếu nó thất lạc sẽ xảy ra chuyện không ai dám tưởng tượng đâu, cô nhất định phải tìm về cho tôi, nếu không tôi sẽ khiếu nại công ty các cô." Giọng nữ trở nên nghiêm túc anh không nên kích động chúng tôi có lỗi trong việc đánh rơi kiện hàng của anh nhưng cho dù nhân viên giao hàng có tình nguyện mạo hiểm tính mạng giúp anh tìm kiếm cũng không thể đảm bảo cơn lũ sẽ cuốn anh ta theo hướng kiện hàng được hay là thế này chúng tôi có thể bồi thường tổn thất cho anh anh có mua bảo hiểm chứ ạ à? lý lập phương nhân viên tư vấn dường như hiểu ra giọng nữ liền trở nên cực kỳ cực kỳ tiếc nuối nếu anh không mua tình huống sẽ trở nên rất phức tạp rất phức tạp tình huống thật sự đã trở nên quá phức tạp quá phức tạp rồi. Lý Lập Phương cúp điện thoại, dựa vào giọng điệu của nữ nhân viên tư vấn, cậu ta có đầy đủ lý do tin rằng, găng tay của mình đã hoàn toàn thất lạc trong cơn lũ. Cậu ta lấy lại một ít bình tĩnh, hiện tại không phải lúc để lo lắng hay phẫn nộ đi tranh cãi với bên giao hàng, huống chi, cậu ta cũng chẳng thắng nổi. Đầu tiên, cậu ta gửi cho tịch ca một tin nhắn, bốt, cái găng tay tôi làm có chỗ sai sót, sợ là phải mùng hơn mới giao cho cậu được tịch ca có thể giải quyết không lý lập phương có thể tịch ca bao lâu lý lập phương một tuần cậu ta thề tôi sẽ tự mình đưa bộ găng tay đó đến chỗ cậu tuyệt đối không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn năm ngày sau một đôi găng tay mới toanh ra đời lúc này đây nhằm ngăn chặn mọi hiểm nguy lý lập phương tự mình bắt xe qua rồi bắt xe về toàn bộ hành trình ngốn ba tiếng đồng hồ và mấy trăm đồng khi cậu ta ôm đôi găng tay mới xuống taxi nhìn thấy tịch ca đang chơi bóng rổ dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, không nhìn được cảm thán một tiếng, cuối cùng cũng an toàn. Đang làm một cú úp rổ thì tịch ca liếc thấy bên sân có người đang ngoắt tay với mình. Một thoáng mất tập trung, hắn không khống chế được lực, răng rắc một tiếng, bóng bật xuống đất như tên bắn, mà khung bóng rổ cũng bị kéo khỏi bảng. Toàn trường lặng thinh, cầu thủ hai bên nhất tề nhìn chầm chầm tịch ca. Tịch ca bình tĩnh đặt cái khung tròn xuống, hắn giọng, cái rổ này chất lượng kém quá ngày mai, tôi sẽ cho người đến cải tạo lại sân bóng rổ. Hắn rời khỏi sân bóng đi đến chỗ Lý Lập Phương, nhận được đồ còn nhỏ giọng nói với cậu ta, may quá, từ đó tới giờ tôi cứ lo không cẩn thận làm người khác bị thương. Nó sẽ hạn chế được sức mạnh của tôi chứ, Lý Lập Phương, bốt cậu yên tâm, đảm bảo được, tịch ca hướng kỹ sư trưởng dựng ngón cái, đeo găng tay lên. Lại một buổi tối nọ, nhân viên chuyển phát nhanh nào đó đã làm việc cực kỳ chăm chỉ và cẩn thận, chuyển gần 100 kiện hàng, cuối cùng vẫn bị khiển trách như cũ. Tâm tình gã bỗng tuột dốc không phanh, ngày nào cũng làm công việc này chẳng có tí ý nghĩa gì cả, giao hàng rồi bị phàn nàn, bị phàn nàn lại liều mạng giao hàng, gã cũng 30 đến nơi rồi, không có bạn gái, không có hộ khẩu, không có nhà ở, không thể báo hiếu cha mẹ, chỉ đủ điều kiện để thuê một căn phòng 30 mét vuông ở cùng người khác, dùng một tấm mành ngăn cách không gian riêng. Cuộc đời thật bất công, gã nhục chí mà nghĩ, cưỡi xe máy điện, chen chúc trong dòng người, trở về phòng trọ. Bạn cùng phòng của gã đã về từ sớm, đang xem video trong phòng. Nhân viên chuyển phát nhanh đặt ba lô xuống, mò một gói mì ăn liền trong tủ quần áo, đi về phía cuối hành lang nơi được cải tạo thành một gian bếp nhỏ đun nước nấu mì ăn liền. Nhưng ấm đun nước là loại cũ, cầm tay không thì hơi nóng, hắn tìm quanh quất một vòng, nhưng không thấy dẻ lau đâu. Bù lại phát hiện đôi găng tay hôm trước mình tiện tay nhét vào trong túi, lại nói, lúc trước không để ý đến, Đôi găng tay này vừa quái vừa đẹp, ở phần mu bàn tay còn lóe lóe ánh sáng, trong lòng bàn tay còn có các đường gân trông như pháp trận. Lần đầu tiên nhân viên chuyển phát nhanh nghiêm túc quan sát đôi găng tay dưới ánh đèn, gã hiếm lạ lật qua lật lại xem một hồi, mới bật cười lẩm bẩm, nhìn qua giống trang bị trong game ghê, lẽ nào mình nhặt được đồ của tên nhà giàu nghiện game nào đó? Gã đeo găng tay lên, trong nháy mắt đó, găng tay bằng da tựa như một lớp da thịt thứ hai, linh hoạt sát nhập vào hai nắm đấm của gã gã hoàn toàn bị xúc cảm đó làm cho kinh diễm. Ngạc nhiên thay, gã cảm thấy lòng bàn tay đột nhiên bị kim chích rồi tê rần, hai vết trách đột nhiên tách mở, vô vàng ánh sáng lưu động. Trông giống một con ngươi đen tuyền đang nhìn thật chăm chú vào gã. Một cổ cảm giác kỳ lạ trào ra từ cơ thể nhân viên chuyển phát nhanh, thôi thúc gã vương hai tay, nhấn một cái về phía trước, âm âm, tiếng nổ thật mạnh. Trong đêm, cánh cửa chống trọng bay khỏi hành lang tầng 4, dừng trên xe rác của tiểu khu, cả tầng trung chuyển, đèn điện liên tiếp vụt sáng, các hộ gia đình đều mở cửa nhô đầu ra khẩn trương nhìn xung quanh, sao đấy, sao đấy, bạn cùng phòng cũng bị tiếng nổ làm cho hoảng hốt, cậu ta thiếu chút nữa ngã từ trên giường xuống, ba bước thành hai bước chạy tới cửa nhà, khẩn trương hỏi nhân viên chuyển phát nhanh đang đứng được ra đó, sao thế? Sao thế? Hình như vừa có động đất với cả tiếng sấm, cậu ta nói được một nửa, đột nhiên thấy tình trạng ngoài cửa, cửa bay đâu mất tiêu, tường thì thủng cả mảng, như thể màn đêm đang há cái miệng rộng, không tiếng động cười nhạo hai người. Cậu ta và nhân viên chuyển phát nhanh sững ngay tại trận, cậu ta chần chờ hỏi, thế, cửa nhà chúng ta đâu? Trong hoa viên thuộc căn biệt thự xa hoa của tịch ca, có một gốc trồng chuối Tây, bụi chuối Tây này đang kỳ, trổ mã, lá cây xanh mướt che khuất hơn phân nửa phía sau cửa sổ, ngăn cản ánh sáng và cặp mắt soi mói của con người, hoa chuối đỏ âu treo trên cửa sổ. Mỹ miêu đầy đặn, càng nhìn càng thấy đẹp, ánh nắng vừa phải, Cuối tuần nhàn nhã, chim nhỏ nhìn côn trùng trong hốc cây như hổ rình mồi, mèo đen ghé vào gốc chuối trăm mát, bỗng bôm bớt, mấy tiếng, vang lên từ bên kia cửa sổ thủy tinh, làm chim nhỏ giật mình bay lên, mèo đen cũng chạy đi mất, tiếng va chạm càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, bên kia cửa sổ mà bụi chuối tay che lấp, trong phòng tập trống trải lát sàn gỗ, hai bóng đen di chuyển cực nhanh, lóe lên, biến mất, va chạm, rượt đuổi, tịch ca đang tập đối chiến với tranh cơ thể va chạm với cơ thể, tạo nên lực chấn khiến vị trí tiếp xúc tê dại, móng tay và móng tay trong nháy mắt ma sát với nhau, những tia lửa nhỏ thoáng hiện, nhằm mục đích kiểm tra thành quả, lần này đối chiến, Rèn đã cố tình khống chế sức mạnh và tốc độ, duy trì trình độ ngang cơ với Tịch Ca, nhưng cho dù là vậy, thế cân bằng khi mới bắt đầu rất nhanh chóng nghiêng hẳn sang một bên, chiến đấu còn chưa đến 5 phút đồng hồ, Tịch Ca đã cảm thấy toàn thân truyền đến từng đợt đau đớn mỗi một lần đối kháng với Ren, hắn luôn bị thương chỗ này chỗ kia, không phải da thịt bị móng tay sắc nhọn cắt qua, thì cũng ăn một đấm tại vị trí mềm yếu nhất trên cơ thể. Tịch ca có chút không phục, tốc độ của Ren bằng hắn, sức mạnh của cậu cũng ngang ngửa, bọn họ đứng cùng một vạch xuất phát, cho dù cậu có nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng đầu óc hắn cũng đâu có tệ, hắn không tin đánh 10 trận mà mình không thắng nổi một lần. Trong khi chiến đấu, tịch ca phân tích Ren, Ren cũng đánh giá tịch ca, cậu có thể ép sức mạnh của mình xuống ngang bằng với trình độ của tịch ca nhưng tầm nhìn và kinh nghiệm tích lũy được qua năm tháng không thể biến mất được cậu nghe tiếng gió là biết nguy hiểm đến từ hướng nào nhìn biên độ cơ bắp của tịch ca là biết động tác tiếp theo của hắn cậu bỗng phát hiện chỉ trong vài ngày ngắn ngủi người đối diện mới đầu còn lúng cuốn tay chân không biết nên ra quyền đá chân dùng bao nhiêu lực giờ đây đã biết điều tiết hô hấp biết ra bảy phần lực giữ lại ba phần biết dùng một ít động tác giả để che giấu mục đích thật sự của chính mình. Thật ra, Rèn có hơi kinh ngạc, cậu đã quên mất trước đây mình học thực chiến mất bao nhiêu thời gian, dù sao, tuyệt đối không sánh bằng tốc độ hiện tại của tịch ca. Mấy năm gần đây, trong huyết tộc cũng xuất hiện vài thiên tài đối chiến, nhưng cậu tin chắc mấy người kia cũng không thể có được thiên phú chiến đấu như tịch ca. Đối phương quả thực là một thiên tài, một kẻ điên sinh ra để chiến đấu, có lẽ bây giờ còn chưa lộ rõ, nhưng chờ đến khi hắn trưởng thành đang lúc trên cảm thấy tịch ca có chút đáng sợ, cậu đột nhiên nhớ tới dị năng ba giây của đối phương, từng chờ hắn trưởng thành còn lâu lắm, chí ít đến khi dị năng thời gian của hắn trở nên có ít hơn chút đỉnh. Cho dù có đang miên man suy nghĩ, tiết tấu của tranh vẫn rất ổn định. Hai người lại lần nữa lao vào nhau với tốc độ cao, lúc này đây nắm đấm của tranh đập mạnh lên ngực tịch ca, lại không hề nương tay bồi thêm một cú đá. Năm phút, tranh nghĩ thầm trận đấu kết thúc, suy nghĩ kia vừa lóe lên trong chớp mắt tịch ca sắp sửa ngã xuống đất bỗng nhiên vươn tay phải ra sau lưng, chống đất, bật ngược về phía trước, nhảy một cái nhắm thằng về phía trên, hai chân như cây kéo, đầu tiên kẹp cứng mắt cá chân của trên, tiếp đến dùng tay ông chặt đầu gối đối phương, đồng thời dùng sức, công kích bất ngờ, lần đầu tiên trong quá trình chiến đấu, thân thể trên mất trọng tâm, nhịp tim của tịch ca chợt tăng tốc, trong đầu lóe lên tinh túy nhu thuật Brazil, đồng thời thân thể cũng đuổi kịp suy nghĩ. Giống như mãn xà cuốn lấy ren đã mất đi trọng tâm, hai tay hai chân cuốn lấy tay chân đối phương, dùng cơ thể khóa chặt, không chừa một khe hở để trên phản kích. Lập tức, hắn kẹp cổ đối phương, vật người ngã mạnh xuống đất, bịch. Một tiếng vang thật lớn, hai người cuốn vào nhau ngã xuống. Nương theo ánh sáng nhật nhạt ngoài cửa sổ, vô số hạt bụi li ti chậm chạp chuyển động, đến cả buồn chuối cũng trung trinh. Không gian chật tĩnh lặng, nhưng ngay lập tức, trong phòng tập vang lên tiếng thở hỗn hển của tịch ca, tim hắn đập dữ dội, cả người đầy mồ hôi miệng khô lưỡi khô, còn có hơi chóng mặt do vận động với cường độ cao. Trong cơn choáng váng, rên mà hắn đang ông ấp, giống như biến thành một khối băng có chiều cao tương tự, một khối băng tản ra mùi sữa đậu nành nồng đầm. Tịch ca đột nhiên hơi khác, hắn xoay đầu, đập vào mắt là cần cổ trắng nõn thon dài của rên cùng đường công lưu loát nơi cầm, rồi chợt bắt gặp con ngươi xanh xám của rên. Dưới ánh mặt trời, màu xám trong mắt người kia dường như phai nhạt đi một ít, dư lại sắc xanh trở nên càng thuần khiết xanh như bầu trời mùa đông vậy, có cảm giác cao xa mà bất tận. Tịch ca liếm liếm răng nanh, thưởng thức khuôn mặt trên một hồi, mới lễ phép hỏi ý kiến, tôi thấy hơi đói bụng, có thể cắn cậu một ngụm không? Hắn trao đổi công bằng, sau đó cậu có thể cắn lại tôi. Rên lạnh lùng đáp, không được, tịch ca buồn bực, vì sao? Tôi thấy trong mấy bộ phim điện ảnh, ma cà rồng cũng thường hút máu của nhau mà, nghe trong giọng nói lạnh lùng của trên giường như có một tiên nghiến răng nghiến lợi, nhớ kỹ, Ma cà rồng? Không, chúng ta không bao giờ tự xưng là ma cà rồng, chúng ta là huyết tộc, chúng ta chưa bao giờ tự cắn nhau như thế cả, hơn nữa ngươi còn nhỏ, đừng xem mấy thứ lung tung kiểu vậy." Tịch Ca nhận xét, cái giọng điệu ra lệnh của cậu càng dễ khơi dậy dục vọng muốn phản kháng trong tôi, Ren vẫn ra lệnh như trước, nghe lời, vừa dứt lời, hai người đều không nói gì thêm. Mỏi mệt đến từ thân thể khiến Tịch Ca tạm thời không có tinh thần đấu võ mồm với Ren, hắn lẳng lặng nằm trên mặt đất nhìn tán lá chuối lay động bỗng nhiên có một cái đầu mèo xù lông chui ra cách tấm kính thủy tinh tò mò mà nhìn hắn cơ thể rất đau nhưng là đau đến hưng phấn tịch ca bỗng nhiên cười rộ lên bì bì hôm nay xem như tôi đã thắng cậu một tí rồi phải không tiếng cười của đối phương vang ngay bên tai dáng vẻ hứng khởi tràn xuống tận đáy mắt nỗi uất nghẹn vừa mới dâng lên trong lòng rên bỗng chốc tan rã ánh mặt trời khiến người chán ghét cũng không còn khó chịu như lúc trước nữa cậu nhìn chăm chú vào khuôn mặt tịch ca tóc đối phương hơi mỏng, con ngươi và màu tóc đều đen, mang theo màn đêm thần bí, sâu thẳm. Thật ra, đường nét trên mặt hắn cực kỳ lập thể, mũi cao thẳng, môi khinh bạc, đuôi mắt hơi xếp lên. Khi hắn ngồi một chỗ không nói lời nào, ngũ quan như vậy sẽ mang đến cảm giác cao ngạo lạnh lùng. Nhưng ở chung lâu với hắn, sẽ phát hiện con người này thích nói cười, luôn lơ đãng làm lòng người mềm mại. Rèn không khỏi nghĩ miên man, nhưng cho dù đứa trẻ có đáng yêu cỡ nào, tóm lại vẫn phải lớn lên không thể cứ mãi bảo vệ bọn họ dưới đôi cánh của mình được mà phải để bọn họ học cách sống sót phải cổ vũ bọn họ công nhận bọn họ cũng phải đã kích sửa sai mà hiện tại thì đương nhiên nên cổ vũ và công nhận không phải thắng một tí ren nói dừng một chút cậu lại bảo người đã thắng ta ha ha một tràng cười tịch ca ông ren lăn một vòng bì bì cậu thật đáng yêu giống một con mèo nhỏ cò cọ chân ra sức làm nũng ren nghĩ cậu không lên tiếng cũng không đẩy ra, tùy ý để đối phương ông mình lang qua lang lại, không hiểu sao có chút vui mừng, trong lòng thầm bổ sung một câu, ngươi cũng rất đáng yêu, khó trách đa số huyết tộc đều sẽ phát triển hậu duệ, đây đại khái là lạc thú trong quá trình nuôi nấng hậu duệ nhỉ. Một đôi găng tay lẳng lặng đặt ở trên mặt bàn dính đầy vết bẩn, tạo hình thời thượng, chất liệu bằng da, màu sắc có thể biến đổi tùy theo độ sáng, cho dù đặt ở nơi bẩn thiểu bần cùng, cũng không thể che lấp hào quang trời sinh của nó thậm chí đặt dưới ánh đèn, nó còn hơi lóe lên bụi sáng kim sắc, nhưng quan trọng là, đôi găng tay xinh đẹp này, ấy vậy mà chứa ma pháp. Nhân viên chuyển phát nhanh ông đầu, hắn cảm thấy vô cùng mê man. hắn không biết tại sao mình lại nhặt được một đôi găng tay ma pháp. Trong đầu hắn dần xuất hiện rất nhiều thể loại tiểu thuyết, vô số tình tiết như đèn kéo quân trượt qua ốc hắn, ví dụ như thế giới này chuẩn bị biến thành phó bản game, giá trị may mắn ẩn của hắn bộc phát, vì thế nhặt được thần khí tất nhiên hắn cũng là nhân vật chính duy nhất, lại ví dụ như đôi găng tay này là sản phẩm nghiên cứu của một phòng thí nghiệm bí mật, bởi vì tranh cãi nội bộ, nên có người ăn cắp thí nghiệm gửi qua bưu điện, mà hắn lại không cẩn thận nhặt được, hắn vẫn là nhân vật chính, ước chừng, sau 5 phút đồng hồ mặc sức tưởng tượng, hắn đột nhiên nản chí, vậy thì sao, nhân vật chính đâu có nghĩa là không chết. Lỡ may thể hiện chẳng ra gì, còn bị gãy tay gãy chân, cha mẹ ở quê ai chăm sóc lại nói xã hội hiện đại là xã hội pháp chế, đâu đâu cũng lắp cameras, đâu đâu cũng phải trình căn cước, cho dù mình có biến thành siêu nhân, cũng đâu có đất dụng võ. Nghĩ đến đây, nhân viên chuyển phát nhanh lờ mờ có quyết định, hắn lại liếc mắt nhìn đôi găng tay trên bàn, tuy rằng vạn lần không nở, nhưng vẫn cắn răng hạ quyết định, tiểu thuyết là tiểu thuyết, hiện thực là hiện thực, cái thứ này rất kỳ quái, mình phải quản nó đi, đợi đến tối ném đi là xong. Đúng 11 giờ, nhà nhà tắt đèn, tiếng nói cười cũng nhạt dần nhân viên chuyển phát nhanh cầm theo đôi găng tay cưỡi xe điện lắc lư trong gió lạnh một mạch hướng về phía bóng tối ngự trị nửa giờ sau hắn đi tới bãi rác ở ngoại ô thành phố thời tiết đột nhiên trở lạnh mùi hôi thối tạt vào mặt nhân viên chuyển phát nhanh hắt xì liên tiếp hai cái có chút khó chịu cuối cùng không đến bãi rác nữa mà dừng lại ở một đoạn tường thấp đang định vứt đôi găng tay đi hắn vừa lôi đôi găng tay ra một giọng nữ bén nhọn theo gió truyền đến bên tai anh, anh là ai, anh muốn gì, đêm tối đen kịt, nhìn rừng cây ở phương xa, đúng là môi trường thích hợp để quái vật sinh trưởng, không biết từ đâu truyền đến tiếng quạ kêu, cạc cạc cười nhạo, tiếng đàn ông gào thét đồng thời vang lên, cướp đây, giao tiền trên người ra, cô gái khóc thúc thích đáp, tôi, tôi không mang tiền, chỉ có 300, cách một bức tường thấp lè tè, tiếng gây gỗ, tiếng hét, rống giận, còn có tiếng quần áo bị xé rách. Đang chéo nhau tạo thành một bản hợp âm dằn xé lương tri khoan thẳng vào trái tim của nhân viên chuyển phát nhanh mình mình nên ra mặt là một người đàn ông bắt gặp kẻ làm việc ác mình không thể khoanh tay đứng nhìn nhân viên chuyển phát nhanh hai tay ứa mồ hôi nghe được tiếng đập kịch liệt từ trái tim mình nhưng trong tay tên cướp nhất định có dao lỡ đâu mình chạy ra ngoài ngăn cản gã gã tức điên đâm mình thì phải làm sao ai bỏ tiền thuốc men cho mình lỡ đâu trong lúc vật lộn không cẩn thận làm tên cướp bị thương gã kiện ngược mình bắt bồi thường mà cô gái đó lại không đứng ra làm chứng cho mình. Mình phải bồi thường thế nào đây? Tiếng kêu sau bức tường càng ngày càng bén nhọn, càng ngày càng tuyệt vọng. Mà trong đêm tối, ngoại trừ tiếng quạ kêu ở phương xa, không có lấy một tiếng chó sủa. Nơi này chỉ có mình, chỉ có mình giúp được cô ấy, nhưng, trong hỗn loạn, nhân viên chuyển phát nhanh đột nhiên nhìn đôi găng tay mình đang nắm chặt. Dưới bức tường, tên cướp đã đặt cô gái dưới thân, tay trái cô bị giữ chặt, đang cố gắng dãy dụ xoay đến xoay đi, quần áo trên người có đã bị kéo xuống hơn phân nửa thanh âm nghẹn lại trong cổ họng dường như cứ vậy mà chết trong yên lặng nỗi tuyệt vọng lan tràn thẳng đến khi một tiếng ầm vang lên đột nhiên bức tường nổ tung từng viên đá rơi như mưa nện lên người tên cướp trong màn mưa có một bóng người ngâm đen đang lẳng lặng đứng bên cạnh bức tường đổ nát xảy ra chuyện gì cô gái ngẩn cả người tên cướp thì phát ra một tiếng kêu hoảng sợ còn chói tai hơn cả lợn bị chọc tiết co giò chạy như bay trong màn đêm đen đặc dưới một góc tường nọ cô gái run rẩy nhân viên chuyển phát nhanh cũng đang run rẩy hắn dọa chạy tên cướp run run rẩy rảy trèo lên xe điện vừa định rời đi chợt nghe sau lưng vang lên tiếng nấc nghẹn ngào cảm ơn cảm ơn tuy không biết anh là ai nhưng thật sự cảm ơn tiếng khóc đứt quãng truyền đi rất xa trong màn đêm yên tĩnh nhân viên chuyển phát nhanh cưỡi xe điện chạy hồi lâu dường như vẫn còn nghe văng vẳng đâu đây lời cảm ơn xen giữa tiếng khóc nức nở của cô gái bất tri bất giác, mọi cảm xúc sợ hãi dần dần biến mất, thay thế bằng phấn khích và tự hào, khiến hắn không nhịn được mở miệng lẩm bẩm, cảm thấy, cảm thấy, mình giống siêu nhân, đôi găng tay này, có đôi găng tay này, mình sẽ trở thành độc nhất vô nhị, hai tay hắn nắm rồi lại mở, giơ ra trước mắt, cảm nhận sức mạnh chưa từng có. Đôi găng tay lấp lánh, chiếu vào khuôn mặt hắn sáng bừng, đêm khuya 12 giờ, trong thành thị, đa số mọi người đã ngừng hẳn mọi hoạt động, nằm ngửa trên giường, chìm vào giấc ngủ an lành, mà có một nhóm nhỏ khác, bọn họ hòa mình vào âm thanh và các điệu nhảy, hưởng thụ cuộc sống về đêm xa hoa trụy lạc. Chỉ mới bắt đầu cách đây vài phút, Ren đang đứng ở một quán bar dưới lòng đất, trước mặt cậu đặt một ly Bloody Mary, màu đỏ tươi của con tay cực kỳ hợp thẩm mỹ của huyết tộc, đáng tiếc đối với huyết tộc, trừ máu ra, các loại thức ăn thức uống khác chẳng khác nào nhai sáp, cùng lắm là các loại sáp khác nhau mà thôi. Biến thành huyết tộc lâu quá rồi hương vị thức ăn bình thường đều quên hết sạch cũng giống như ban ngày bởi vì ánh mặt trời luôn mang đến cơn buồn ngủ và rút cạn năng lượng của huyết tộc cậu cũng dần dần quên mất cảm giác ấm áp khi ánh nắng chiếu rọi trên da ren cầm ly rượu trong tay khẽ lắc màu đỏ lộng lẫy phản chiếu trên ngón tay tái nhợt tăng thêm ba phần ấm áp cùng mị hoặc cho người thanh niên được đắp nặng từ băng tuyết này trong đêm tối trở thành sự cám dỗ không thể khước từ vô số nam nữ xinh đẹp vây quanh trên cố gắng thu hút sự chú ý của thanh niên tóc bạc, đáng tiếc bọn họ đã định trước là tốn công vô ích, ngay cả cô gái kiên trì nhất cũng yên lặng rời đi sau khi Ren mở miệng nói một câu bằng tiếng Latin. Ren vẫn tiếp tục chờ, tiếp tục thất thần, cậu thở dài khó hiểu, sau nhiều năm biến thành huyết tộc, không rõ tại sao đột nhiên cậu lại có chút hoài niệm đồ ăn của nhân loại cùng với ánh mặt trời vốn là biểu tượng của một sinh mệnh sớm nở tối tàn. Có lẽ là bởi vì, đột nhiên bên cạnh nhiều thêm một hậu duệ khác người ánh đèn năm bảy màu chiếu lên sàn nhảy, ban nhạc phía trên đột nhiên chuyển sang một giai điệu khác, từ trào dân biến thành sâu thẳm thần bí, tự như dưới ánh trăng sâu trong rừng rậm bí ẩn, nước chảy róc trách, chảy về nơi chẳng biết tên. Ngồi trước quầy ba, Ren đem tầm mắt đặt lên sàn nhảy, ban nhạc đang diễn tấu, chấn động nhưng không đinh tai nhức óc, mọi người cuồng hoang nhưng không điên cuồng, đám đông dày đặc nhưng không chật chội, náo nhiệt, trụy lạc, bí ẩn, vui sướng, quan trọng nhất là Nơi này mang đến cho cậu một loại cảm giác quen thuộc từ bóng tối, nhưng dường như không có sinh vật hắc ám qua lại, chẳng lẽ ở vùng đất thần bí này, sinh vật hắc ám ít ỏi đến nỗi không thể đụng mặt hay là bọn họ đang trốn tránh không dám xuất hiện? Ở nơi này, thế giới hắc ám có tồn tại không? Hoặc một nơi tụ tập chỉ thuộc về sinh vật hắc ám? Cậu rầu rĩ thở dài một hơi, bỏ lại tiền cùng với ly Bloody Mary chưa nhấp ngụm nào, xoay người rời đi. Từ quán bar trở về biệt thự, thời gian đã hơi muộn bình thường vào giờ này tịch ca sớm đã lên giường đi ngủ nhưng tối hôm nay trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng cậu vừa vào liền thấy tịch ca đang ngồi trước bàn ăn gõ nô tê bốc bên khuỷu tay hắn là một chồng sách thật dày có thể tiện tay lật xem bất cứ lúc nào ren xuất hiện ở nhà ăn còn chưa ngủ à tịch ca không rời mắt khỏi màn hình hắn đang viết luận văn ồ có một ít bài tập chưa hoàn thành hắn thuận miệng hỏi tối nay cậu đi đâu vậy ren đến tủ bác lấy một cái ly có chân dài lại mở tủ lạnh rót vào ly thức uống mà mọi huyết tộc đều ưa thích đến một số nơi mà sinh vật hắc ám có khả năng tụ tập tiếc là không thấy bọn họ cũng không phát hiện thế giới hắc ám của nơi này tịch ca hả sinh vật hắc ám là người bên tôi hay bên cậu reng bên chỗ ta nghe giọng điều tịch ca có chút khó tin thời đại thông tin toàn cầu rồi các cậu vậy mà không có một ít thủ thuật để liên lạc với nhau à reng ngồi đối diện tịch ca cậu dở khóc dở cười đương nhiên là có nhưng mà người bên trong và bên ngoài tường muốn trao đổi khá là phức tạp ta cũng sẽ không tiếp xúc trực tiếp với họ cho nên không biết cứ điểm cụ thể ra sao tịch ca buồn bực tường ren hiểu tịch ca muốn hỏi gì cậu cân nhắc một chút uống một ngụm máu chậm rãi nói thế giới hắc ám tại quốc gia này có chút đặc biệt được xưng là vực sâu tại biên giới của nó tồn tại một bức tường vô hình tịch ca tò mò à không biết bắt đầu từ khi nào có lẽ thời kỳ đó cũng chưa có ai ghi chép lại lịch sử lúc thế giới hắc ám phát hiện quốc gia này đã có một bức tường vô hình bức tường này bao quanh một vùng lãnh thổ độc lập hết thảy sinh vật hắc ám năng lực mạnh mẽ đều bị bức tường này ngăn ở bên ngoài chỉ những sinh vật hắc ám năng lực yếu ớt mới có thể tiến vào ren cẩn thận giới thiệu lớp phòng ngự của bức tường cho tịch ca những sinh vật hắc ám càng gần với người thường càng có thể tự do ra vào nếu có sinh vật hắc ám hơi mạnh một chút tiếp cận bức tường sẽ cảm thấy thống khổ và sợ hãi mà mạnh tới một trình độ nhất định ví dụ như huyết tộc cấp bá tước bọn họ sẽ bị bức tường này chắn ở bên ngoài nhưng mọi thứ đều có thể xảy ra ren chậm chạp nói một năm nọ một sinh vật hắc ám có năng lực trên cấp bá tước từ bên trong trở ra tình huống này khiến rất nhiều người tò mò bọn họ khống chế sinh vật hắc ám nọ dùng đủ loại phương pháp dò hỏi nghiên cứu cuối cùng biết được một bí mật nhỏ Bức tường vô hình che kín, vượt sâu, không có kẻ hở này. Tồn tại một cánh cửa dùng để. Cậu nhất thời không tìm được một từ chính xác để hình dung. Tịch ca nhảy bén giúp Bì Bì chọn lựa từ ngữ, vượt biên trái phép. Rèn tiếp thu, một cánh cửa để vượt biên trái phép, cho phép sinh vật hắc ám trên cấp bá tước trong vực sâu bước ra bên ngoài. Cách thức thế nào thì không ai rõ cả. Bọn họ vốn muốn hỏi cánh cửa này cụ thể ở đâu, ra vào bằng cách nào, nhưng cho dù bọn họ có dùng thủ đoạn gì vì sinh vật hắc ám nọ đều không hé răng nửa chữ sau này bọn họ mới phát hiện không phải các sinh vật hắc ám nắm giữ bí mật không muốn nói mà là không được phép nói bức tường đó có năng lực rất độc đáo che giấu mọi bí mật liên quan sau đó thì xuất hiện những người trên cấp bá tước thứ hai thứ ba đi ra bọn họ lại đặt cho nó một danh từ vé vào cửa tịch ca nghiêm túc nghe xong bì bì cậu có thể tự do ra vào bức tường không rèn hiện giờ ta có thể tịch ca buồn bực hiện giờ có thể sau này không thể nữa à ren mỉm cười ba phải cái nào cũng được về sau có lẽ vẫn có thể tịch ca không tiếp tục miệt mài theo đuổi nữa hắn nghĩ ngày đầu tiên cậu tỉnh lại đã yêu cầu tôi chuyên cơ tư nhân khi đó cậu muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này phải không ren đúng vậy tịch ca hiện giờ thì sao tầm mắt ren di chuyển trên người tịch ca cậu nói bên ngoài vượt sâu có một số người không quá thân thiện đang tìm ta ta sẽ ở lại đây một thời gian chuẩn bị xong xuôi sẽ đi chờ đến lúc đó có lẽ ngươi cũng sắp trưởng thành tuy rằng đây không phải kế hoạch ban đầu của ta nhưng thời gian chẳng có ý nghĩa gì với huyết tộc mà ta lại không thể vô trách nhiệm như thế bỏ lại con chim non mới sinh là ngươi ren thầm nghĩ tịch ca cảm thấy cái nhìn kia ren ẩn chứa rất nhiều hàm ý hắn nghĩ đi nghĩ lại cầm di động gửi tin nhắn cho lão sa lão sa ông có biết vé vào cửa là gì không lão sa lập tức trả lời không biết tịch ca tiếc núi hướng trên nói, đến lão sa cũng không biết vé vào cửa là cái gì, điều này nằm trong dự đoán của trên, quản gia của ngươi đã biết rất nhiều thứ rồi. Ông ta không biết thì chẳng sao, biết mới là kỳ quái, lần trước các ngươi gặp mặt, ngươi có hỏi, vì sao ông ta biết nhiều chuyện về thế giới hắc ám như vậy chưa, tịch ca, trên, tịch ca đập bàn một cái, bừng tỉnh. Bảo sao cứ cảm thấy tôi quên mất thứ gì đó rất quan trọng, rên, ngươi quên cũng hơi lâu rồi đó. Tịch ca đột nhiên ngáp một cái, cảm thấy mệt mỏi, ha, được rồi, không nói chuyện nữa, tôi phải viết luận văn tiếp đây. Ren không hiểu tại sao tịch ca nhất định phải làm bài tập, nếu ngươi mệt thì đi ngủ đi, tịch ca từ chối, không được, tôi phải bảo vệ danh hiệu hạng nhất toàn khoa. Còn tẹo nữa thôi, tôi viết thêm hai tiếng là xong, cậu ngủ trước đi, Ren nhớ lại cuộc chiến ngày hôm qua, tịch ca đến cuối cùng vẫn không chịu buông tha, đây là tên huyết tộc cố gắng nhất mà cậu từng gặp mấy năm gần đây cậu hết sức vui mừng, tiến lên xoa đầu tịch ca một chút, lọn tóc mỏng đảo qua lòng bàn tay, có chút ngứa, cậu lại cười nói, chờ ngươi lấy hạng nhất về, đến lúc đó tặng ngươi một bất ngờ, rèn đã suy tính xong hết rồi, cho dù tịch ca có lấy được hạng nhất hay không, cậu đều sẽ tặng một tòa lâu đài cổ bên sông rèn cho nhóc con, lấy được thì xem như phần thưởng, còn không xem như quà an ủi cũng được. Qua đêm đó, thời gian đã bước vào tháng 11, các cuộc thi tranh luận về đề tài khoa học sự sống trong nước, cộng thêm các hoạt động của câu lạc bộ, tịch ca lập tức bị cuốn vào guồng quay bận rộn. Mà kỹ sư trưởng Lý Lập Phương của hắn cũng thế, gần nửa tháng nay, hai người đều 7-8 giờ sáng đến trường, buổi tối 11-12 giờ mới rời khỏi. Hôm nay cũng vậy, bước ra khỏi cổng trường, ánh trăng trốn sau tầng mây, trời đất u ám một màu, hàng đèn đường chỉnh tể tản ra ánh sáng thật cô đơn. Dọc đường đi, nhịp sống hối hả náo nhiệt ban ngày sớm đã tan, ngoại trừ các cửa hàng tiện lợi 24 giờ, cũng chỉ có một quán trà sữa không biết vì sao nửa đêm rồi mà vẫn sáng đèn. Lý Lập Phương vừa mới bận biểu xong việc học liền vô cùng nhớ thương vị bốt nào đó trả lương hàng tháng cho mình. Cậu ta đang cùng bốt thương lượng về việc cải tiến đôi găng tay theo hướng kiềm hãm sức mạnh toàn thân, tịch ca chỉ quán trà sữa, đi, chúng ta vào đó rồi nói, nói xong hẳn về, Lý Lập Phương không có ý kiến, rèn cũng không. Ba người cùng nhau bước vào quán trà sữa, gần 12 giờ, quán vắng teo không có lấy một bóng người, ngay cả quầy thu ngân cũng không thấy ai, ngược lại từ trong phòng bếp truyền đến một ít thanh âm, nghe như có người ở bên trong. Trong quá trình chờ đợi, Lý Lập Phương quan sát xung quanh, đột nhiên nhìn thấy một chồng tư liệu rơi lung tung dưới quầy, những tư liệu này cái lớn cái nhỏ, cái mới cái cũ, một ít được cắt xuống từ các tờ báo, một ít lại từ tạp chí, cậu ta theo bản năng đọc các tiêu đề trên đó, con gái thấy người mẹ đã qua đời 18 năm trước. Cô gái bị bạn trai tàn nhẫn phanh thay tại nhà riêng một nửa thi thể không cánh mà bay, bệnh viện ma ám nổi tiếng, xác chết sống lại, ông chủ quán trà sữa này khẩu vị độc đáo quá nhỉ, chắc là có đam mê đặc biệt với thi thể ha. Lý Lập Phương nói dứt câu, đột nhiên thấy có điểm là lạ, cậu ta nhìn sắc trời, bên ngoài ô cửa sổ tối đen như đêm 30, cậu ta nhìn thời gian, chưa gì đã 12 giờ đêm, không gian cũng rất yên tĩnh, sau lưng Lý Lập Phương chợt lạnh toát, lá gan dài bằng cọng lông mũi, ha hả cười gượng, nửa đêm không nên nói mấy chuyện này, hay là chúng ta, còn chưa dứt lời, một nhân ảnh đột ngột xuất hiện. Nửa đêm 12 giờ, hô, một tiếng gió lùa qua, nhưng ngoại trừ Lý Lập Phương, chẳng ai thấy sợ. Nói giỡn, hiện trường đang đứng một bán ma cà rồng và một thuật sư luyện kim, cho dù người kia là giống loài gì, bọn họ bên này vẫn chiếm được ưu thế số lượng không phải sao. Huống chi cũng không phải lần đầu tiên tịch ca tới quán trà sữa gần trường này, hắn có ấn tượng với chủ quán, là một thanh niên mắt một mí rất trắng. Xuất hiện sau quầy quả nhiên là một thanh niên mắt một mí rất trắng. Mắt một mí mặt non chuệt, nhìn qua mới hơn 20 tuổi, khá giống sinh viên. Không biết có phải vì đã gần 12 giờ rồi không, trông hắn có vẻ yếu xìu, chào hỏi khách khứa mà lại mang bộ mặt như đưa đám, xin chào quý khách, các anh muốn dùng gì, tịch ca, một ly trà sữa, Lý Lập Phương, một ly trà sữa, Ren không nói lời nào, tịch ca đồng tình liếc mắt nhìn trên một cái, nói thầm, tôi không bao giờ khổ sở vì mình là bán chuyển hóa cả, nếu nhất định phải lựa chọn giữa đồ ăn và bất tử, tôi chọn gì, khỏi cần nói cũng biết ha, Ren tiếp tục không nói lời nào. Mắc một mí yếu ớt, tổng cộng 36 đồng, hân hạnh được phục vụ, vừa vặn hôm nay tịch ca mang tiền lẻ, trực tiếp móc ra đưa cho chủ quán, chủ quán nhận tiền lẻ từ trong tay hắn, vô tình, tay hai người chạm nhau, đột nhiên xuất hiện tĩnh điện giữa nơi tiếp xúc. Tịch ca theo phản xạ tính rụt tay lại, nhưng trước khi hành động, tay hắn bỗng bị người giữ chặt vuốt ve, quán trà sữa thật yên tĩnh, những chiếc bóng đèn nhỏ màu sắc sặc sỡ tỏa ra lớp ánh sáng mỏng manh, không biết gió từ đâu thổi tới, giải lông vũ trang trí trên vách tường khe khẽ lắc lư, bầu không khí cực kỳ mờ ám, ba người tịch ca cùng nhìn mắt một mí, lại nhìn bàn tay của mắt một mí, giờ phút này, hai bàn tay đang gắt gao bám chặt lấy găng tay của tịch ca, cẩn thận đụng chạm, cẩn thận vuốt ve, từ ngón tay đến mu bàn tay, lòng bàn tay không buông tha bất cứ chỗ nào tỉnh điện liên tục xuất hiện trong quá trình hai người đụng chạm như bóng đèn chập chờn không biết khi nào sẽ nhấp nháy một cái tịch ca lạnh lùng nói anh đang làm gì đó mắt một mí giật mình tỉnh lại cũng phát hiện bầu không khí không ổn muốn thu tay nhưng lại có hơi lưỡng lự động tác cực kỳ bồi hồi do dự cái này tôi thấy găng tay của cậu thật xinh đẹp không biết mua ở đâu tịch ca đơn giản nói hàng thiết kế riêng trả lời xong hắn dùng sức rút tay về sau đó lại rút hai tờ khăn giấy, lau bao tay rồi ném vào thùng rác. Nửa đêm có khác, đầu đầu cũng thấy biến thái. Mắt một mí nhiệt tình như lửa, hai mắt sáng ngời. Từ sau khi bắt tay với tịch ca, hắn giống như bọ tót thấy khăn đỏ, đột nhiên lên tinh thần, hai mắt sáng ngời không rời khỏi tịch ca. Hắn nói, hai ly trà sữa muốn thêm đá hay không? Muốn một trăm phần trăm đường hay năm mươi phần trăm? Muốn uống tại đây hay là, hắn vội dừng lại, không nói mang về, hay là dùng tại đây, Tịch ca, thêm đá, 100% đường, dùng ở đây, Lý Lập Phương, tôi muốn nóng, 100% đường, dùng ở đây. Mắt Một Mí không thèm nhìn Lý Lập Phương lấy một cái, "Ok, đã biết, hai ly thêm đá, 100% đường, Lý Lập Phương." Mắt Một Mí có chút gấp gáp, "Giờ tôi đi pha trà sữa, các cậu chờ nhé, Tịch ca, đi đi." Mắt Một Mí nhấn mạnh, "Nhất định phải chờ, tôi làm nhanh lắm." Hắn cẩn thận từng bước Lưu Luyến không rời tiếng vào bếp, vào phòng bếp nhưng mắt một mí lại không pha trà sữa. Hắn cởi quần áo đứng trước gương quan sát bản thân. Trong gương phản chiếu chân thực một thân hình xanh xao gầy gò, cùng với một chiếc lông vũ đen tuyền mọc trên thắt lưng hắn. Đèn sợi đốt sáng lên, dưới ngọn đèn sáng ngời, lông vũ màu đen tỏa ra lưu quan đầy rực rỡ, sáng bóng như tơ lụa, mà ở vị trí trung tâm còn có một đốm trắng hình bầu dục. Không biết có phải do vấn đề ánh sáng và góc nhìn hay không, khi mắt một mí cử động đốm trắng hình bầu dục trên lông chim cũng lặng lẽ di chuyển. Mọi thứ vẫn ổn, mới là lạ, hết thảy đều cực kỳ tồi tệ, hắn chỉ còn một chiếc lông chim, để mọc lại sẽ mất rất nhiều thời gian. Nói cách khác, đây là cơ hội thử nghiệm cuối cùng của hắn trong giai đoạn này, để mang người có năng lực đặc biệt tiến vào thế giới hắc ám. Nếu lần này, hắn vẫn mắc sai lầm như trước, hắn sẽ bị trục xuất khỏi tộc đàn, quỳ rạp bên ngoài cánh cửa thế giới hắc ám, hắn hoàn toàn sẽ trở thành một kẻ dẫn đường thất bại chủ nhân của một quán trà sữa sắp phá sản, trở thành kẻ thu cuộc trong sách giáo khoa, bị người ta đóng đinh lên cột, vĩnh viễn chịu sự sỉ nhục. Từ từ, cái kết cục này khủng khiếp quá đi mất. Mắt một mí rùng mình một cái, trong cơn bàn hoàng, hắn đột nhiên nhớ tới trước kia cùng đồng nghiệp nói chuyện phím, có nhắc tới thế giới hắc ám ngoài kia, nghe nói ở nước ngoài, không cần đến người dẫn đường như ở đây. Nơi đó, thế giới hắc ám đoạt được một nửa quyền thế và sức mạnh, mỗi một người dị năng sinh ra đều biết vị trí của mình ở đâu chỉ cần có tên trong danh sách thế giới hắc ám bên kia liền sở hữu tiền tài và quyền lực vô cùng vô tận tuyệt đối không giống ở đây hắn phải liên tục tìm người mới cho tổ chức còn phải bù lỗ gánh lãi cho cái quán trà sữa này mắt một mí cảm thấy thật mất mát nhưng hắn không thể cứ bi thảm như vậy mãi hắn cố gắng tỉnh táo lại thế giới hắc ám ngoài kia quá xa xôi vẫn nên tập trung vào mục đích trước mắt mình phải tin vào bản thân mình có thể, mình có thể làm được. Đây chính là người dị năng lợi hại mình đang tìm kiếm, kiến thiết tâm lý xong xuôi, trong lòng hắn bỗng bình lặng, nhắm mắt lại, trên tay hơi dùng sức, hắn nhổ sợi lông chim cuối cùng xuống. Trong nháy mắt đó, máu tươi trào ra, hắn quỳ sụp dưới trước gương, gương mặt vặn vẹo, thở ngắt quãng. Tôi, tôi, ôi cái thắt lưng già dạ của tôi, ba người tịch ca tìm một cái bàn trống trong quán đợi tròn 10 phút, mới nhìn thấy mắt một mí từ phòng bếp khập khiển đi ra, lại khập khiễng bắt đầu pha trà sữa, cuối cùng khập khiễng bê trà sữa đến trước mặt bọn họ, nhưng không ai chú ý đến trà sữa trong khay. Ánh mắt của bọn họ đều đổ dồn vào vị trí thắt lưng sau lớp áo sơ mi trắng của mắt một mí, nơi đó, màu máu càng ngày càng lan ra. Cạch một tiếng, hai ly trà sữa lạnh đặt trên bàn. mắt một mí nhìn tịch ca, muốn nói lại thôi, cái đó, tịch ca cũng nói chuyện, cái đó, hắn chỉ chỉ eo mắt một mí, anh không sao chứ? mắt một mí vội vàng nói. Không sao không sao, tôi quen rồi. ờm, vậy phiền anh tránh xa một chút được không?" Tịch Ca lại đề nghị. Đối mặt với nét tươi cười chợt suy sụp của mắt một mí, hắn bổ sung giải thích, "Tôi và bạn tôi đều sợ máu, chẳng biết tại sao." Mắt một mí đột nhiên cảm thấy sau lưng hơi lạnh, hắn khó hiểu quay đầu lại nhìn, sau lưng ngoại trừ thanh niên tóc bạc từ khi tiến vào đều treo bộ mặt lạnh lùng thẳng nhiên, thì chẳng có ma nào hết. Tầm mắt bọn họ chạm vào nhau, chẳng hiểu tại sao, mắt một mí cảm thấy càng lạnh hơn bên kia tịch ca và lý lập phương đã bắt đầu bàn chuyện lý lập phương găng tay cảm giác thế nào tịch ca ổn đeo rất thoải mái nhưng không thấy có tác dụng lắm tôi cùng trên đã thử thí nghiệm một chút vẫn chỉ kéo dài được ba giây đồng hồ lý lập phương liền có chút mê man không có tác dụng ư để tôi mang về kiểm tra một chút quái lạ bản thiết kế này hẳn không có vấn đề gì mới đúng chứ tôi đã làm thí nghiệm vài lần rồi mà thông qua kim châm nó có thể đưa sức mạnh phân tán toàn thân trong cơ thể tập hợp tại một vị trí, rồi khi dồn lực, sẽ đạt được tác dụng tăng sức mạnh, ngoại trừ dị năng thời gian ra, những mặt khác không có biến hóa gì ư, chẳng hạn như lực tăng mạnh, tốc độ nhanh hơn, tịch ca tự hỏi một khắc, cảm giác không rõ rệt lắm. Dù sao ngày nào tôi cũng rèn luyện, sức mạnh lẫn tốc độ đều tăng lên qua mỗi ngày, Lý Lập Phương, nói thì nói vậy, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm tịch ca và lý lập phương mà đã nói chuyện với nhau thì khó mà chen vào được mặt khác vì muốn lưu lại ấn tượng tốt cho người dị năng nên mắt một mí cũng không tiện mở miệng xen ngang đành rầu rĩ rời đi đối phương vừa rời đi tịch ca nheo mắt nhìn rên nghiêng người qua lặng lẽ nói bì bì ổn định khẩu vị của cậu rên tịch ca tiến sát hơn cảnh cáo nếu cậu dám hút máu ở chỗ kia tôi tuyệt đối sẽ không sống cùng một mái hiên với cậu nữa rên ta không muốn hút máu tịch ca bày ra vẻ không tin, khóe miệng trên co rút một trận, ánh mắt của ngươi là có ý gì, ngay cả ngươi ta cũng chịu đựng không cắn. Tình cảm giữa bốt và trên càng ngày càng tốt nha. Lý Lập Phương nhìn tịch ca và trên thầm thì to nhỏ, tỏ vẻ chẳng sao cả, cầm di động lướt ôi bộ, bỗng thấy trang paparazzi mà mình follow mới đăng một đoạn video ngắn lên từ 10 phút trước, caption cũng đơn giản, chỉ hai chữ, một câu tin hot. Đầu tiên, Lý Lập Phương nhìn lượt bình luận và lượt chia sẻ, không nhìn được hít một hơi, mới 10 phút, mà đạt tới mấy vạn comment và mấy vạn lượt xe, Cậu ta không ngăn được lòng hiếu kỳ, lập tức mở video. Cùng lúc đó, điện thoại của tịch ca đặt trên bàn cũng tinh tinh, trên màn hình xuất hiện thông báo từ Weibo, tịch ca liếc mắt một cái, đọc thành tiếng. Đêm nay trên quốc lộ bàn sơn thủ đô, xuất hiện siêu nhân mũ trùm, siêu nhân mũ trùm, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói của mắt một mí, không biết từ khi nào, mắt một mí đã trở lại tích cực muốn gia nhập vào cuộc đối thoại của ba người, đáng tiếc không ai để ý đến hắn. Tịch ca tiếp tục đọc quảng cáo, cứu được thiếu niên 13 tuổi ngay trước mũi xe tử thần, không ngờ bên trong xe lại là, lại là cái gì? Sao không viết tiếp, chiêu trò giật tích kiểu này lập tức kích thích trí tò mò của tịch ca, hắn lập tức mở ra, xem video, hiệu ứng âm thanh giống hệt nhau truyền ra từ hai chiếc điện thoại, tịch ca và Lý Lập Phương liếc nhau, cùng một video, ánh mắt của hắn lại trở về trên điện thoại video đang được phát, ánh sáng yếu, hơi rung, độ phân giải rất thấp, nhưng vẫn nhìn rõ đại lộ dưới ánh đèn đường, các phương tiện giao thông thư thớt, qua lại hơn 10 giây. Đột nhiên một người đi xe đạp, lao qua đường, ngay khi cậu ta đến giữa đại lộ, lại một bóng đen khác xuất hiện ở góc màn hình, trong cùng khung hình, xe hơi lao đến, hướng thẳng về phía thiếu niên, tiếng động cơ chói tai cắt qua màn đêm đen kịt. hai người theo dõi video, tịch ca và Lý Lập Phương đều lắp bắp kinh hãi đang lúc bọn họ tưởng rằng sẽ xảy ra tai nạn bỗng nhiên có một thân ảnh từ bên cạnh nhảy ra trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc vọt đến trước mũi xe hai tay đè lại mũi ô tô dùng sức đẩy chiếc ô tô sang một bên phanh một tiếng nặng nề ô tô đâm sầm vào lan can phòng hộ dừng hẳn tịch ca xem đến trận mắt khá hốc mồm là siêu nhân thật đấy à lý lập phương không phải tịch ca không phải lý lập phương nghẹn lại cậu ta cũng khiếp sợ không kém nhưng điều khiến cậu ta khiếp sợ lại hoàn toàn bất đồng với tịch ca hắn đeo găng tay hình như là đôi găng tay tôi làm tịch ca có chút hoài nghi video tối thế này cậu liếc mắt một cái đã nhìn ra là găng tay cậu làm à lý lập phương hơi chần chờ nói vậy cũng cảm thấy không đúng tịch ca tỉnh táo lại găng tay cậu làm á à? găng tay nào cơ lý lập phương chính là đôi găng tay làm cho cậu đó hai người hai mặt nhìn nhau Lý Lập Phương đành trình bày lại tiền căn hậu quả lần làm mất găng tay đó. Tịch ca nghe xong, hắn không thể tin, chuyện quan trọng như vậy mà cậu làm như chẳng có gì, không báo với tôi lấy một tiếng. Lý Lập Phương oan uổng, tôi quên mất, hơn nữa, bình thường gửi chuyển phát nhanh có xảy ra chuyện gì đâu. Rên bên cạnh cũng đỡ tráng, thở dài một tiếng, hình như các ngươi quên mất chuyện quan trọng nhất rồi. Trong lúc bọn họ nói chuyện, video vẫn còn đang phát tiếp, chiếc xe đâm vào lan can phòng hộ đột nhiên mở ra. Người điều khiển xuất hiện ngay chính giữa màn hình, tuy rằng video rất mờ, nhưng Tịch Ca và Lý Lập Phương đều cảm thấy người này trông rất quen, vả lại từ hướng cửa xe nhìn vào, còn thấy lấp ló khối màu trắng rất đáng ngờ. Lý Lập Phương muốn bù đắp sai lầm, vội vàng nói với Tịch Ca: "Ông chủ, hay là chúng ta xem bình luận trước đi, chắc chắn mọi người đang thảo luận như điên về siêu nhân ấy, chúng ta tìm hiểu ngọn ngành, nói không chừng sẽ thấy thông tin của hắn." Nghĩ là làm, Lý Lập Phương nhấn vào bài Weibo cậu ta lẩm bẩm đọc dòng comment lên top, ngôi sao đang nổi họ vương cùng hai người mẫu trẻ uống say lái xe ha 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 hai mỹ nữ trong xe đều không mặc quần áo ha 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 ha, mẹ nó chứ, minh tinh uống say lái xe, người mẫu trẻ trần truồng, quan tâm mẹ gì đến găng tay với cả siêu nhân, tịch ca và lý lập phương lập tức tập trung tinh thần, theo dõi chặt chẽ hướng đi của Weibo, sẵn sàng tiếp nhận thông tin mới nhất chỉ có mắt một mí tích cực tham gia thảo luận từ đầu đến cuối vẫn không có thành công là ngây ngốc truy hỏi, siêu nhân mũ trùng là ai? Vì sao Weibo của tôi lại không thấy đề xuất vậy? Các anh xem video ở đâu đó, bầu không khí trong quán trà sữa bỗng chốc ngưng động, như trước, không ai phản ứng lại mắt một mí, tịch ca và Lý Lập Phương đều đang sốt sắng lướt Weibo, e sợ bỏ qua một chút tin tức. Mắt một mí tìm không thấy người giải thích nghi vấn, chỉ đành tự tìm kiếm, may mắn chuyện này thật sự rất trầm rộ, chỉ tốn vài phút, hắn đã nhìn thấy siêu nhân mũ trùng tay không đánh bay một chiếc xe con. Mắt một mí cực kỳ khiếp sợ, sau đó lại bình thản. hắn hoàn toàn không để tâm đến bát quái giữa minh tinh họ vương nọ và người mẫu, mà là nghiêm túc tự hỏi, mình có nên thử đi tiếp xúc với siêu nhân mũ trùng, cảm giác xem đối phương có tích điện hay không, có phải là một người dị năng mới không, nhưng giờ mình chỉ còn một cọng lông chim cuối cùng. Mắt một mí do dự mà ấn xuống vết thương đau nhức vả lại còn đang chảy máu bên thắt lưng, đột nhiên nghe thấy tịch ca cất tiếng nghi vấn hắn liền vĩnh tai lên nghe rốt cuộc có phải người trong video kia đeo đôi găng tay chúng ta đã đánh mất không tịch ca hỏi hóng hớt nửa ngày cuối cùng hắn đã nhớ tới chính sự tôi cảm thấy có thể lắm cái loại chuyện tay không vác xe thế này không giống chuyện mà người bình thường có thể làm được đâu lý lập phương nói tịch ca đưa ra một loại khả năng khác cũng có thể bản thân gã có được năng lực không giống người thường lý lập phương thừa nhận rất có khả năng chủ đề này mình có thể cùng thảo luận. Mắt một mí dựng thẳng lỗ tai nghe tịch ca nói chuyện vội vàng xen vào, thật ra tôi có thể cảm nhận được người có năng lực đặc biệt, chỉ cần để tôi nắm tay người đó, xuất hiện tĩnh điện, thì chính là người có dị năng tiềm ẩn, dưới sự kiên trì không ngừng của mắt một mí. Tịch ca và Lý Lập Phương rốt cục cho hắn một ánh nhìn. Mắt một mí vội vã trong mong nhìn hai người, chờ đợi bọn họ đặt câu hỏi. Song Phương nhìn nhau một lúc, tịch ca thờ ơ, Lý Lập Phương im lặng, như trước không thèm để ý tới hắn tịch ca nói đầu tiên phải tìm được hắn ta đã lý lập phương có lý chúng ta liên lạc với cảnh sát hay là thám tử tư mắt một mí tôi làm sai gì nào hắn càng bại càng đánh lấy hết dũng khí ra mà nói thật ra tôi cũng có thể tìm được người dị năng chỉ cần siêu nhân mũ trùm là người dị năng lông chim của tôi có thể cảm ứng được dao động năng lượng của gã tại nơi gã xuất hiện tiếp theo có thể dẫn chúng ta đến chỗ gã nơi xuất hiện Tịch Ca lặp lại một lần, đột nhiên vỗ đầu, bừng tỉnh đại ngộ, có cách rồi, mắt một mí vui sướng không thôi, đúng không đúng không, Tịch Ca, những tên paparazzi hàng đầu đều đang ở hiện trường, nhất định sẽ tham gia góp vui. Chúng ta trực tiếp đi hỏi chẳng phải xong rồi à? Hắn nói làm liền làm, ấn vào Weibo của đối phương, trực tiếp để lại một lời nhắn. Mắt một mí cơ hồ sắp hỏng mất, hắn cực kỳ phẫn nộ, hét lớn, sao các người có thể đối xử với tôi như vậy? mau nhìn tôi tôi có chuyện muốn nói vừa dứt lời bốn phía lặng ngắt như tờ ba người nhìn mắt một mí tịch ca chủ động tỏ vẻ anh nói đi cơ hội thình lình xuất hiện sau khi mắt một mí há hốc mồm trong giây lát vội vàng mở miệng là thế này cái thế giới tràn ngập ánh sáng này không đơn giản như cậu tưởng tượng đâu tịch ca liếc mắt nhìn đồng hồ ngắn gọn thôi được không mắt một mí nói ngắn gọn thế giới này được chia thành thế giới quang minh và thế giới hắc ám thế giới quang minh là nơi người thường sinh sống thế giới hắc ám thuộc về những người có năng lực đặc biệt tôi là người dẫn đường có nhiệm vụ đưa những người như thế tiến vào thế giới hắc ám tôi có thể kiểm tra đo lường năng lực của cậu giúp cậu bước vào thế giới chân chính thuộc về mình tịch ca lịch sự tỏ vẻ cảm ơn vì lời mời mắt một mí vậy thì tịch ca tiếc núi uyển chuyển cự tuyệt tôi còn đang đi học mà giờ tôi phải cố gắng tốt nghiệp ở thế giới giả dối này đã không có thời gian đến thế giới chân chính tạm biệt một câu dứt khoát ba người nhất tề đứng dậy bước ra khỏi quán, chợ đã, lời tôi nói đều là sự thật, tôi. Mắt một mí vội vàng đuổi theo, nhưng không còn kịp, bên ngoài quán trà sữa, ngã tư đường lúc 12 giờ, gió lạnh gào thét, hiu quạnh, đã không còn thấy bóng dáng của ba người. Cùng một khoảng thời gian, có ngã tư đường vắng vẻ, có ngã tư lại vô cùng, náo nhiệt, trên đường quốc lộ Bàn Sơn, nơi suýt chút nữa đã xảy ra tai nạn. Các tài xế tình cờ đi ngang qua đây đều sôi nổi dừng xe bước xuống quan tâm hỏi hang cậu thiếu niên choai choai vừa thoát khỏi miệng tử thần, hiện giờ còn đang kinh hồn tán đảm. Chuyện gì xảy ra vậy, cậu nhóc ban nãy không có việc gì chớ, hay, gây tai nạn còn dám chạy, báo cảnh sát chưa, nhóc không sao chứ, có cần gọi cấp cứu không? Hay là gọi cho ba mẹ nhóc đến đón, trong lúc bọn họ đang ầm ĩ, cho dù là họ vương và hai người mẫu trẻ, hay là tay chó săn hàng đầu đang lặng lẽ núp ở nơi nào đó quay phim, đều thừa dịp hỗn loạn mà rời khỏi họ vương và hai người mẫu trẻ vội vã rời khỏi hiện trường để tránh tai tiếng còn paparazzi nọ lại lặng lẽ đuổi theo siêu nhân mũ trùm đột ngột xuất hiện rồi lại đột ngột bỏ chạy mọi người ở trên ui Bộ đều đang kích động không thôi bởi tin tức liên quan đến minh tinh họ vương còn anh ta lại kích động bởi sự xuất hiện của siêu nhân mũ trùm khiến anh ta ngay lập tức quyết định phải nói chuyện với siêu nhân mũ trùm một hồi may mắn tuy rằng siêu nhân mũ trùm rất khỏe nhưng tốc độ cũng không quá nhanh trong bóng đêm Bọn họ một trước một sau chạy qua mấy dãy phố, quẹo qua mấy con đường, paparazzi vẫn luôn theo sát người phía trước, thẳng đến khi bọn họ cùng tiến vào một con hẻm nhỏ, ngõ hẻm tối đen như mực, paparazzi hơi chần chờ, chợt nhìn thấy đối phương khi một chiếc xe đạp lên, đôi tay kia trông như cự thạch thái sơn, sắp sửa ném mạnh tới, từ từ, siêu nhân mũ trùm, tôi không có ác ý, tình huống trước mặt quá dọa người, anh ta vội vàng giơ cao hai tay, tỏ vẻ mình trong sạch vô tội, tôi tên Ha có lẽ cậu đã từng nghe qua tên tôi rồi, tôi là phóng viên giải trí, chưa từng nghe, trong bóng đêm truyền đến giọng nói lạnh lùng, không biết anh. Còn nữa, siêu nhân mũ trùm là cái quái gì, thật ra, cái xưng hô này là cộng đồng mạng đặt cho cậu, bởi vì cậu đội cái mũ trùm chỉ lộ mắt và miệng, Halen giải thích, trong bóng tối, hắn cố gắng để phân biệt người trước mặt, ngại quá, vừa rồi tôi lỡ lời, tôi nên xưng hô với cậu thế nào, trong bóng tối, một trận trầm mặt nhân viên chuyển phát nhanh cảm thấy những cái tên giống vô số con ong mật đang kéo bè kết cánh vo ve trong đầu gã, khiến đầu óc gã choáng váng. Năm phút đồng hồ sau, gã nói, được, vậy gọi là siêu nhân mũ trùm đi, Halen ngẫm lại, hay là tôi kêu cậu là Superstar nhé? Bí danh SCT, nhân viên chuyển phát nhanh cảm thấy cái tên này dễ nghe hơn siêu nhân mù trùm, ừ, được đó, đối phương dường như rất dễ nói chuyện, Halen rèn sát khi còn nóng, lập tức vào vấn đề chính, là như vậy tôi muốn bàn chuyện làm ăn với cậu, nhân viên chuyển phát nhanh, không có hứng thú, ha lên, nhân viên chuyển phát nhanh, tránh ra, tôi phải đi, ha lên vội vàng giữ lại, star, hay là nghe kế hoạch của tôi một chút đi, tôi tự giới thiệu, tôi là phóng viên hàng đầu giới giải trí, biết vô số scandal của các minh tinh, có điều bất hạnh thay, không có đủ nhân lực để thu thập chứng cớ, chỉ cần chúng ta hợp tác với nhau, tôi tin kết hợp với năng lực của cậu, chúng ta muốn chụp cái gì cũng được muốn kiếm bao nhiêu tiền liền có bấy nhiêu nhân viên chuyển phát nhanh không theo dõi giới giải trí nghe không hiểu gã trèo lên xe trực tiếp nổ máy cực kỳ kiên định quả nhiên vẫn không thành công harlan ý thức được mình không thể đã động được đối phương anh ta cảm thấy hơi mất mát nhưng vẫn quyết định cải thiện mối quan hệ với đối phương star cậu chờ đã nói thế nào thì hôm nay cậu đã giúp tôi một chuyện lớn cậu cho tôi số tài khoản tôi chuyển tiền cho cậu không có ý gì đâu chỉ muốn cảm ơn cậu giúp tôi và cứu đứa trẻ kia. Anh ta vừa mới dứt lời, bánh xe điện liền dừng. Nhân viên chuyển phát nhanh liếc mắt nhìn ha lên một cái, bao nhiêu tiền, gã nghĩ trong lòng, tốt xấu gì mình cũng đã cứu một mạng người, nếu có phần thưởng, vậy chắc cũng phải được 500, nói không chừng lên đến 1.000 đó, ha lên, 50.000. Khoảng 165 triệu VND đấy các chế, không hiểu sao, con hẻm nhỏ đột thiên thật yên tĩnh, hồi lâu sau, Giọng nói mang theo chút gấp gáp của nhân viên chuyển phát nhanh bỗng vang lên, "Khụ, anh vừa mới nói, chúng ta hợp tác như thế nào? Còn có 50.000 đó, chừng nào anh chuyển cho tôi?" Trong con hẻm nhỏ, hai người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Một giây sau, Halen lấy chi phiếu ra, kiên định trả lời, "Ngay bây giờ." 15 phút sau, nhân viên chuyển phát nhanh nhận được tiền, Halen nhận được lời hứa hẹn, ai cũng vừa lòng. Nhân viên chuyển phát nhanh đã cưỡi xe đi rồi. Halen thì vẫn đứng im tại chỗ, hết sức hài lòng nhưng vẫn không dám tin. Không ngờ có thể bắt được Superstar một cách dễ dàng như vậy, có khác nào trên trời đột nhiên rớt xuống một chiếc bánh nhân thịt chứ? Anh ta đứng ở góc đường hút một điếu thuốc, sung sướng mà trích vào, rồi từ từ phun ra, lại mở ra di động xem tin nhắn, sau đó liền trông thấy cái tin nhắn đến từ tịch ca. Ngay lập tức, Halen không dám tin, xoa xoa mắt, không thể nào, chuyện tối hôm nay thế mà hấp dẫn một tên tài phiệt mới 21 tuổi cha mẹ đều đã mất chỉ còn một lão quản gia, tài sản nhiều không đếm xuể, vừa sinh ra đã thăng cấp thành đời thứ hai siêu giàu, anh ta quyết đoán mở tin nhắn, đảo qua trong giây lát, aha, ha, tìm Supersa. Biết ngay mà, kết bạn mọi lúc mọi nơi khi nào cũng tốt, sau này tất có chỗ dùng, Halen cười ra tiếng, lập tức trả lời tịch ca, không thành vấn đề, tôi và Supersa là bạn tốt, tôi sẽ lập tức liên hệ Supersa cho cậu. Thời gian, 11 giờ tối mai được không? khi đó cậu ta sẽ đến gặp tôi. Ban đêm, những vệt bóng được ánh đèn đường kéo ra thật dài, nhân viên chuyển phát nhanh chạy xe tới một con hẻm nhỏ khác để thay quần áo, chậm rãi trở về phòng trọ, cởi găng tay ra, không hiểu tại sao thân thể gã bỗng chốc trở nên rã rời, nhưng tinh thần lại phấn chấn không cùng, tinh thần phấn khởi che giấu sự mệt mỏi về thể xác. Khiến gã hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ kỳ lạ tối nay. 50.000 đồng, 50.000 đồng tròn trịa. Ông trời cuối cùng đã ném xuống cho gã một chiếc bánh nhân thịt, thì ra kiếm tiền dễ dàng như vậy, không, nhân viên chuyển phát nhanh đột nhiên nghĩ, càng về khuya, vô số tòa cao ốc chọc trời dần ẩn mình trong bóng tối, chỉ có những câu lạc bộ đêm lấp ló giữa những tòa nhà này, là vẫn sáng rực như trước, câu lạc bộ đêm lộng lẫy trong ánh nhìn của người qua lại trên phố, nhân viên chuyển phát nhanh ngẩn ngơ đứng trước câu lạc bộ đêm, ông ấp 50.000 trong lòng, dường như bị mê hoặc mà nhấc chân tiến về phía trước, có lẽ, không phải bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống thực ra kiếm tiền vốn rất dễ dàng mình đã thay đổi rồi mình không phải cái tên bất tài vô dụng trước kia nữa gã kiên quyết bước vào câu lạc bộ đêm nơi mà trước đây đi qua gã cũng tuyệt đối không dám liếc nhìn câu lạc bộ đêm được trang hoàng cực kỳ xa hoa tiến vào bên trong nhân viên chuyển phát nhanh khẩn trương đến nỗi tay cũng không biết đặt chỗ nào gã ráo riết nhìn xung quanh lại không dám nhìn nhiều bỗng thấy một cô gái ông nhu đáng yêu nhìn qua có vẻ hơi nhỏ tuổi liền bước lên phía trước vị tiểu thư này, vị tiểu thư này, có thể, cô gái ôn nhu đáng yêu kia không nói gì. Nhưng một thanh âm tràn đầy kiêu ngạo chợt vang lên từ sau lưng nhân viên chuyển phát nhanh, ai đây ta, dám tranh phụ nữ với tôi cơ à, chật chật, sao lại không có mắt vậy chứ, hai người lôi hắn ra ngoài, dạy dỗ một trận để hắn tỉnh ra nào, nhân viên chuyển phát nhanh, gã vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một tên nhà giàu dẫn theo hai vệ sĩ tiến đến, tên nhà giàu lướt qua gã hướng về phía cô gái ôn nhu đáng yêu nọ hai vệ sĩ thì một trái một phải bắt lấy cánh tay gã. Nhân viên chuyển phát nhanh ngay cả ra, vội vàng hét lớn, khoan đã, các người muốn làm gì? Muốn làm gì? Người đâu, người đâu, tôi mang tiền đến, tôi là khách hàng, tôi rất lợi hại, các người sẽ phải hối hận, gã vừa hét vừa đá, gắng sức dãy dụa, nhưng người đến người đi, chẳng ai quan tâm tới gã, chỉ có cô gái gã bắt chuyện là nhìn gã, mỉm cười thật dịu dàng, sau đó kéo tay tên nhà giàu, dáng vẻ chim nhỏ nét vào ngực, lượn qua gã đi mất. Mùi hương thoang thoảng lướt qua cánh mũi, nhân viên chuyển phát nhanh bị bọn vệ sĩ kéo đến ngõ sau. Trong con hẻm nọ, có tiếng đánh nhau, loạn xoảng rầm, hai vệ sĩ nghe theo mệnh lệnh của ông chủ, mỗi người chỉ đơn giản đá hai cái đấm hai cái, xem như giáo huấn. thấy nhân viên chuyển phát nhanh không đứng dậy phản kháng, liền cười cười nói nói rồi rời đi. Con hẻm tâm tối bỗng chốc yên tĩnh, tiếng hát loáng thoáng như truyền từ một thế giới xa xăm nào đó ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên này. Bên cạnh thùng rác, nhân viên chuyển phát nhanh lão đảo, cảm giác như trọng lực đột nhiên trở thành sức nặng ngàn cân đè nặng lên người gã, khi tinh thần phấn khích dần dần bị cơn sợ hãi cắn nuốt, sự mỏi mệt và suy yếu mà gã vẫn luôn ngó lơ lập tức trồi lên khỏi mặt nước, hoàn toàn khống chế cơ thể gã, đừng nói đến phản kháng, ngay cả chạy trốn né tránh gã cũng không lấy đâu ra sức lực, gã nghiến răng nghiến lợi, bọn mày, đám nhà giàu chết tiệt, sẽ hối hận chờ tao đeo găng tay đáng giận gã đang muốn bò lên lại té ngã bên cạnh đống rác lần nữa không rõ ràng nắm đấm của chúng không nặng cũng mới đánh vài ba cái vì sao mình lại kiệt sức đến nông nổi này từ khi nào mà cảm giác này bắt đầu nhân viên chuyển phát nhanh mờ mịt luống cuống cho đến khi gã đột nhiên nhớ tới một việc hình như là lúc gã nâng cái xe kia lên chính là khi đó gã đột nhiên cảm thấy sức lực toàn thân bị rút cạn chẳng lẽ đôi găng tay trong lòng gã mơ hồ xuất hiện dự cảm và cả do dự ngay tức khắc gã chạm vào đôi găng tay cất trong ngực chỉ do dự trong chốc lát một giây sau nhân viên chuyển phát nhanh liền thấy chết không sờn mà đeo đôi găng tay lên nhưng giờ đây sức mạnh quen thuộc cũng không hề xuất hiện chỉ có đau đớn và mỏi mệt là không thể nào xua tan lạnh lùng nhắc nhở gã về tình trạng thân thể lúc này không đúng chuyện gì đây sức mạnh của mình đâu sức mạnh của mình đâu rồi nhân viên chuyển phát nhanh quỳ rạp trên mặt đất bị nỗi sợ hãi vây quanh đôi găng tay mất đi tác dụng làm gã như rơi xuống vực sâu gã đờ đẫn ngồi dậy dùng sức ấn vào đôi găng tay xoa bóp hai tay cố gắng tìm về loại sức mạnh thuộc về mình nhanh lên nhanh lên nhanh quay lại đi cho dù bắt tao phải trả cái giá đắt đến cỡ nào giọng nói của nhân viên chuyển phát nhanh run rẩy ẩn ẩn mang theo tiếng nức nở đến khi gã xoa bóp đến vị trí chính giữa lòng bàn tay lòng bàn tay đột nhiên hơi hơi đau nhói hai cây châm đang hòa một thể với da thịt dường như lại đâm sâu vào hai phân cùng lúc đó trong cơn hoảng loạn nhân viên chuyển phát nhanh chỉ cảm thấy đầu tê rần như thể bị thứ gì đó xuyên qua vận mệnh dồn gã vào đường cùng nhưng lúc này sức mạnh quen thuộc lại từ hai tay trào ra cảm giác siêu phàm lần nữa xuất hiện gã theo phản xạ phất tay nắm đấm đánh trúng vào thùng rác kim loại bên cạnh lập tức xuyên thủng thành một cái lỗ rầm một tiếng thật lớn truyền ra từ sâu trong con hẻm chật chội rồi sau đó đột nhiên gã cười đến vặn vẹo, dọa mèo hoang tới kiếm ăn chạy mất, cái cảm giác khác thường như thể bị kim đâm vào não cũng bị vứt ra sau đầu. Trong đêm tối, nhân viên chuyển phát nhanh nhìn về phía câu lạc bộ đêm, nghiến răng nghiến lợi, tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi chờ đi, yên tâm, tao sẽ không hành hạ mày trước con mắt của công chúng đâu, tao sẽ theo dõi mày, đến nơi không người, sau đó, lần thất bại vào tối hôm đó vẫn không thể ngăn cản được mắt một mí, là một người dẫn đường, đương nhiên hắn có đòn sát thủ hắn dựa vào lông chim của mình, rất nhanh tìm được tịch ca, rồi lén lút theo dõi tịch ca. Nhưng dù sao, theo dõi cũng là một công việc đòi hỏi kỹ thuật, đương nhiên trong quá trình đó sẽ gặp được một chút ngoại ý muốn, ví dụ như khi hắn bước vào đại học uy UH, hát, sắp đuổi kịp tịch ca, thì thanh niên tóc bạc đột nhiên xuất hiện. Lúc ấy, hắn thiếu chút nữa bị hù gần chết, hoảng quá không suy nghĩ gì đã xoay người bỏ chạy. Thẳng đến khi dùng nửa cái mạng chạy hết ba cây số rồi hắn mới dám dừng lại, hắn thở hổn hỉnh, đứng trước ga tàu điện nằm người đến người đi hắn mới bình tĩnh được một tí không khỏi suy nghĩ thanh niên tóc bạc trông có dữ dằn gì đâu vì sao mình lại sợ cậu ta như vậy mình nhớ mới đầu gặp còn chẳng chú ý đến cậu ta nữa mà nhưng từ khi mình rút lông chim ra rồi chảy máu mới bắt đầu liếc sang cậu ta cứ liếc một cái lại sợ hơn một chút mắt một mí rối rắm nửa ngày cũng không tìm ra được nguyên nhân vì thế hắn lại lẻn trở về trường học tiếp tục lắc lư bên cạnh tịch ca lần này hắn trái phải quan sát hồi lâu, cuối cùng không phát hiện ra bóng dáng của thanh niên tóc bạc ở đâu cả, không kìm được thở phào. Tịch ca đã sớm phát hiện mắt một mí lẻo đẻo theo sau mình, dù sao thì, một tên chủ quán trà sữa biến thái, gắt gao nắm tay hắn vuốt ve, để lại cho người khác ấn tượng rất sâu. Bên cạnh đó, kỹ năng theo dõi ẩn mình của đối phương thật chẳng ra làm sao cả. Khi đi học, tịch ca có thể phát hiện đối phương, hoạt động câu lạc bộ, có thể phát hiện đối phương, đến canh tên có thể phát hiện đối phương, ngay cả đi vệ sinh vẫn còn nhìn thấy đối phương. Hắn nhất thời có chút cạn lời, đi vệ sinh xong liền gõ gõ cây cột trụ ở khu dạy học, nơi mà Ren đang ẩn nấp phía sau, rốt cuộc anh ta muốn gì, Ren, muốn giới thiệu ngươi đến thế giới hắc ám, tịch ca, cậu chưa nói với anh ta à, rằng tôi biết sự tồn tại của thế giới hắc ám nhưng chưa muốn gia nhập, Ren cười một tiếng, trước khi ta kịp nói thì hắn đã sợ bỏ chạy rồi, tịch ca nhìn mắt một mí cách đó không xa đang né tránh, vô cùng tán thành nhìn cái dáng vẻ của anh ta kìa cứ cảm thấy to tiếng một chút là đang bắt nạt anh ta ấy hắn trầm tư một lát thoải mái quyết định quên đi kệ anh ta anh ta muốn làm thế nào thì làm tịch ca hạ quyết định xong liền không chú ý đến mắt một mí nữa nên làm gì thì vẫn làm dù sao cũng không phải chỉ có mình mắt một mí là nhìn chằm chằm hắn từ lâu hắn đã sớm quen với việc trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn mắt một mí cũng không nghe lõm được cuộc đối thoại ngắn ngủi của tịch ca và ren hắn vẫn chăm chỉ theo dõi tịch ca nơm nớp lo sợ mà né tránh ren chờ mong một cơ hội để nói chuyện riêng với tịch ca sau đó dẫn đối phương đến thế giới hắc ám tuyệt vời bên kia để đạt được mục đích cũng như để có thể hiểu rõ hơn về tịch ca và tăng tỷ lệ thành công khi thuyết phục thậm chí hắn còn bí mật lẻn vào nhóm quy quy của lớp tịch ca xem bọn họ nói chuyện phiếm rồi bóng gió nhắc tới tịch ca hy vọng có thể thu được một ít tin tình báo có giá trị sau đó hắn phát hiện tịch ca thật sự rất nổi tiếng hắn mới cẩn thận hỏi một tí đám người trong gờ rút cha đã nhốn nháo hết cả lên có người nói hắn giàu nứt đố đổ vách có người nói nhà hắn nghèo rớt mồng tơi có người nói hắn cực kỳ phong lưu cũng có người nói hắn bảo thủ cho nên cậu ta rốt cuộc là nghèo hay giàu phong lưu hay bảo thủ mắc một mí hỗn độn trong gió những thuộc tính hoàn toàn tương phản không thể cùng tồn tại các cậu không thể trao đổi rồi thống nhất lại được à nhóm quy quy đang náo nhiệt thình lình toát ra một câu hơi khác các cậu có ai muốn đi uống gì đó không hay là uống trà sữa đi kinh doanh quán trà sữa đã lâu vừa thấy có người nói đến đồ uống mắt một mí liền theo bản năng quảng cáo cho sản phẩm nhà mình được đó vậy uống trà sữa đi ok cho một ly tôi cũng muốn vừa hay tôi đang đứng ở quán trà sữa nè các cậu muốn uống gì để tôi mang đến cho mắt một mí đột nhiên cơ trí sắp xếp từng ngữ sau cho không quá lộ liễu, không ai hoài nghi cái avatar lạ hoắc kia. bọn họ vui vẻ cảm ơn, rồi từng người nói cho mắt một mí nghe trà sữa mình muốn uống. mắt một mí đáp ứng từng người một, viết hóa đơn xong, lập tức quay lại quán pha trà sữa, chờ hắn xong xuôi rồi gửi cho shipper, mới có thời gian xoay đầu lại nhìn, đột nhiên phát hiện bầu trời đầy sao, còn tịch ca người mà hắn phải theo sát từng ly từng tí lại chẳng thấy đâu. mình, rốt cuộc mình đang làm gì thế này? mắt một mí thiếu chút nữa thì hỏng mất. Trời đầy sao, trong hẻm nhỏ yên tĩnh, tịch ca đang đi gặp Ha Lên, bọn họ đối diện nhìn nhau nửa giờ, vẫn không chờ được cái người mà đáng nhẽ ra phải xuất hiện ở đây từ nửa tiếng trước, Superstar, đèn đường đầu ngõ rọi xuống, làm nổi bật lên sự ngu ngốc của hai người nào đó, đứng ở đây lúc nửa đêm vỗ béo cho mấy con mũi, bọn họ đều mang theo tươi cười. Nụ cười trên mặt tịch ca càng ngày càng nhạt, nụ cười trên mặt Ha -len càng ngày càng miễn cưỡng cùng lúc đó bên ngoài một khách sạn mây đen che khuất mặt trăng tròn vành vành những ngọn đèn trên các tòa nhà cao tầng nhìn xa như thể ánh sao trên bức tường ngoài khách sạn nhân viên chuyển phát nhanh cải trang thành công nhân đội mũ bảo hộ làm bộ làm tịch sửa lại một ô kính cửa sổ do chính tay gã đập vỡ gió đêm lạnh thấu xương gã mang một chiếc mũ len dệt kim có thể che khuất hơn phân nửa khuôn mặt chỉ lộ ra hai mắt và sống mũi đang nhìn trộm vào khung cửa bên tay phải của mình theo dõi tên nhà giàu gần 24 tiếng đồng hồ, hiện giờ nhân viên chuyển phát nhanh đã bắt được một cơ hội cực kỳ tốt. Bức trèm màu vàng nhạt che được nửa ô cửa sổ, tên nhà giàu lúc trước ra lệnh người đánh gã ở câu lạc bộ đêm, hiện tại đang lăn giường với phụ nữ trong khách sạn. Không biết có phải do nhân viên chuyển phát nhanh ảo giác hay không, gã cứ cảm thấy người phụ nữ kia trông rất quen mắt, nhưng gã hơi mắt chứng mù mặt, thật sự không nhớ ra được cô gái đang cuốn quyết với tên nhà giàu kia đến tột cùng là ai. Gã chẳng thèm nghĩ nhiều nữa, bất chấp tất cả đầu tiên lấy điện thoại di động sau khi quay chụp lại tình cảnh trong phòng mới đẩy cửa sổ ra nhảy vào bên trong tên nhà giàu đã lên dây cót đột nhiên bị kéo mạnh về phía sau mẹ ai đó không thấy ông đây đang làm việc tên nhà giàu chửi ầm lên mắng được một nửa đột nhiên nhìn thấy một nắm đấm ngang qua trước mặt mình nện xuống giường phanh bông nhồi trong chăn tuôn ra ga giường thành cái lỗ lò xo so bật ra khỏi nệm mà ngay cả ván giường cũng bị xuyên thủng dưới một đấm này hết thảy cứ như trong phim vậy nhưng màn trình diễn này lại xảy ra ngay bên cạnh hắn mà hắn thì đúng là diễn viên chính duy nhất tên nhà giàu đang nổi giận đùng đùng nháy mắt liền quỳ sụp xuống anh hùng tha mạng anh em bốn bể đều là nhà cậu muốn tiền hả tôi mang theo cho cậu ngay đây tao tới không phải vì tiền tao tới để báo thù nhân viên chuyển phát nhanh la hét trong lòng nhưng gã rất nhanh bình tĩnh tự hỏi một chút cảm thấy nói báo thù thì quá lộ liễu vì thế liền đổi giọng tiền đâu Tuy rằng thời đại hiện nay, đa số mọi người đều thích trả tiền qua app di động, nhưng hắn thật sự có mang tiền mặt. Hắn vội vàng bò dậy, mở két sắt trong khách sạn, đem 10 chồng tiền giấy cùng một chiếc vòng cổ nạm kim cương chuyển đến trước mặt nhân viên chuyển phát nhanh. Nhân viên chuyển phát nhanh nhìn nhìn mấy thứ trong két sắt, lại nhìn nhìn tên nhà giàu thần tịnh tha thiết đang tươi cười nịnh nọt gã, đột nhiên lại muốn tha cho đối phương. Gã lấy tiền để lại vòng cổ kim cương, trước khi tẩu thoát còn bình tĩnh nói với tên nhà giàu tao đã chụp lại mọi biểu hiện của mày tối nay rồi, mày có thể báo cảnh sát, nhưng nên nhớ, lúc mày báo cảnh sát cũng là lúc những tấm ảnh xấu xí này được đăng tải trên Internet để người người chiêm ngưỡng. Nói xong, gã đẩy cửa sổ ra, nhảy đi mất. Những ngọn đèn đường ban đêm tự như tinh tú trên bầu trời lẻo đẻo theo bên cạnh nhân viên chuyển phát nhanh. Gã thay quần áo, cởi găng tay, ông chặt 10 vạn tiền mặt, đến trước cửa tàu điện ngầm, cuối cùng lại quyết định ngồi xe bus, thẳng đến khi đã rời thật xa khách sạn đột nhiên gã dừng lại trước ngã tư đường người đến người đi gã lấy trong lòng ra một xấp tiền mặt bỗng nhiên vứt giữa không trung hô to tiền tài bất nghĩa ai cũng có phần mọi người chia đều dưới bầu trời đen tuyền những tờ tiền đỏ chót nhẹ nhàng tung bay người đi đường bốn phía vừa mờ mịt vừa khiếp sợ một nửa lập tức cúi xuống nhặt tiền mà một nửa khác thì lấy điện thoại ra quay lại một màn đầy bất ngờ này nhất là khi phát hiện cái người đang đứng giữa kia thế mà trải tờ tiền giấy có mệnh giá tận một trăm đồng Bọn họ đột nhiên sững sờ tập thể, tiền từ trên trời rơi xuống, gặp một tên điên vung tiền như rác rồi, xung quanh thoáng chốc ầm ĩ cả lên, người người tranh nhau nhặt tiền, nhân viên chuyển phát nhanh cười ha ha, cứ theo lộ trình vạch sẵn mà chạy, một bên chạy một bên ném rất nhiều tiền. Mọi áp lực dần dần phai nhạt, trong lòng gã tràn ngập vui sướng và đắc ý, với hành vi tối nay của mình, gã đã tìm được lý do hoàn mỹ nhất, tôi không báo thù, tôi cũng không cướp bóc, tôi khác biệt với tất cả mọi người tôi là người gác đêm, tôi đang cống hiến khả năng của mình, để khiến cái xã hội này trở nên tốt đẹp hơn. Do quá phấn khích, tiền mặt trong ngực nhân viên chuyển phát nhanh chớp mắt đã bay mất phân nữa, Khi gã đưa tay sờ vào ngực, phát hiện mấy sấp tiền giờ đây chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, gã nháy mắt thanh tĩnh, vội vàng thu tay lại, khoan đã, ngày mai mình còn phải ăn cơm, chừng này cũng đủ rồi, không thể trải tiền tiếp. Ngã tư sau lưng vẫn còn đang rối loạn, nhân viên chuyển phát nhanh thu tay lại, thừa dịp hỗn loạn chạy biến. 11 rưỡi tối, Halen đã đánh hơn 30 cuộc gọi cho Superstar, nhưng không có kết quả. Trước khi đối phương chuẩn bị bấm số lần thứ 33, tịch ca bỗng bật cười, mở miệng, xem ra người không tới rồi ha. Halen nghiêm mặt nói, cậu đừng gấp, dù sao Superstar cũng là siêu nhân mũ trùm, không nhận điện thoại chắc là gặp tình huống khẩn cấp, không thể không ra tay giúp đỡ. Phải biết quan hệ giữa tôi và cậu ta không tầm thường, nếu cậu ta không bị đẩy vào tình cảnh bất đắc dĩ, nhất định sẽ không để chúng ta leo cây đâu. Ồ, tịch ca lại hỏi, anh và Superstar rất thân thiết à, Halen mặt không đổi sắc, cực kỳ thân, thân như chân với tay ấy, tịch ca vừa lòng gật đầu, hắn móc di động ra, sau đó làm trọ ngay trước mặt Halen, rồi mới nói, trước đó tôi sẽ cho người khóa ôi bộ của anh lại, chờ anh tìm được Superstar đến đây gặp tôi, tôi sẽ mở khóa cho anh, Halen, Hắn lập tức rút điện thoại ra, mở Weibo lên, phát hiện cho dù mình làm cách nào đi chăng nữa cũng không đăng nhập vào được, lại trở về giao diện tìm tòi một hồi, mới phát hiện tài khoản của mình thật sự đã bị khóa. Xét đánh giữa trời quan, Halen khiếp sợ đến độ nói cũng không lưu loát, từ từ, tôi có làm gì đâu, sao cậu có thể cứ vậy mà đoạt lấy cái bát kiếm cơm của người ta vậy hả? Mấu chốt là ở chỗ này đấy, tịch ca nói, chờ sau khi anh phát huy tác dụng của mình, tôi sẽ kêu người thả cửa cho anh, dứt lời, tịch ca hướng người nào đó cười thật thâm ý, tay, rồi tiêu sái rời đi. Trong ngõ nhỏ chỉ còn lại ha lên, hắn thật sâu sắc cảm nhận một ngày chó má của mình. Không chờ hắn bắt đầu mắng chửi tên phú nhị đại kiêu ngạo ngu si cùng vọng nông cạn, di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Hắn cầm lấy mở ra, superstar. Ha lên lập tức sừng sộ lên, chuẩn bị chửi ầm. cậu. Nhưng nhân viên chuyển phát nhanh còn nhanh hơn ha lên, gã nói, tối nay tôi có việc, chưa kịp đến chỗ anh. Tôi quay được cảnh giường chiếu của minh tinh nào đó với một gã nhà giàu, anh nhìn thử xem có bán lấy tiền được không? Mọi lời nói của Halen đều bị chặn lại ở yết hầu. Hắn xoắn suýt giữa cơn phẫn nộ và máu bát quái một lát, cuối cùng nghĩ không có tiền cũng không đến nỗi chết đói, liền nuốt cơn giận giữ xuống, buồn bực mở miệng, cái gì mà minh tinh nào đó, cậu không nhận ra minh tinh kia là ai ư? Minh tinh mà không nổi thì cậu chụp được ảnh cũng chẳng có giá trị gì cả, hắn vừa nói, vừa ấn vào tin nhắn hình ảnh mà nhân viên chuyển phát nhanh gửi tới, lập tức hít vào một hơi lãnh khí. Từ từ, đây không phải Ngọc Nữ Thanh Thuần đang có tiếng tâm gần đây, tự nhận là chưa từng có lấy một mối tình ư. Nhân viên chuyển phát nhanh lại hỏi, ảnh dùng được không? Tôi có cả video, giọng nói của Halen lập tức cất cao, cái gì, cậu quay được video, hắn ý thức được mình đang quá mức kích động, vội vàng ổn định lại, đương nhiên dùng được. Trước tiên cậu cứ gửi hết cho tôi, tôi lập tức chuyển tiền cho cậu nhân viên chuyển phát nhanh vừa lòng đáp được ha lại cười hì hì tôi đây cũng cho cậu một ít thông tin cậu cứ dựa vào những thông tin này mà theo dõi rồi chụp ảnh hộ tôi nhân viên chuyển phát nhanh bổ sung liên quan đến mấy tên nhà giàu không thành vấn đề cái gì không được ha đang liên tục đáp ứng bỗng nhiên sửng sốt sao lại nhà giàu chúng ta là paparazzi giới giải trí chuyên đi săn ảnh các minh tinh cơ mà nhân viên chuyển phát nhanh có lý do riêng của mình không phải minh tinh thường cuốn quyết với mấy gã giàu có à, bọn họ bình thường rất cảnh giác khó chụp lắm, nhưng đi cùng mấy gã đó lại thiếu phòng bị, Halen cảm thấy Superstar nói cũng có lý, nhân viên chuyển phát nhanh lại ha hả mỉm cười, huống chi, mấy tên đó cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, Halen nhớ tới tịch ca, nháy mắt đồng cảm, cậu nói rất đúng, hắn đồng ý. Sau khi chia sẻ một ít tin tức xoay quanh mấy tên nhà giàu với nhân viên chuyển phát nhanh liền cúp điện thoại, bên kia, tịch ca ra khỏi ngõ không bao lâu, vừa định lên xe thể thao đột nhiên có âm thanh từ sau lưng truyền đến cậu vẫn không gặp được siêu nhân mũ trùng ư tôi thật sự có thể giúp cậu tìm mà tịch ca nhìn lại mắt một mí không biết theo tới từ bao giờ đang đứng cách hắn hai bước chân vẫn cầm cái lông chim đen có đốm trắng đầy quỷ dị bắt đầu thuyết phục lông chim của tôi cái tên chủ quán trà sữa này thật cố chấp tịch ca có chút buồn bực không kiên nhẫn mà ngắt lời rốt cuộc vì sao anh nhất định phải lôi kéo tôi vào thế giới hắc ám mắt một mí nói đó là thế giới thực sự, tịch ca lạnh lùng đáp, tỉnh lại đi, hiện tại đã là xã hội pháp chế, nhân dân làm chủ xã hội. Nếu thế giới hắc ám của anh tốt đẹp đến vậy, anh còn lăn lộn ở đây bán trà sữa để làm gì, chuyện này. Mắt một mí có dừng một lúc không biết phải nói gì, dù sao nhiệm vụ của tôi là khai cuộc người có dị năng đặc biệt trong nhân loại, cho nên đương nhiên phải hòa nhập vào thế giới nhân loại để tìm kiếm người có thiên phú, tịch ca nhướng mày, suy ra, thế giới hắc ám là được tạo thành từ phần lớn người thường. Mắt một mí, ách, đúng vậy, không hiểu tại sao, nội tâm hắn bỗng xuất hiện dự cảm bất thường. Tịch ca, nói cách khác, nơi đó là thế giới được tạo ra từ những người thường mang trong mình một chút năng lực hiếm thấy hoặc là có giá trị vũ lực cao. Đám người đặc biệt kiểu này, tập trung chủ yếu ở nhóm võ sĩ, còn lại thì chẳng khác gì người bình thường cả, có điều đều là các thành phần hiếu chiến cả, khó tránh được ẩu đả, hoặc là tranh giành mấy cái vị trí đại ca, nhị ca không khí đột nhiên an tĩnh mắt một mí nhìn tịch ca tịch ca nhìn mắt một mí hai người hai mặt nhìn nhau tịch ca thở dài ngao ngán tôi đang tự hỏi vì sao anh lại cố chấp đến vậy thì ra là muốn lừa tôi đi đánh boxing chắc là được trích không ít phần trăm ha mắt một mí theo bản năng nói đúng là được tiền hoa hồng và điểm không 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 hắn kêu thảm một tiếng cậu nghe tôi giải thích mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu đùa tại sao tôi phải cho cái kẻ muốn lừa mình đi đánh boxing cơ hội giải thích chứ tịch ca kiên quyết đẩy mắt một mí kẻ đã phung phí sự tin tưởng và thời gian của mình leo lên xe về đến nhà ranh đã trở lại trước hắn lý lập phương cũng có mặt cậu ta đã kiểm tra xong đôi găng tay đặc biệt đi một chuyến đến đây đưa cho tịch ca ngoài sân bóng cây lắc lư lá cây sàn sạc phát ra tiếng động ngẫu nhiên sẽ nghe thấy tiếng chim hót cùng tiếng nước chảy không biết vang lên từ nơi nào tình thơ ý họa đều quy tụ đủ tịch ca nhận lấy găng tay không nói gì trực tiếp sử dụng hắn đeo đôi găng tay lên, cầm lấy chén nước trên bàn, đổ thẳng vào lòng tay mình, đồng thời mặc niệm, nào nào nào, bắt đầu, kỳ cảnh xuất hiện. Khi nước trong chén tiếp xúc với các ngón tay của tịch ca liền dừng lại, lấy một phương thức hoàn toàn trái với định luật trọng lực vật lý mà đình trệ, tự như một đóa hoa nước đang nở rộ. Lý Lập Phương theo thói quen lấy di động ra, chụp ảnh, cậu ta đã nhìn thấy cảnh này rất nhiều lần, nhưng cho dù có xem đi xem lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu ta đều cảm thấy cực kỳ xinh đẹp cực kỳ mỹ lệ nhưng hiển nhiên càng mỹ lệ thì càng sớm phai tàn sau ba giây bọt nước bọt bọc rơi xuống mặt đất và tịch ca cũng thoát khỏi trạng thái tạm dừng của thời gian vẫn là ba giây luyện tập dị năng rất nhiều lần hiện tại tịch ca không cần đồng hồ bấm giờ cũng có thể ước tính chuẩn xác hắn chỉ trích lý lập phương dị năng của tôi vẫn như trước không tăng thêm được tẹo nào cậu kiểm tra rồi mà không phát hiện được gì à đôi găng tay này vẫn là đồ bỏ lý lập phương cho dù cậu là ông chủ nhưng tôi vẫn phải nói sau khi tôi đã thử nghiệm và kiểm tra đo đạc rất nhiều lần tôi dám khẳng định sản phẩm của tôi tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì tịch ca chỉ trích nhưng dị năng của tôi vẫn không tăng cậu giải thích thế nào lý lập phương cái này thì khụ 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 cậu ta ho khang đến tê tâm liệt phế thầm nghĩ mình mà nói thật chắc chắn sẽ đắc tội bốt lớn nhưng cậu ta cũng không cần khó xử quá lâu bởi trước khi cậu ta tắt thở vì ho khang có người lên tiếng, điều đó chứng tỏ rằng, dị năng trong cơ thể ngươi không thể tăng sức mạnh, vừa nói, rên dọc theo cầu thang thẳng nhiên bước xuống, vóc người cậu cao gầy, một bàn tay hờ hững khoác lên tay viện, mặc sơ mi, áo vét và quần âu, eo nhỏ chân dài, dáng vẻ cực kỳ quyến rũ, ta đã sớm nói rồi mà, đối với huyết tộc chúng ta, chỉ có thời gian hoặc là cắn nuốt mới có thể gia tăng sức mạnh, tất cả những phương pháp còn lại. Có rất nhiều tiền bối đã thử qua nhưng đều thất bại nếu có thể gia tăng dị năng thiên phú thông qua cách đơn giản như vậy thuật sư luyện kim đã sớm bị bọn ta giam cầm và thuần hóa từ thời trung cổ lệ thuộc vào bọn ta rồi ren đi tới lầu một ngồi trên ghế sofa đối diện tịch ca tịch ca hừ lạnh một tiếng chỉ là thử nghiệm lần đầu không thành công mà thôi kết luận như vậy còn quá sớm hơn nữa bì bì giam cầm và thuần hóa là chuyện của thế kỷ nào rồi tôi cảm thấy thời đại này nên nói là hợp tác cùng có lợi lý lập phương cũng lên tiếng đứng ở góc độ của chuyên viên phân tích số liệu nêu lên quan điểm, mọi dị năng đều có bản chất tương tự nhau, tìm ra được cái bản chất này. Năng lực có thể tăng lên, thời gian và cắn nuốt cũng chỉ là phương pháp cụ thể mà thôi, cái chúng ta cần phân tích phải là bản chất của nó. Đây nhìn hai người kia, cậu thầm nghĩ, hai, hậu duệ của ta cái gì cũng tốt, chỉ có điều luôn chấp nhất một cách khó hiểu với vấn đề năng lực, đây rốt cuộc là bắt nguồn từ bản chất ngây thơ của trẻ nhỏ, hay là sự hiếu thắng trong kỳ trưởng thành. Rain đang hết sức nhập tâm tìm ra câu trả lời, tịch ca đột nhiên nhớ tới một việc, nói với bọn họ, đúng rồi, tôi phát hiện ra dị năng của mình có một chỗ rất kỳ quái, các cậu nhìn này, hắn từ ghế sofa đứng lên, đi vào bếp lấy ra ba quả trứng gà, ném lên theo thứ tự, bắt đầu làm thí nghiệm, tịch ca, tôi chỉ có thể phát động dị năng với vật thể đầu tiên tiếp xúc với lòng bàn tay mình, ba cái trứng gà được lần lượt ném lên, nhưng ngoại trừ quả đầu tiên bị tịch ca chặn lại trên lòng bàn tay, hai quả còn lại đều rơi thẳng xuống trước khi chúng nó rơi xuống đất rên liền tiếp được ngay khi dị năng của tịch ca vừa chấm dứt liền ném lại cho hắn tịch ca bắt được trứng gà hắn lại tìm một chậu nước đặt cả ba quả trứng gà vào hắn tiếp tục nói nhưng nếu dùng nước làm môi giới trong lúc nói chuyện tịch ca lại đưa ngón tay vào trong nước phát động năng lực hai người còn lại trong phòng lập tức phát hiện dòng nước ngừng lại mà trứng gà đang lăn qua lăn lại cũng đông cứng theo sau ba giây tịch ca rút tay về vẫy vẫy nước trên đầu ngón tay chúng sẽ liên kết thành một chỉnh thể nên mới tạm dừng cùng lúc năng lực này còn dễ điều khiển hơn tôi tưởng rất nhiều giờ tôi đang tự hỏi nếu như ở trong môi trường nước tôi có thể điều khiển được trong quy mô rộng từng nào một cái hộp kính một bể nước một con sông nhỏ hay thậm chí là một vùng biển lớn nếu có thể chẳng phải tôi sẽ trở thành bá chủ của hải vực hay sao Hai người khác vốn đang cẩn thận suy nghĩ về dị năng của tịch ca, cho đến khi nghe được câu nói kia, bọn họ nhất tề nhìn về phía tịch ca. Lý Lập Phương lên tiếng trước, bốt này, có ước mơ là rất tốt, nhưng đừng có mơ mấy thứ hảo huyền như vậy, tịch ca, cậu không cần tiền thưởng tháng này nữa phải không? Lý Lập Phương lập tức ngậm miệng, lương tâm đâu có quan trọng bằng tiền thưởng. Rèn vẫn đang suy nghĩ, thí nghiệm vừa rồi của tịch ca khiến cậu có chút hoảng hốt, không tự chủ được liền nhớ tới một người mà mình cất giấu thật sâu trong ký ức ngày đông hôm ấy tuyết rơi rất dày bầu trời ảm đạm len lỏi một ít ánh sáng xung quanh một màu gỉ sét tòa thành đổ nát trong tiếng gầm rú của thiết kỵ ánh sáng yếu ớt lột trần sự hoảng sợ và tuyệt vọng trên mặt mỗi người thẳng đến khi có một người xuất hiện ở cuối con phố y đặt chân đến đâu nơi đó liền trở nên thật tĩnh lặng nhân loại động vật suối nước cuồng phong một tòa thành thì im ắng một tòa thành thì ngủ say. Cuối cùng, y đã bước đến trước mặt cậu, y mỉm cười đáp lại. Đêm tối che khuất khuôn mặt y, chỉ có đôi đồng tử đẫm máu và răng nanh sắc nhọn là lóe lên vài tia sáng nhợt nhạt, Quang diệt. Ánh sáng biến mất, ý thức bị đóng băng, thời gian của chính cậu cũng bị cướp đoạt. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Đèn treo tường chợt lóe lên ánh sáng sự qua con ngươi của Ren, kéo cậu trở về thực tại. Ta đã lâu không nhớ tới y. Ren khẽ thở dài phàm là người từng gặp qua y, quả thật không có cách nào quên lãng y, cho dù y chẳng khác nào cơn gió, bất chợt đến, rồi rời đi cũng quyết tuyệt, Ren chỉ thất thần trong giây lát, thất thần xong, cậu đột nhiên nhìn chầm chầm tịch ca, hiện giờ ta cũng đã có hậu duệ, ta sẽ dạy dỗ hậu duệ thật tốt, đến khi hắn hoàn toàn trưởng thành, cậu thầm nghĩ, ngươi thấy rồi chứ, ít nhất tại thời điểm hiện tại, ta đã mạnh hơn ngươi, mạnh hơn rất nhiều. Ngươi, Ren đã hoàn toàn khống chế được tâm tình, cậu nhìn tịch ca tìm từ để diễn tả lúc ngươi dùng dị năng trong nước có cảm thấy trống rỗng kiểu như năng lượng bị tiêu hao đi quá nhiều không không hề tôi cảm giác năng lượng rất dư thừa tịch ca nói vậy thì không đúng ren bỗng nhiên nhíu mày nếu năng lượng trong cơ thể ngươi dồi dào tại sao chỉ có thể ngừng được thời gian ngắn như thế thật ra tôi cũng từng nghĩ đến vấn đề này tịch ca trầm ngâm tôi nghĩ nếu luyện tập nhiều lần sẽ có thể tự do kéo dài thời gian tạm ngừng tự do lựa chọn đối tượng tạm ngừng thậm chí có thể rút ngắn hoặc kéo dài thời gian, theo cách nói của cậu là phương pháp sử dụng, phải không? Nhưng trên thực tế tôi lại không thể làm được việc đó, cuối cùng tôi nghĩ, tịch ca giang hai tay ra, sức mạnh của tôi rất lớn, nhưng tôi không thể sử dụng, tịch ca dứt lời, ba người lại nhìn nhau, Lý Lập Phương không có gì để nói, cậu ta hoàn toàn mù tịt về cách vận hành thiên phú của chủng tộc Ma Ca Rồng. Ren thì phát hiện một chuyện cực kỳ đáng sợ, cậu cũng giống Lý Lập Phương hoàn toàn im lặng cậu vốn cho rằng mình đã hiểu hết mọi tình huống của huyết tộc nhưng hiện tại xem ra cậu đỡ trán ngươi chờ chờ ta trở về thỉnh giáo một số trưởng lão trong tộc ngoài miệng thì cậu nói vậy nhưng thật ra trong lòng không ôm quá nhiều hy vọng trưởng lão thật sự có thể giải quyết vấn đề của tịch ca ư lý lập phương nghĩ nghĩ nêu ý kiến lúc trước không phải có một tên chủ quán trà sữa nói có thể kiểm tra năng lực của cậu một cách toàn diện à hay là tìm anh ta đến xem thử tịch ca biểu môi tìm gì nữa anh ta đang đứng ngoài cửa sổ kia kìa lý lập phương hoảng sợ cậu ta thuận theo nhìn lại thật sự phát hiện một bóng người đứng dưới ngọn đèn đường qua bóng cây mơ hồ cậu ta nói anh ta đến đây làm gì tới tìm cậu à anh ta thật kiên trì tịch ca kiên trì muốn mời tôi đánh boxing ấy mà hắn dứt lời đột nhiên nghĩ tới nói với ren bì bì không phải cậu bảo muốn tìm thế giới hắc ám của nơi này sao bên ngoài có một người đó muốn gọi anh ta vào không ren không yên lòng đừng sốt ruột, thế giới hắc ám cũng đâu có chạy mất, không cần hắn dẫn đường. Tịch ca cảm thấy, huyết tộc đúng là một chủng tộc làm gì cũng chậm chạp từ tốn. Hắn hy vọng không phải ai trong huyết tộc cũng có tác phong như mấy ông lão thế này. Mấy người đang nói chuyện, di động tịch ca đột nhiên rung lên. Hắn cầm lên liền thấy, có người gửi hắn mấy tin nhắn hình ảnh. Không đợi hắn ấn vào tin nhắn, điện thoại lại vang lên, lần này là một cuộc gọi, trên màn hình hiện lên dòng chữ chó săn số 1. Halen à tịch ca sao cũng được tiếp điện thoại chuyện gì halen thật cẩn thận mở miệng tịch ca lúc kêu cái tên này lên halen cảm thấy như mình đang gọi đối phương là tịch ca vậy ý là gọi anh tịch tấy hắn nói cái đó tôi đã liên hệ với superstar rồi quả thật superstar bị vướng vào một vụ rất rắc rối hắn tỏ vẻ cực kỳ tiếc nuối vì không gặp được tịch ca cậu đó còn bảo tôi chụp hai tấm ảnh chuyển lời đến cậu tuy rằng hắn không ở nhưng hắn sẵn sàng để ảnh chụp của mình làm bạn bên cậu, nghe như tôi thành cái tên phan cuồng rồi ấy, còn là tên phan cuồng bị ghẻ lạnh nữa chứ. Tịch ca buồn bực, có phải đột nhiên anh không muốn sắp xếp để tôi và Superstar gặp nhau nữa? ha Halen, đòi mạng, trực giác của tên phú nhị đại này sắc bén quá đi mất. Không phải mấy tên nhà giàu đều ngu đần như nhau à, tịch ca, xem ra trong khoảng thời gian tôi vắng mặt, Superstar đã cho anh không ít chỗ tốt, thậm chí không cần bỏ chặn uy bộ nữa ha hắn nói xong, đưa di động đến trước mặt, tùy ý mở tin nhắn hình ảnh Halen mới gửi tới, tiếp đó hắn khịt mũi nói với Lý Lập Phương, không cần gặp nữa, dứt lời, hắn liền chuyển di động qua cho Lý Lập Phương, trên màn hình di động, đôi găng tay của Superstar vô cùng rõ nét, cùng một kiểu dáng với đôi trên tay tịch ca, đầu bên kia điện thoại, Halen vừa nghe thấy giọng điệu của tịch ca liền biết xong đời, hắn vội vàng nói, tịch ca. Tịch đại ca, ngài không thể làm vậy được trong tay tôi vừa có một tin nóng hổi là một đoạn video ngọc nữ thuần khiết trong giới giải trí tự nhận là chưa từng yêu đương thuê phòng với đàn ông cậu niêm phong tôi không phải chuyện lớn gì quan trọng là cậu đang chặn lại con đường tìm đến sự thật của các fans ngoài kia cậu làm tổn thương một người chẳng hề gì nhưng giờ đây cậu đang làm vô số fans chân thành chờ đợi trong vô vọng tiếng người đàn ông trung niên kêu khóc thảm thiết xuyên qua ống nghe vang lên trong biệt thự tịch ca nhìn lý lập phương lý lập phương nhìn tịch ca bọn họ đều bị câu nói của halen hấp dẫn lý lập phương uyển chuyển một chút ngọc nữ thuần khiết nào vậy tịch ca thì lại trắng trợn trong video có gì đang đợi những lời này của cậu đây halen lập tức gửi video đến điện thoại của tịch ca có thật kìa hơn nữa còn phát ra tiếng động mờ ám tịch ca vốn chỉ thuận miệng hỏi thấy thế cũng sửng sốt hắn vội vàng tải video về đưa thanh phát về vị trí bắt đầu sau đó lôi kéo lý lập phương bên cạnh hai người đoan chính ngồi xuống liếc nhau, cười bị ổi trà sát tay, cùng vương ngón tay tội ác ra, ấn vào video 18 cộng, vừa mới bật video, rên liền sách tịch ca lên, kéo đến nơi cách video thật xa, tịch ca, tịch ca khiếp sợ, bì bì cậu làm gì đấy bì bì, bì bì chúng ta xem cùng đi được không bì bì, rên, đây không phải là thứ ngươi nên xem, tịch ca, được chứ sao không, tôi 21 rồi, đã trưởng thành lâu rồi, rên lạnh lùng đáp, cho dù ngươi có 210 tuổi thì ở chỗ ta vẫn còn chưa trưởng thành đâu. Tịch ca cảnh báo nói, cậu làm vậy sẽ đánh mất tôi đó, bì bì, Ren khẽ mỉm cười, trước khi đánh mất ngươi, ngươi hãy tận hưởng sự giáo dục của ta, không ổn, nhìn dáng vẻ của đối phương hình như nghiêm túc thật, giờ thì mình nên nổi đoá lên bởi không được xem video 18 cộng, hay là nổi đoá lên vì bị đánh do xem video 18 cộng đây. Đang lúc tịch ca cân nhắc trái phải đều thấy hết sức khó xử, di động hắn đột nhiên lại truyền ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, tịch ca. Tịch đại ca của tôi ơi! Tôi chia sẻ video với cậu không phải để cậu lan truyền video bay đầy trời như vậy mà a a a a a, tịch ca sửng sốt, hắn lập tức nhìn về phía Lý Lập Phương. Lý Lập Phương thực vô tội, còn có một chút ngại ngùng, cái đó, tôi cũng mới gửi cho hai đứa bạn thân thôi mà, còn chưa quá hai phút nữa, bọn họ liếc nhau, cũng không nhìn video nữa, đồng thời mở Weibo, chẳng cần tìm tòi gì nhiều, bọn họ đã thấy ngay đoạn video trình tình trên trang đầu, lượt chia sẻ còn không ít đã quá mười ngàn hắn lại nhàm chán cố ý tìm một số từ mấu chốt trên Uibo, kết quả chớp mắt đã bắn ra mấy ngàn kết quả mỗi một bài ui đều khơi dậy cảm giác hưng phấn của người đọc bác quái quả nhiên là tài sản chung của nhân dân tịch ca cảm khái một tiếng vậy xin ngài thương xót bỏ chặn ui tôi đi được không điện thoại còn chưa ngắt trong thanh âm của ha mang theo tiếng khóc nức nở đừng nóng dù sao đã có người tung ra trước rồi đợi lát tôi bỏ chặn cho anh tịch ca nói cho có lệ rồi nhắc cuộc gọi, tiếp hắn lại làm mới ôi bô lần nữa, quả nhiên, video lọt học sức, theo sát cũng là một đề tài mới đăng có tét, tét là anh trai rải tiền. Xuất phát từ tò mò, tịch ca liền ấn vào cái tét này, sau đó hắn liền nhìn thấy ảnh chụp và video superstar đeo đôi găng tay đang điên cuồng ném tiền. Cái tên anh trai rải tiền này, tịch ca cùng Lý Lập Phương mở miệng cùng lúc, cậu cũng thấy à, hai người lại đồng thanh. Tin tức của các ngươi thật linh thông, rèn bên cạnh đánh giá khái quát hơn nữa còn thường trùng hợp đụng nhau. Tịch ca thầm thở dài, lên tiếng trước, hai đoạn video này thời gian rất gần nhau, tôi đoán tám phần tin tức của Halen là lấy từ chỗ Superstar. Hắn lại hỏi Lý Lập Phương, không phải đôi găng tay này của cậu chỉ đơn giản có tác dụng dồn năng lượng cơ thể vào một vị trí ư? Gã hết khiên xe rồi quay video rồi rải tiền, chạy nhảy khắp nơi như thế, có khác gì mắc chứng rối loạn tăng động đâu, nhất thời, Lý Lập Phương lâm vào quẩn cảnh chẳng khác gì đây. Cậu ta vốn cho rằng mình hoàn toàn nắm rõ được công dụng của đôi găng tay mình chế tạo ra, nhưng giờ cậu ta bỗng phát hiện, chính mình thật ra cũng không hiểu biết đủ. Cậu ta do dự mãi mới nói, thông thường mà nói, cơ thể người bùng nổ trong nháy mắt có thể nâng được cả cái xe, lúc trước cũng có bài báo đưa tin như vậy mà. Nhưng mà năng lượng ẩn chứa trong cơ thể con người chỉ có hạn, khóe miệng tịch ca trề xuống, phân tích ngắn gọn thôi, Lý Lập Phương, nói đơn giản một chút. Nếu như Superstar không có siêu năng lực gã không thể hoạt bát được như vậy đâu. Sau khi gã vát cái xe đó đáng nhẽ nên nằm lên giường ngáy khò khò hoặc là rên rỉ thảm thiết mới đúng. Nói xong trọng điểm, Lý Lập Phương cẩn thận đề nghị, tôi cảm thấy tình huống có hơi đặc biệt, nếu chúng ta không gặp được Superstar, hay là thử liên hệ với Superstar, nhắc nhở đối phương chú ý thân thể, sử dụng cẩn thận món trang bị không rõ nguồn gốc này. Tịch ca không có ý kiến gì, hắn chuẩn bị nhắn tin cho Halen, có điều trước khi gửi đi, hắn đột nhiên rì rầm, nếu tối hôm nay superstar đến gặp tôi và nghe theo lời đề nghị của chúng ta kiểm tra thân thể rồi đi nghỉ ngơi Hà lên sao có thể tóm được vụ scandal nóng hổi đêm nay lý lập phương ừm tịch ca ừm trong nháy mắt này hai người vậy mà đều nghe được tiếng lòng đau đáu của nhau đau lòng xong vẫn là tịch ca bắt nhịp không có trương đồ tể chẳng lẽ không có thịt lợn ăn tuy rằng còn nhiều nghi vấn xoay quanh chuyện superstar nhặt được đôi găng tay nhưng muốn sử dụng thì phải đi kèm với hướng dẫn đúng không nào Lý Lập Phương không nói gì, cậu ta đang cúi đầu ấn di động, không biết đang làm gì. Tịch ca tò mò nhầm vào màn hình đối phương một cái, phát hiện đối phương đang nhắn lại dưới một trang ủy bộ tên là phân đội nhỏ theo đuôi anh trai rải tiền, gọi tắt là tim anh trai rải tiền. Tịch ca, đây là cái gì? Lý Lập Phương. Đây là trang ủy bộ đầu tiên đăng tải video và hình ảnh của Superstar ở ngã tư trên phố, đặc biệt danh cho Superstar là anh trai rải tiền, còn phân tích tâm lý, hành vi của Superstar rồi tiết lộ rằng gã không chỉ rải tiền một lần này thôi đâu, Tịch Ca bội phục đáp, phân tích rất chuẩn, Lý Lập Phương đồng ý, quả thật rất chuẩn, cậu ta tiếp tục nói, sau đó hắn đăng ủy bồ bảo mọi người cùng cầu nguyện, mọi người đều để lại địa chỉ dưới ủy bồ, mong chờ anh trai rải tiền sẽ ban phát phúc lợi ở nơi mình sống, Tịch Ca nói vậy, có lẽ superstar sẽ thấy bài ủy bồ này, Lý Lập Phương, thật ra tôi cũng nghĩ giống cậu, cậu ta khụ khụ hai tiếng, tôi nhắn lại muốn gã đi rải tiền ở trường chúng ta, tịch ca mở Weibo, tôi cũng comment, hai người cầu nguyện thì tỷ lệ trúng sẽ cao hơn, Lý Lập Phương buồn bực, bốt này cậu còn cầu cái gì nữa chứ, cậu có nhiều tiền như vậy rồi, tịch ca cũng không ngẩng đầu lên, tiền mình tự kiếm và tiền từ trên trời rơi xuống có giống nhau không, tối hôm đó cuộc họp chấm dứt, trọng điểm hoàn toàn chệch đường ray sang bài Weibo cầu nguyện, tịch ca suy nghĩ, cảm thấy cho dù Superstar có bị tóm, khả năng cảnh sát thông qua một đôi găng tay mà tra ra mình và Lý Lập Phương cũng không cao, vì thế sau khi gửi tin nhắn cho Halen, khuyên bảo Superstar chú ý thân thể một chút, liền không còn sốt ruột nữa, tập trung vào nhiệm vụ chính là rèn luyện thân thể và chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, nhiệm vụ phụ là ăn dưa hóng hớt bát quái, cùng đám bạn học chà chà tay theo dõi bộ phim yêu hận tình cừu trong làng giải trí, ngày qua ngày có thể nói là vô cùng thư thái và dễ chịu, thẳng đến một hôm. Hắn đột nhiên bị kéo vào một nhóm group chát lạ hoắc, đám người trong group nói thế này, tâm, 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 cậu cũng, đúng vậy, chẳng lẽ anh cũng, ờ, ha hả, xem ra mọi người đều cùng hội cùng thuyền, tịch ca, hắn xem mãi không hiểu, đánh chữ, mấy người nói cái gì mà ra chiều bí hiểm vậy, có phải kéo nhầm người rồi không? Trong group không ai trả lời hắn, tiếp đó, tịch ca phát hiện mình được một người trò chuyện riêng, đối phương nói, tịch ca, là tôi kéo cậu vào đấy. Tịch ca, ồ, thế cậu là, đối phương, tôi cùng trường với cậu, là bạn học cùng năm cùng lớp, ở phòng cách vách cậu, thôi đi, cái này không quan trọng, quan trọng là nhà tôi cũng có chút tiền. Mà gần đây tôi đã nghe ngóng được một tin cực kỳ đáng sợ, tôi cân nhắc mãi, quyết định phải nói cho cậu biết, người này đánh chữ rất nhanh, hoàn toàn không phải cố làm ra vẻ thần bí, ba xạo một hồi đã đem mọi chuyện giải thích rõ ràng, anh trai rải tiền mà gần đây hot trên mạng ấy, đều cướp tiền từ mấy người phú nhị đại đó, hiện giờ số người bị hại đã vượt quá 10 đầu ngón tay rồi, tôi có nghe ngóng được một tin rằng, đối phương đã phát hiện ra cậu và cậu chuẩn bị trở thành con mồi tiếp theo của anh ta, tin nhắn vừa nhảy ra, điện thoại tịch ca liền báo có cuộc gọi, là số của Halen, tịch ca tiếp, alo, Halen, tịch ca, tôi phải thông báo cho cậu một tin cực kỳ khẩn cấp, tịch ca, chẳng lẽ, chuyện superstar cướp của người giàu đã bị cảnh sát để ý, đầu kia điện thoại bỗng chốc yên lặng, yên lặng một giây, Halen chần chờ đáp, này, cậu thần cơ diệu toán đấy à, tịch ca liếc mắt xem thường, ha ha, Halen liền cẩn thận nói, mọi chuyện đúng là vậy, nửa giờ trước, cảnh sát tìm đến trên đầu tôi, hỏi ý kiến tôi về chuyện ở quốc lộ Bàn Sơn, tịch ca buồn bực, cái này sau hẳn nói nhé, trước chúng ta phải làm rõ ràng, Superstar gây chuyện anh đến tìm tôi làm chi, Halen, không phải lúc trước cậu nhờ tôi chuyển lời đến Superstar, cẩn thận với trang bị, chú ý thân thể cư, tịch ca, đúng vậy. Halen liền nói thật, tôi càng nghĩ càng thấy câu này có thâm ý, có cảm giác quan hệ giữa các cậu không phải cạn, huống chi cậu cũng là đối tượng mà superstar nhắm đến. chúng ta ngồi xuống trò chuyện một tẹo có sao đâu, phòng còn hơn chống mà. tịch ca chịu phục, đầu năm nay ai cũng thích làm thám tử nhỉ, mau lên, anh đến nhà tôi đi, gặp mặt rồi nói tiếp. hai giờ sau, hai người gặp mặt, ha lên lên tiếng trước, hắn kể rất ngắn gọn, hai tiếng trước cảnh sát tìm tới cửa hỏi tôi một số chuyện liên quan đến minh tinh họ vương ở quốc lộ bàn sơn nhưng tôi thấy thật ra bọn họ muốn biết chuyện liên quan đến Superstar thì đúng hơn, lúc ấy trong lòng còn hơi băn khoăn, nên tôi cũng không nói thật với bọn họ, tịch ca, chắc là băn khoăn Superstar mà bị bắt, không ai giúp anh rình mò nữa phải không? Halen thành khẩn, đâu phải ai cũng hám lợi như vậy, lời này ngược lại rất có lý, tịch ca thầm nghĩ, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, Halen dứt lời bỗng có vẻ muốn nói lại thôi, dáng vẻ lo sợ. Tịch ca đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, nhìn bộ dạng của anh, chẳng lẽ những người có tiền mà Superstar đã trộm, đều là do anh cung cấp tình báo cho gã. Halen cười gượng hai tiếng, tôi chỉ chia sẻ một ít tin bác quái thú vị với bạn bè thôi mà. Tịch ca cảm khái một tiếng, kẻ xúi dục, là đồng lõa với kẻ phạm tội. Halen thiếu chút nữa không ổn định được nụ cười của mình. Tịch ca lại hỏi, anh không đưa thông tin của tôi cho Superstar đấy chứ? Halen vội vàng phủ nhận, không có đâu, cậu giữ mình trong sạch, tôi tìm đâu ra được scandal mà chụp chứ sao có thể bán cậu cho supusha được tịch ca vừa mới yên tâm halen lại yếu ớt bổ sung một câu chỉ là tôi lỡ miệng chém gió về số tài sản kết xù của cậu tịch ca cũng thiếu chút nữa không giữ được tươi cười hắn anh halen nhanh chóng nói nhưng tôi đâu có biết cậu có bao nhiêu tài sản chứ tôi thổi phồng với cậu ta thôi nhưng sức hút của tiền tài lớn vô cùng tôi lo lắng lỡ may cậu ta bị mê hoặc bị tài sản của cậu cám dỗ tịch ca hít một hơi thật sâu anh cảm thấy khả năng cậu ta tới tìm tôi cao bao nhiêu? Halen nhìn tịch ca, hắn không lấy đâu ra can đảm mà nói cho tịch ca biết, lúc hắn và Supersa nói chuyện phím nhiều ít cũng có nói xấu tịch ca cuồng vọng tự đại ngu ngốc nông cạn. Hắn liền hàm xúc, khả năng rất cao đó, làm gì có ai chưa từng mơ về cuộc sống giàu sang phú quý đâu, ngài còn là thế hệ thứ hai giàu có nhất, tịch ca, nghĩa là, bày cho cậu ta một cơ hội tốt, tám phần cậu ta sẽ không thể chờ đợi được mà tới tìm tôi đúng không? Halen vỗ đùi, không sai. Tôi nghĩ ra một cách thế này, chúng ta có thể lợi dụng căn biệt thự này tìm ai đó đến khỏa thân nằm úp sấp, tôi sẽ thả tin tức này ra, Superstar chắc chắn sẽ bị lừa, đến lúc đó chúng ta bắt ba ba trong hũ, dạy cho gã một bài học, khiến gã sợ không dám làm chuyện phạm pháp nữa, tịch ca không thể tin, anh muốn tìm một người đến nhà tôi nằm khỏa thân, Halen vội vàng giải thích, đương nhiên không phải, chỉ là làm cho gã tin vào lời đồn này thôi tịch ca thay đối phương chỉ ra điểm mà mình để ý nhất, ký ức về lần vương nhị ngưu phá tanh bành nhà hắn vẫn còn mới mẻ, ở nhà tôi, Helen sửng sốt, thông minh sửa miệng, là trong khách sạn. Trong khách sạn, nơi đang diễn ra buổi vũ hội, che giấu một màn lăn lộn trần truồng nóng bỏng, tịch ca tạm thời vừa lòng, còn một vấn đề cuối cùng, Helen, vấn đề gì, tịch ca buông tay, anh xác định muốn mở vũ hội ư? Tôi không biết khiêu vũ, phòng khách thật yên tĩnh bọn họ nhìn nhau Ha halen đột nhiên cảm thấy mình không ghét được đến não tịch ca vừa rồi thứ đối phương quan tâm hiển nhiên là không được làm loạn ở nhà hắn còn về vấn đề lăn giường này nọ hắn sẽ không để ý tức là hắn muốn tự thân vận động ấy hả Còn cái gì mà không biết khiêu vũ sao Phú nhị đại lại không biết khiêu vũ được chẳng lẽ hắn đang ám chỉ mình tìm một huấn luyện viên khiêu vũ xinh đẹp đến đây halen vô cùng do dự, hắn tự cho rằng mình hiểu tâm tư của đám nhà giàu này rõ như lòng bàn tay, nhưng đến phiên tịch ca lại mù mờ. Hắn tính thăm dò, hay là, tôi tìm cho cậu một huấn luyện viên khiêu vũ nhé, tịch ca, hả? Anh tìm cũng được thôi, nhưng phải xinh đẹp một tí, thì ra đúng là đang ám chỉ mình tìm đến một huấn luyện viên khiêu vũ xinh đẹp ư. Halen vội vàng nói, ok, cái này thì không có gì khó cả, tôi cam đoan sẽ sắp xếp thỏa đáng, mang đến 12 người đẹp nhất để cậu lựa chọn muốn sao cũng được, một người không đủ thì hai người, hửm. Lời này sao nghe kỳ quái thế nhỉ, tịch ca đang tập trung suy nghĩ, bỗng một đạo thanh âm từ trên cao truyền xuống, không cần tìm, rèn đứng ở đầu cầu thang. Ma cà rồng đang ngủ, nhưng vì đoạn đối thoại của hai người dưới lầu càng ngày càng giàu hàm nghĩa, nên không thể không làm gián đoạn giấc ngủ, ra mặt ngăn cản, cậu hít mắt lại, thản nhiên quét qua tịch ca một cái, đến khi nhìn lại Ha Lên, đã cất giấu một tia đe dọa ngươi có thể đi rồi sẽ có người dạy hắn bốn mắt nhìn nhau ha lên cả người run lên đánh cái rùng mình y hệt như con mồi bị thợ săn trừng mắt liếc nhìn một cái hắn tin tưởng vào trực giác của mình vội chạy như bay trong biệt thự chỉ còn lại tịch ca và ren thần sắc tịch ca không tốt nhìn chằm chằm ren bì bì cậu thật sự xem mình là ba hắn không thể nói hết câu miệng của hắn lại bị ren bịt kín một lần nữa ren rất muốn dạy dỗ lại tên hậu duệ luôn khiến mình không bớt lo này một trận nhớ đời nhưng lúc cất tiếng, chính cậu cũng không nhận ra, sự bất lực trong giọng nói của mình còn nhiều hơn cả trách móc, chọn lựa một ít nhân loại mỹ lệ tới làm kẻ hầu người hạ, đừng qua lại với nhiều kẻ dơ bẩn như vậy, thực phẩm thối rửa sẽ làm hỏng dạ dày của ngươi, giữ lấy phẩm vị của mình đi, được chứ, khoảng cách giữa hai người quá gần, tịch ca thấy được bụi lam sâu trong mắt trên, thật quá dị, tuy nhiên hắn nhìn thấy tia tình cảm dành cho mình trong mắt đối phương, đây là tình cảm gia đình ư. Tịch ca không chắc chắn lắm, dù sao hắn không có người nhà, lão sa cũng sẽ không dùng loại ánh mắt này mà chăm chú nhìn hắn. Tưởng tượng như thế, cảm thấy mình thật thiếu tình thương, tịch ca nghĩ thầm, nhưng hắn không hề bị cảm động, mà lại thấy mới lạ và thú vị, hắn chỉ chỉ tay ren, ren buông tay ra. Mới lạ thì mới lạ, thú vị thì thú vị, bị bị làm hỏng chuyện của mình thì vẫn là làm hỏng chuyện của mình. Tịch ca, nhưng tôi không biết khiêu vũ, ren, ta đi tìm người có thể dạy ngươi khiêu vũ, tịch ca đưa ra yêu cầu, tôi muốn tự lựa chọn, rèn dung túng, có thể, tịch ca, được, vậy chọn cậu nhé, hắn tươi cười giảo hoạt mà đắc ý, bì bì, cậu tới dậy tôi đi, vẫn là căn phòng huấn luyện với buồn chuối đỏ, quả nhiên rèn không nở làm tịch ca thất vọng, cuối cùng vẫn đáp ứng yêu cầu của tịch ca, vì đây là buổi tập đầu tiên, nên tịch ca chuẩn bị rất sung túc, hắn trải thảm đỏ trong phòng, treo lên vô số chiếc đèn nhỏ hệt như ánh sao. Còn không biết từ nơi nào tìm được một chiếc máy hát cổ điển chất gỗ màu cà phê bằng đồng mộc có chút lóa mắt hơi lốm đốm tất cả đều hàng rõ dấu vết năm tháng một bông hoa loa kèn kim loại phình to khi đĩa nhạc đen tuyền được đặt lên âm nhạc du dương bỗng chốc tràn ngập cả gian phòng tinh quang lấp lánh thảm đỏ uốn lượn nhạc phù bay bỗng mọi thứ đều đã sẵn sàng tịch ca nhìn ren đang cân nhắc xem nói gì để làm nóng bầu không khí bờ vai của hắn bỗng nhiên bị người đè xuống ren vươn tay ra đầu tiên cậu đặt tay lên vai tịch ca tiếp đến từ bả vai một đường trượt dọc theo sóng lưng, bị người giữ thắt lưng, có hơi kỳ kỳ, thân thể tịch ca cứng đờ, còn chưa kịp dãy dụa, đã bị ren dẫn vào các điệu nhảy, ngọn đèn bỗng nhiên mờ ảo, ánh trăng bạc xuyên qua bụi chuối tây, vẫy lên thảm đỏ, thân thể hai người chợt kề sát, bước chân của tịch ca lão đảo một chút, chợt nghe thấy giọng nói của ren, giọng nói của thanh niên vang lên, hơi lạnh nhợt nhạt phả bên tai, hơi ngứa, đừng thất thần, đừng sợ dẫm phải chân ta di chuyển theo âm nhạc đi cậu khẽ mỉm cười dưới ánh trăng bạc dường như mang theo sức sống bước theo ta đi tịch ca đột nhiên cảm thấy khác thường thảm đỏ dưới chân bỗng biến thành lớp lông xù cọ lên mắt cá chân của hắn ánh sao trên trần nhà từ từ rơi xuống giống như tinh linh nhảy múa trên người hắn làm cho hắn cả người ngứa ngáy thanh âm kia cũng xuyên qua màn nhĩ bắt đầu chảy sâu vào cơ thể hắn chảy rộng đến tin mới thôi khiến cho hắn tâm thần bất an mình bị sao vậy có phải bởi vì đứng gần bì bì quá nên sinh ra dị ứng? Thôi, từ trước tới nay chưa từng nghe qua có loại dị ứng kiểu này, bằng không, lúc trước mình đánh nhau với bì bì sao lại không có phản ứng? Tịch ca có chút không yên lòng, hắn ẩn ẩn cảm thấy loại cảm giác này rất quen thuộc, nhưng giờ phút này quả thật hắn không biết cách gọi tên nó. Hắn nửa dựa vào đối phương, đột nhiên nghĩ, muốn nghe thấy tiếng tim đập của người nọ, đáng tiếc trái tim của cậu đã chết, hắn cũng muốn cảm nhận nhiệt độ từ cậu. Nhưng hiển nhiên cơ thể cậu lại không có nhiệt độ, nếu không phải đối phương đang nắm tay mình dẫn dắt theo âm nhạc, đây chính là một khối thi thể lạnh băng. Tịch Ca đột nhiên tức giận, sự giận dữ không biết từ đâu mà đến khiến hắn làm ra một hành động thiếu suy nghĩ, hắn kéo tay rên ra khỏi eo của mình, rồi đè lại thắt lưng rên. Âm nhạc đến hồi cao trào, hắn bước sai, chuyển từ bước nữ sang bước nam, nắm tay rên khiêu vũ uyển chuyển, nhạc khúc biến thành dải ánh sáng dưới chân, những nốt nhạc nhảy nhót đầy thích ý hắn như ngựa quen đường cũ nhảy một đoạn khiêu vũ đậm chất quý tộc hết thảy như bản năng không hề khó như tưởng tượng giữa những làn điệu xoay vòng bốn mắt chạm nhau nhiệt độ cơ thể ấm áp tim đập hữu lực máu tươi ngọt ngào tạo nên một nhân loại tràn trề sinh mệnh ren hoàn toàn bị hấp dẫn đến khi cậu sắp sửa không kiềm chế được răng nanh nhô ra âm nhạc bỗng ngừng hẳn hai người đột nhiên bất động ngọn đèn chợt mờ tối tiếng động cũng không còn ánh sáng bàn bạc xuyên qua cửa sổ rọi lên hai thân ảnh đang cuốn quýt lấy nhau. Mấy giây sau đó, Ren đẩy tịch ca ra, không nói một lời rời đi, cửa sổ khép một nửa, gió lạnh thổi đến làm rèm cửa bằng lụa mỏng đung đưa, thổi bay luôn cái đầu đang nóng bừng bừng của tịch ca. Hắn không hiểu được tâm tình của mình lẫn thái độ của Ren tối nay, lại đột nhiên phát hiện một chuyện rất kỳ quái. Không đúng, mục đích của mình và Halen cũng chỉ là tùy tiện tìm cái cớ lừa Superstar đến thôi mà, cho dù có mở vũ hội cũng đâu cần phải khiêu vũ. Rốt cuộc, Tại sao mình và Bì Bì đột nhiên lại nghiêm túc khiêu vũ với nhau chứ? Chín giờ tối, tại hoa viên trên tầng thượng của khách sạn Bát Phương đang diễn ra một buổi vũ hội hóa trang cực kỳ độc đáo. Hoa tươi trải dọc lối đi, vải Satan tô điểm cho đêm tối, rượu pan đặt trong thùng đá, nam nữ ăn diện hợp thời đeo mặt nạ đủ loại kiểu dáng, nói cười vui vẻ. Trong buổi vũ hội mang đậm phong cách châu Âu này, đàn ông mặc vét kiểu tu đồ túng năm tụng ba, nói chuyện trên trời dưới đất phụ nữ thì hướng theo phong cách rococo, tay cầm cây quạt, như cánh bướm dập dịu nhẹ nhàng, tận tình triển lãm góc cạnh xinh đẹp nhất của mình dưới ánh sáng và hương thơm sang quý. Không khí sôi nổi hẳn lên, dưới ánh trăng, ngọn đèn ái muội, chất cồn bắt đầu phát huy tác dụng, trong những góc tối, có thể dễ dàng bắt gặp các cặp đôi đang âu yếm hôn môi, thẳng đến khi có một người không đeo mặt nạ đột ngột bước vào hoa viên, dáng người hắn cao gầy, tóc mỏng, xuyên bộ tây trang màu tím đậm cực kỳ tôn dáng màu sắc quái lạ như vậy thế nhưng lại không kéo thấp giá trị nhan sắc của hắn ngược lại giúp nước da trắng nõn càng thêm khỏe mạnh sáng bóng khiến không ít các cô gái phải ghen tị chớp mắt tịch ca gia nhập vũ hội hắn phớt lời những ánh mắt chăm chú của các vị khách trong hội trường tự rót cho mình một ly sâm rồi đi thẳng về vị trí chính giữa ngồi xuống vắt chéo chân rồi nới lỏng nút áo và nơ trên cổ nhưng hôm nay hắn thắt nơ hơi chật cố gắng nửa ngày cũng không làm thế nào tháo nó xuống được hắn nhướng đuôi lông mày một cách thiếu kiên nhẫn, hàng lông mày sắc nét và khóe mắt hơi chết lên khiến toàn thân hắn như viết bốn chữ người sống chớ tới gần. Nhưng thân phận và ngoại hình nhiều khi có thể che mờ hết thảy. Cơ hồ ngay khi tịch ca vừa đặt mông xuống, một cô gái mặc lễ phục màu đen đã bước tới. Trên tay cô cầm một chiếc quạt lông vũ màu trắng, đôi môi đỏ mộng vừa mới hé ra nụ cười, tịch ca đã động thủ trước một bước. Hắn nắm tay đối phương, đặt một nụ hôn thật khẽ lên đó, rồi buông cái tay kia ra, liếc nhìn cô gái với ánh mắt, tôi không muốn nghe gì cả, cô cũng đừng nói gì cả, lại dùng ngón tay chỉ sang bên cạnh. Nụ cười của váy đen cứng đờ. Mấy giây sau đó, cô ta liền yên lặng rời đi, nhưng không phải ai cũng hiểu được mẹo nhỏ này. Váy đen vừa đi, vô số váy trắng váy vàng váy đỏ thi nhau tiến đến thử sức, cho dù là ai đến tịch ca cũng không cự tuyệt, duy trì dáng vẻ thân sĩ hôn lên tay từng người một, rồi chật lạnh lùng chỉ chỉ sang bên cạnh, tống cổ những người này đi mặt ngoài của buổi vũ hội này là các cô gái âm thầm tranh đoạt vị phú nhị đại lạnh lùng và kiêu ngạo, nhưng thực tế, có một đôi mắt đã nhìn thấu hết thảy. Đây là một loại ám chỉ không tiếng động. Nơi này quả nhiên sắp sửa phát sinh một màn làm tình nóng bỏng không thể miêu tả. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau, tịch ca đứng lên, hắn rời khỏi hoa viên trên tầng thượng, tiến vào bên trong, một đường đi tới cuối hành lang, rất nhanh liền đứng trước hai cánh cửa đóng chặt được thiết kế theo hơi hướng phương Tây đây là nơi sẽ diễn ra cuộc làm tình đó chăng hai mắt hiếp lại âm thầm suy đoán tịch ca đẩy cửa lớn ra nghiêng người tiến vào chỉ mở ra một khe hở nhỏ rồi lập tức đóng lại hệt như đang che giấu rất nhiều thứ không sạch sẽ chính là lúc này nhân viên chuyển phát nhanh theo đuôi tịch ca đeo đôi găng tay vào canh đúng thời cơ căng thẳng gắn chặt chiếc camera mini vào áo khoác từ nơi ẩn náu nhảy ra xông vào gian phòng mà tịch ca vừa bước vào bên trong trống rỗng không có đạo cụ linh tinh không có cơ thể dơ bẩn trần như nhộng chỉ có một thanh niên tóc bạc đang ngồi trên chiếc ghế sofa lưng cao bằng nhung đỏ mười ngón tay đang vào nhau lãnh đạm nhìn gã đây là nhân viên chuyển phát nhanh kinh ngạc một trận trong lúc đang kinh ngạc một giọng nói từ sau lưng gã vang lên cậu tùy tiện theo người lạ vào phòng như vậy không tốt lắm đâu nhân viên chuyển phát nhanh xoay người lại nhìn thấy tịch ca đang đứng sau lưng mình tịch ca người vào trước một bước đang nhàn nhã tựa vào cửa hai tay hắn ông ngực sau khi đầy hứng thú mà đánh giá nhân viên chuyển phát nhanh, liền vòng qua gã, ngồi xuống một cái ghế khác, Superstar. Hay nên gọi là siêu nhân mũ trùm, anh trai trải tiền, nhân viên chuyển phát nhanh hừ lạnh một tiếng, "Cảnh nóng đâu?" Tịch Ca lắc lắc ngón tay, "Không có cảnh nóng gì hết, tôi tìm cậu đến để nói vài lời, chẳng hạn như." Nhân viên chuyển phát nhanh không hề muốn nghe một tên nhà giàu nhiều chuyện. Trong quá trình công tác, gã đã xác định được tính cách của mấy tên nhà giàu bình thường thì cuồng vọng tự đại ngu si nông cạn, lúc gặp chuyện thì khóc lóc tè cả ra quần. Gã mỉm cười, hướng tịch ca nói, không có cảnh nóng thì thôi, vậy thay thế bằng video phú nhị đại chơi gay nhé. Gã đánh giá tịch ca và ren, dù sao hiện tại đang lưu hành 5 năm, quay cái video 5 năm có lẽ cũng đủ gây chú ý. Tịch ca, ren, nhân viên chuyển phát nhanh đắc ý nói, sao không nói gì? Tịch ca khiếp sợ đến độ quên cả xỉa sói, cậu, trước nay đều dùng thủ đoạn này để có được video. Ren từ đầu đến đuôi không nói lời nào, cậu thật sự đã cạn lời rồi. Nhân viên chuyển phát nhanh buồn bực, cái gì mà thủ đoạn? Bọn mày vốn chính là loại quan hệ đó mà, tịch ca vẫn khó mà nén nổi khiếp sợ, tỉnh táo lại đi, cảnh sát gài bẫy còn bị xử phạt, đằng này cậu không phải cảnh sát, anh cũng không gài bẫy, mà cậu đang lấy thân phận một công dân ép buộc người khác, nói đơn giản một chút, không chỉ trộm cắp tài sản, mà cậu còn bị nghi ngờ liên quan đến tội sỉ nhục người khác nhân viên chuyển phát nhanh cười khẩy nói nếu muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm quay chụp lại chuyện bọn mày làm mà cũng gọi là sỉ nhục người khác tịch ca vấn đề là bọn họ không làm nhân viên chuyển phát nhanh đương nhiên bọn họ sẽ làm tịch ca nhưng cậu không thấy bọn họ làm nhân viên chuyển phát nhanh là do động tác của bọn họ chậm chạp thôi tịch ca không biết phải nói lại thế nào hắn phát hiện thanh niên trước mặt này đã đạt tới trình độ luôn cho mình là đúng nói gì cũng vô dụng đã vậy đối phương còn đang kiên trì, bọn mày tự cởi quần áo hay là để tao giúp bọn mày cởi. Kết quả đều như nhau, nhưng cái sau không thoải mái lắm đâu, gã vừa dứt lời, một quyền nền mạnh lên vách tường, ầm một tiếng, vách tường xuất hiện khe nước như mạng nhện. Tuy nhiên, động tác đã thử nghiệm nhiều lần này, lại chẳng làm bất luận kẻ nào sợ khiếp vía. Tịch ca và Ren đều hờ hững nhìn gã, Ren thật sự không thể chịu đựng được tên này, cậu nói với tịch ca, được, ở đây giao cho ngươi, xử lý xong nhớ về sớm tịch ca còn chưa kịp đáp lời người bên cạnh đã biến đâu không thấy hắn không nhịn được quán giận chờ đã tôi cũng đang định nói câu đó với cậu mà tôi không muốn đánh nhau với cái tên kỳ quái này đâu hay là giờ tôi báo cảnh sát đến kịp không ta hắn vừa nói xong phía trước đột nhiên truyền đến tiếng gió vù vù một nắm đấm cực sắc bén cuốn theo gió dữ dội đánh về phía tịch ca trong giây phút chỉ mảnh treo chuông tịch ca lật nghiêng người từ trên ghế lăn sang một bên Nhân viên chuyển phát nhanh không kịp thu thế, một quyền đấm bay chiếc ghế lưng cao. Tịch Ca nghe sau lưng truyền đến tiếng nổ phanh, huyết sáo, ngày nào cũng đeo đôi găng tay này đi đánh người, cậu không cảm thấy mệt sao? Thân thể chịu được cơ à? Trong chớp mắt, nhân viên chuyển phát nhanh nhớ tới từng có một lần Halen khuyên mình, gã lạc cả giọng, mày là người nhờ Halen chuyển lời. Tịch Ca buồn bã nói, tôi không chỉ là người nhờ Halen chuyển lời, tôi còn là chủ nhân của đôi găng tay cậu đang giữ đấy. Hắn còn chưa dứt lời, Tốc độ của nhân viên chuyển phát nhanh đột nhiên nhanh hơn gấp đôi so với trước, hung hăng đấm vào đầu tịch ca. Tịch ca phản ứng kịp, nhanh chóng nghiêng đầu, chợt nghe một tiếng rầm, trầm đục. Hắn hơi hơi xoay đầu, nhìn thấy tấm phù điêu điêu khắc hình đầu trâu trên vách tường đã hoàn toàn vỡ vụn dưới nắm đấm của nhân viên chuyển phát nhanh. Tịch ca nháy mắt im lặng, thì ra vừa rồi gã đấm vào ghế giữa còn lưu tình lắm. Không biết ma cà rồng khác có cái đầu cứng như đá không, dù sao tạm thời mình không có tình hình đột nhiên tiến vào giai đoạn nguy hiểm tịch ca nhanh chóng tự hỏi lý lập phương làm cái găng tay này với mục đích khuếch đại sức mạnh không sai tuy rằng không hiểu sao thời gian chờ của superstar lại rất dài nhưng công năng của đôi găng tay này không thể đột biến superstar cũng không phải siêu nhân thật sự bản chất thì vẫn giống như hai người có sức mạnh tương đương giao chiến mà thôi trong trường hợp đó mặc dù mình không đánh lại ma cà rồng chuyển hóa chính quy chẳng lẽ ngay cả superstar cũng không đánh lại ư đúng lúc này nhân viên chuyển phát nhanh rút tay ra khỏi vùng đá, cánh tay quét ngang, không khí phát ra một tiếng rít giòn vang, cánh tay kia giống như đuôi mãng xà, hung hăng quét về phía tịch ca, gần ngay gan tất, muốn chạy cũng không còn kịp rồi, tịch ca cong đầu gối, thụt người xuống để tránh thoát chiêu đuôi rắn, lại đem tay đặt lên cái tủ bên cạnh, nhảy lên ngăn tủ như khỉ, tiếp đến đạp lên vách tường, lấy đà nhảy lên, dùng một tay bắt được đèn chùm trên trần nhà, đung đưa giữa không trung. Một trên, một dưới tịch ca từ bên trên nhìn xuống đầu đinh của nhân viên chuyển phát nhanh hoàn toàn yên tâm mặc dù hai tay của đối phương trâu bò hơn bình thường nhưng hiển nhiên không thể nhảy lên trần nhà giống hắn được nhân viên chuyển phát nhanh chỉ sửng sốt hai giây hai giây sau hắn không chút do dự nhất cái tủ bên cạnh hai tay rót lực ném thật mạnh về phía tịch ca đang treo mình lơ lửng trên đèn chùm má nó tịch ca buộc miệng thốt ra hắn vội vàng buông tay đáp xuống mặt đất lần này rơi xuống đất hai người lập tức bắt đầu một hồi truy đuổi gian phòng không nhỏ, đồ đạc cũng không nhiều lắm, không thể chơi tránh né chướng ngại, cũng không thể phô bày ra tốc độ chân chính, tịch ca trốn cực kỳ vất vả, nhưng hắn tuyệt đối không muốn giáp mặt giao chiến với đối phương để kiểm tra độ cứng của xương. Hắn nhìn đủ loại gia cụ bay tới bay lui xung quanh, không ngừng cổ vũ tâm lý, kiên trì 5 phút nữa, gã tắt điện ngay thôi, gã sắp tắt điện rồi, cố gắng kiên trì thêm 5 phút, còn chưa đến 5 phút đồng hồ. Tịch ca đột nhiên phát hiện con chó to xác phía sau đang điên cuồng đuổi theo mình bỗng chậm lại, do mất đà làm thêm một vòng nữa, thiếu chút nữa thì hắn bắt kịp nhân viên chuyển phát nhanh từ phía sau, hắn vội vàng dừng lại, né tránh nắm đấm trước mặt, quay đầu chạy tiếp. Một vòng chạy trốn truy đuổi mới lại bắt đầu, bọn họ cứ vậy vận động vòng quanh trong phòng, nhân viên chuyển phát nhanh thật sự rất mệt mỏi, cơn mệt mỏi chằng chịt truyền đến từ mọi nơi trong thân thể, đầu gã cũng bắt đầu trống rỗng dường như đang có thứ gì đó không ngừng cắn nuốt ý thức của gã, suy nghĩ, tình cảm, ký ức, cước bộ của gã càng ngày càng nặng nề, tư duy càng ngày càng lững lơ, nhưng gã không thể không đuổi, không thể ngừng suy nghĩ, gã nhất định phải bắt được tên phía trước, bởi đối phương nhận ra đôi găng tay của gã, cánh cửa đóng kín đột ngột bị đẩy ra. Mắt một mí cầm lông chim trong tay chợt xuất hiện trước cửa phòng, hắn theo dấu tịch ca nên mới đến đây, không ngờ đẩy cửa ra liền nhìn thấy một cảnh tượng kỳ quái như vậy hắn ấp úng nói, hai người đang làm gì đó, thanh âm của mắt một mí giống như một đạo sấm sét bổ trúng bộ não đang trở nên trì trệ của nhân viên chuyển phát nhanh, cước bộ của gã lập tức chuyển hướng, đi nhanh về phía cửa phòng, tay bóp cổ mắt một mí, nhấc mắt một mí lên, rồi hướng tịch ca hét lớn một tiếng, dừng lại, nếu không tao sẽ giết nó, tịch ca há hốc mồm, hắn tạm thời dừng lại, nhìn một màn trước mắt này, không nhìn được mỉa mai, đầu tiên là đột nhập trộm cướp, tiếp đến là sỉ nhục người khác, hiện tại lại muốn bắt cóc con tin à, cậu đúng là có chết cũng không hối cãi, hắn nói xong lại chuyển sang mắt một mí, còn nữa, tại sao một tên chủ tiệm trà sữa lại đè ngay lúc nguy cấp nhất để xuất hiện chứ, bàn tay trên cổ thô to như kiền sắt, mắt một mí lạnh run, cũng muốn hỏi mình tại sao, đừng ở đó mà ba hoa nữa, nhân viên chuyển phát nhanh phát điên hét một tiếng, vì kích động, nằm ngón tay không tự chủ dùng sức, khiến mắt một mí nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng. Tịch ca khẽ cau mày, bầu không khí nhất thời rơi vào trầm mặc ngay sau đó tịch ca đột nhiên đứng đắn nói chúng ta làm một giao dịch đi nhân viên chuyển phát nhanh giao dịch tịch ca cậu muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng nhưng thả anh ta ra trước hắn dẫn dắt từng bước hiện tại hệ thống pháp luật đã tương đối hoàn thiện nếu cậu thật sự làm người khác bị thương hoặc là giết người cảnh sát chắc chắn sẽ tìm cậu gây phiền phức không bằng chuyện riêng giải quyết theo cách riêng cậu nói có đúng không nhân viên chuyển phát nhanh bình tĩnh một chút Gã thả lỏng năm ngón tay, mắt một mí sắp hít thở không thông tạm thời có cơ hội thở dốc, kế tiếp, gã hướng Tịch Ca nói, "Tao muốn đôi găng tay này." Tịch Ca hào phóng đáp, "Không có vấn đề, cầm đi." Hào phóng như vậy lại rước lấy sự hoài nghi của nhân viên chuyển phát nhanh. Nhân viên chuyển phát nhanh lại hỏi, "Có phải mày còn một đôi khác giống vậy không?" Tịch Ca mặt không đổi sắc, "Đương nhiên không có." Nhân viên chuyển phát nhanh hoài nghi nhìn Tịch Ca, gã lạnh lùng nói, "Được, tao tin mày, giờ chỉ còn một việc cuối cùng." Tịch Ca nói, nhân viên chuyển phát nhanh để tao và mày đều yên tâm, mày để tao chụp vài cảnh nóng đi, mày có thể tự bôi đen mình hoặc phối hợp cùng cái tên đang nằm trong tay tao đây. Tịch Ca mắt một mí, căn phòng thật yên tĩnh. Tịch Ca cũng là nhịn không được chấn kinh rồi, cậu bị thiểu năng trí tuệ đấy à? Cho rằng tôi là thánh mẫu chắc, nhân viên chuyển phát nhanh đột nhiên nổi giận, lại một lần nữa nắm chặt năm ngón tay, gầm lên một tiếng, có làm hay không? Mắt một mí vừa mới khôi phục hô hấp lần nữa bị người bóp chặt cổ, lúc này đây, hắn gần như nghe thấy được xương cổ kêu răng rắc dưới áp lực, gãy mất, hắn gian nan mà nghĩ, mặt đỏ lên bắt đầu chuyển dần sang tím. Được được, cậu bình tĩnh trước đã, có chuyện gì mà không thể giải quyết chứ, tịch ca nhanh chóng mở miệng, hắn nhìn mắt một mí hai chân run lẩy bẩy, dáng vẻ như thật sự không thể kiên trì lâu hơn, đành phải đáp ứng điều kiện của nhân viên chuyển phát nhanh, nào, tôi chọn cái thứ hai, cậu buông anh ta ra đi nhân viên chuyển phát nhanh lại bình tĩnh hơn chút mày lại đây tịch ca không có ý kiến gì hai tay trống trơn trực tiếp đi thẳng về phía nhân viên chuyển phát nhanh một bước hai bước ba bước bốn bước năm bước bước thứ sáu khoảng cách giữa bọn họ cùng lắm chỉ một cánh tay hai người cùng động thủ nhân viên chuyển phát nhanh vung quyền đánh về phía tịch ca tịch ca vương tay bắt được mắt một mí cuộc đối đầu chỉ diễn ra trong khoảnh khắc tịch ca giữ chặt mắt một mí trong tay nhân viên chuyển phát nhanh nắm đấm của nhân viên chuyển phát nhanh tập trung vào vai phải tịch ca. Một tiếng răng rắc, vai tịch ca đau nhức, nửa thân trên bị một quyền này làm cho tê rần, hắn không để tâm cũng chẳng chậm lại, tay kéo mắt một mí, theo quán tính lui lại phân nửa gian phòng, hai chân dẫm lên mặt đất, bình bịch, trầm đục, đèn chùm trên trần nhà khẽ lay động, ánh sáng chảy xuôi trên mặt nhân viên chuyển phát nhanh, phát họa gương mặt cực kỳ bình thường, mang theo tia lưỡng lự. Mình nên làm gì tiếp đây? Nhân viên chuyển phát nhanh có chút chần chờ, có chút bồi hồi. Nếu thật sự giết hai người kia, cảnh sát sẽ tìm đến mình gây phiền toái. Nhưng nếu không giết hai kẻ kia, thân phận của mình sẽ bại lộ, mình sẽ mất đi đôi găng tay này. Găng tay của mình sẽ biến mất, gã tuyệt đối không thể chấp nhận. Ánh sáng chật lóe, ti chần chừ trong mắt nhân viên chuyển phát nhanh đã hoàn toàn biến mất. Gã không có sức đâu mà suy nghĩ đến hậu quả, bởi vì, theo thời gian, đầu của gã càng ngày càng đau, gã quyết định phải giải quyết tịch ca và mắc một mí trong thời gian ngắn nhất, gã quyết định giết bọn chúng. Trong gian phòng, nhân viên chuyển phát nhanh hạ quyết tâm, tịch ca cũng hạ quyết tâm, nhân viên chuyển phát nhanh có nhanh đến mấy, vẫn chậm hơn tịch ca. Nhân viên chuyển phát nhanh nhắm về phía tịch ca đầu tiên, tịch ca đã buông mắt một mí, cũng hướng về phía nhân viên chuyển phát nhanh. Trước khi lao lên, hắn gầm lên giận dữ với mắt một mí, theo sát, đừng có mà ngẩn người, lấy đôi bao tay của gã, dứt lời, hai người đụng nhau tịch ca lập tức phát động dị năng thời gian câm lặng trong chớp mắt hai người cùng dừng lại đồng cứng ở chính giữa căn phòng cho dù nghe hiểu những gì tịch ca nói nhưng mắt một mí vẫn đứng đần ra đến khi nhớ tới vội vã xông lên liều mạng kéo đôi bao tay của nhân viên chuyển phát nhanh nhưng ba giây đồng hồ thật sự rất ngắn mắt một mí mới tháo được một nửa hai người liền thoát khỏi trạng thái bất động theo chuyển động có quán tính tạm ngừng ba giây cũng không thể thay đổi được gì nửa nắm đấm của nhân viên chuyển phát nhanh tiếp tục vọt tới trước nhắm về phía vai phải đã bị thương của tịch ca tịch ca dốc hết toàn lực né sang bên cạnh nhưng khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần động tác của tịch ca vẫn chậm nửa nhịp nắm đấm của đối phương đã xé toạt tay trang và sơ mi của hắn lại đè lên chỗ tụ máu thương mới chồng chất thương cũ máu tươi bỗng chốc trào ra đồng thời nhân viên chuyển phát nhanh cũng nhìn thấy mắt một mí đột ngột xuất hiện bên cạnh mình hắn theo phản xạ dùng sức xua tay giải quyết mắt một mí, mắt một mí bay ra ngoài, may mắn trước đó hắn đã gắt gao giữ chặt cái găng tay của nhân viên chuyển phát nhanh, nương theo cú đẩy này, cuối cùng hắn đã tháo xuống một bàn tay của nhân viên chuyển phát nhanh. Nhân viên chuyển phát nhanh phát hiện, gã hướng mắt một mí trống giận, ăn trộm, trả đây, buông bao tay của tao xuống, Tịch Ca đánh một quyền lệch cầm nhân viên chuyển phát nhanh, bả vai hắn vừa nóng vừa đau, nửa bả vai đã ướt đẫm từ lúc chiến đấu cho tới giờ cơn phẫn nộ tích tụ trong lòng hắn giờ đây bùng nổ, hắn hét lớn, coi thường tôi, cậu sẽ hối hận, đến đây lấy nốt cái bao tay còn lại đi. Nói xong, phát động năng lực thời gian câm lặng lần nữa, thịt, 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 trái tim kim cương ở nơi sâu nhất trong thân thể tịch ca yên lặng nảy lên, máu tươi không ngừng chảy xuôi, độ ấm cơ thể từng chút từng chút giảm xuống. Các loại cơ quan chức năng tượng trưng cho sinh mệnh cũng chết dần một cách không tiếng động, trái tim giải phòng càng nhiều quan minh để tu bổ cơ thể thiếu máu cơ quan chức năng chậm lại thân nhiệt giảm xuống bởi vì cần tu bổ chúng nó hơi thả lỏng việc trông coi đốm sáng hát hồng e ngại quan minh chỉ có thể tránh trong góc liền nhân cơ hội nhô đầu ra những đốm sáng hát hồng này giống như chú chuột chuỗi lanh lợi đi qua những nơi mà quan minh không thể rọi đến đều chừa lại một chút để không làm kinh động đến quan minh nhưng góp gió thành bão tích tiểu thành đại theo thời gian trôi qua chúng nó đã chiếm cứ được một góc nhỏ bên trái và bên phải cơ thể thân thể tịch ca lung lay. Sau khi bắt được nhân viên chuyển phát nhanh đồng thời phát động năng lực, thế mà tư duy của hắn vẫn còn tại. Ban đầu hắn còn cho rằng năng lực thời gian câm lặng của mình đột nhiên mất đi hiệu lực, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, nhân viên chuyển phát nhanh đã đóng băng như lúc trước. Đây chẳng phải là dị năng của mình đột nhiên tiến hóa, đồng cứng người khác trong khi bản thân vẫn có thể cử động, tịch ca rất ngạc nhiên. Trong khi đang kinh ngạc, ba giây đã qua rất nhanh, mắt một mí mới vọt tới, hơn nữa còn trông như vừa uống rượu mặt đỏ bừng, siêu siêu vẹo vẹo cũng không biết bị làm sao. Nhân viên chuyển phát nhanh có năng lực hành động, lúc này đây gã không nhìn mắt một mí, trước giờ chân đá trúng đầu gối tịch ca, rồi lại một quyền đánh trúng bụng tịch ca. Dạ dày thắt lại, tịch ca thiếu chút nữa học máu, đệt, hắn còn không biết mình muốn mắng nhân viên chuyển phát nhanh hay là cái tên đồng đội mắt một mí vô dụng bên cạnh kia nữa. Nhưng do dị năng đột nhiên tiến hóa, nên hắn sẽ càng linh hoạt hơn trong chiến đấu hắn không nói hai lời, chịu đựng đau đớn tiếp tục phát động năng lực, tiếp đó vương một bàn tay đến, bắt lấy chiếc bao tay còn lại của nhân viên chuyển phát nhanh, vội vàng mở cái khóa hình con rắn, dùng sức kéo ra, đôi găng tay rơi xuống, ba giây chấm dứt, nhân viên chuyển phát nhanh tỉnh táo lại, theo quán tính tiếp tục vung quyền. Nhưng mà không có bao tay nên nhân viên chuyển phát nhanh trong chẳng khác gì lão hổ không có nanh vuốt, đã định trước bị người chà đạp, tịch ca vương năm ngón tay, bắt lấy nắm đấm của nhân viên chuyển phát nhanh, nhếch miệng mỉm cười nhìn đối phương, lộ ra hàm răng trắng đều. Sau đó, lập tức giơ nắm đấm, bập một tiếng, lưu loát đánh cho người hôn mê. Chiến đấu cuối cùng đã đến hồi kết, tịch ca bỏ qua nhân viên chuyển phát nhanh, nắm đấm vẫn đang siết chặt đột nhiên thả lỏng, nằm ngửa hình chữ ít dứt đất. Hắn sức cùng lực kiệt, kêu đau oai oái, cái anh bên cạnh kia, mau giúp tôi, gọi 120, nhanh đưa tôi đến bệnh viện băng bó, bên cạnh không ai đáp lại, không đến mức vậy chứ, đánh nhau chẳng ra gì, đến gọi điện thoại cũng không thể. Tịch Ca cũng rất buồn bực, hắn gắng sức mà quay đầu liếc qua mắt một mí, phát hiện không biết khi nào, mắt một mí đã ngã ngồi trên mặt đất, mặt mày đỏ bừng, hai mắt mê man, mồ hôi đầm đìa. Tịch Ca, Tịch Ca, ầm, tại sao trong anh có vẻ như cắn lộn thuốc vậy? Mắt một mí vẫn giữ được thần trí, cầm bàn tay đeo găng tay, run rẩy nói, đôi găng tay này, đôi găng tay này có chút kỳ quái. Tịch Ca, đây là thiết bị khuếch đại nói đơn giản là có thể đem sức mạnh phân tán khắp cơ thể tập hợp lại một chỗ nếu anh cảm thấy đôi bao găng đó kỳ quái anh cởi ra là được mắt một mí lắp bắp ban đầu tôi không phát hiện tịch ca cũng đến cạn lời im lặng một giây hắn mở miệng lần nữa hắn thầm cảm khái mình thật kiên cường bởi mỗi lần nói chuyện miệng vết thương trên vai lại chảy ra nhiều máu hơn đau đến hít thở không thông còn giờ thì sao mắt một mí tôi 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 có chút không khống chế được năng lượng trong cơ thể tịch ca trong cơ thể anh có năng lượng gì tốc độ nói của mắt một mí đột nhiên nhanh hơn cậu đừng sợ tôi chỉ biến hình một cái mà thôi có điều tôi là loài biến dị khá đặc biệt lúc biến hình sẽ mất lý trí chỉ có bản năng cùng một số ký ức khác sâu cho nên sau khi tôi biến hình có lẽ sẽ rất quan tâm đến cậu còn chưa dứt lời bùm một tiếng không thấy mắt một mí đâu nữa thay vào đó là một con khổng tước đen với cái đuôi trụi lũi tịch ca trợn mắt khá hốc mồm móng vuốt của hắc khổng tước hẳn còn ôm lấy một chiếc bao tay nó mờ mịt dạo qua một vòng sau đó tầm mắt dính lấy tịch ca tịch ca tiếp tục trợn mắt khá hốc mồm và giây sau đó ánh mắt nó bỗng nhiên sắc bén một vuốt bay đến sau một phút này tay trang trên người tịch ca có thêm họa tiết kẻ sọc tịch ca sợ quá đi mất trâu quá trâu quá tịch ca không thể tiếp tục nằm ở đó nữa chạy trước rồi tính sau lý lập phương đang làm thí nghiệm ở xưởng luyện kim trước mặt cậu ta có một ao, trong ao chứa đầy chất lỏng màu xanh đậm, chất lỏng đang sôi trào ung ụt, bọt nước nổ kêu lập bột, ẩn hiện trên bề mặt bọt nước là một cái đầu bò hoặc đầu dê. Ngay cạnh cậu ta, một bên là nhóm 20 con chuột thí nghiệm kích cỡ khác nhau, được gắn các mảnh nhỏ của đôi găng tay, một bên khác là ba bộ máy tính liên kề, kết nối thành một chỉnh thể. Màn hình máy tính đang sáng, hiển thị các số liệu của hạng mục thí nghiệm, đã có kết luận, khả năng kết hợp của đôi găng tay này với người dùng, Hoàn toàn không có vấn đề gì cả. A a a a. Lý Lập Phương hét to một tiếng, phát tiết buồn bực trong lòng. Hắn buông tha cho mấy con ham sơ nhỏ, đeo bao tay tự mình trải nghiệm tính năng sản phẩm. Một cổ sức mạnh xa lạ nhưng cũng không kém phần mãnh liệt đột nhiên xuất hiện từ hai bàn tay. Lý Lập Phương gắt gao siết chặt nắm đấm, đi vào phòng tập gym mà tịch ca mới đầu tư cải tiến thêm, hít sâu vào một hơi, lẩm bẩm vì hộ khẩu, vì nhà ở, vì tiền lương, phanh mà một tiếng. Lý Lập Phương hung hăng, đánh một quyền vào bao cát. Đêm nay có trăng rằm, công công giống móc câu, rèn đứng ở trên đỉnh một tòa tháp, gió đêm nổi cơn thịnh nộ, tàn sát bừa bãi. Rèn đứng lặng nơi đó, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn bay và biến mất trong đêm, nhưng cậu không biến mất, cậu vẫn cô độc như vậy, nhìn ánh trăng, hồi lâu sau, đột nhiên thấp giọng thì thầm. Mình thấy hơi lo, có nên quay lại liếc một cái không nhỉ, lại một trận gió lớn thổi đến, làm cho mặt trăng phải nheo mắt, chờ nó mở to mắt ra lần nữa, đỉnh tháp đã vắng tanh, không thấy một bóng người. Tịch ca chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ bị một con chim dồn đến đường cùng, nhưng hiện thực lại tàn khốc như vậy đấy. Mắt một mí biến thành hắc khổng tước, chẳng khác nào tái diễn màn đập phá đồ đạc như ban nãy, tốc độ của nó nhanh hơn tịch ca một chút, móng vuốt cũng lại càng không kém cạnh nắm đấm của nhân viên chuyển phát nhanh, đừng nói hư mất bộ tay trang, cho dù là vách tường nó cũng có thể cắt ra như đậu hũ. So sánh với mạng sống, mặt mũi chỉ có thể dẹp sang một bên. Tịch ca không dám ở trong không gian nhỏ hẹp này vật lộn với khổng tước. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đứng dậy, đẩy cửa chạy ra ngoài. Trên hành lang dài, nhân viên phục vụ đang đẩy xe thức ăn hướng về phía tịch ca. Tịch ca vội và quát to một tiếng, cúi xuống, nhân viên phục vụ theo bản năng ông đầu ngồi sổng xuống. Một người đạp lên xe đẩy bay qua đầu anh ta một con chim đạp lên xe đẩy bay qua đầu anh ta anh ta há to miệng nhìn một người một chim đã đi xa lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần lau lau dấu chân trên xe đẩy giả vờ bình tĩnh tiếp tục đi đưa thức ăn tịch ca chạy ra hành lang ngoài hành lang là hoa viên trên tầng thượng đang có người đi ra tốc độ của hắn quá nhanh thoát cái đã nhảy vào hoa viên đột nhiên cảm thấy không đúng nhưng đã không còn kịp rồi khổng tước phía sau cũng bay ra theo cả trai lẫn gái đeo mặt nạ nhất tề chuyển hướng tịch ca rồi lại nhìn con chim kia, nơi này biết né chỗ nào chứ? Không bằng vọt vào bên trong, tịch ca quay đầu bước đi, hắc khổng tước cũng quay đầu theo, một móng vuốt chụp vào bả vai không bị thương của tịch ca, nhanh như chớp, có ánh sáng lạnh chợt lóe rồi vụt tắt. Trên vai tịch ca lại nhiều ra ba vệt máu, tiếng la hét chói tai thoáng chốc vang lên. Trong hoa viên thật hỗn loạn, các cô gái tranh nhau trốn sau lưng các chàng trai, mà những nam thanh niên dũng cảm một tí cũng cử động một bên gọi điện thoại liên hệ nhân viên quản lý khách sạn một bên nhanh chóng che chắn trước mặt các cô gái một con chim thôi mà chẳng ai muốn tỏ ra bản thân thật vô dụng tuy rằng sức chiến đấu của con chim này hình như có chút đáng sợ lại bị thương trên trán tịch ca nổi gân xanh hắn vừa chạy vừa cảnh cáo hắt khổng tước anh kiềm chế đi tốt nhất chớ chọc tôi phát điên nếu không anh sẽ phải hối hận mọi người đã liên lạc nhân viên quản lý khách sạn nhân viên khách sạn đang trên đường tới rồi trong hoa viên có người chợt la to, nói chuyện với một con chim làm gì chứ, nó nghe có hiểu đâu. Nó thuộc loài hoang dã, cậu đánh không lại đâu, mau chạy đi, người đó nói đúng, hắc khổng tước hoàn toàn không hiểu tịch ca nói gì, cố chấp đuổi theo tịch ca, lúc này tịch ca lại không dám chạy vào trong, cửa của hoa viên là loại tự động cảm ứng, tốc độ đóng mở rất từ từ chậm chạp, nếu chạy về phía đó, chắc trên người hắn lại mọc ra thêm ba cái lỗ máu mất thôi tạm thời hắn không muốn bị thương nặng đến vậy, hắn nhanh chóng quan sát hoa viên một vòng, đối mắt với nguy hiểm, đám người nọ rất ăn ý, cùng nhau tách ra hai bên trái phải, đem toàn bộ giữa sân lưu cho tịch ca. Tịch ca nhắm về phía bàn ăn dài trải khăn màu trắng chính giữa hoa viên, hắn chạy thẳng đến bàn ăn, khi sắp sửa đâm vào bàn ăn thì bỗng không người trượt dài trên đất, chui xuống gầm bàn, đồng thời kéo mạnh khăn trải bàn. Trên tấm vải trắng, bộ dao nĩa, ly cốc và thùng đá, mọi thứ đều bay lên, đập hết vào người hát khổng tước. Trong mắt hát khổng tước hiện lên một tia mờ mịt, mục tiêu đột nhiên biến mất khiến nó cảm thấy lúng cúng. Đúng lúc này, nhân viên quản lý khách sạn vội vàng mang theo bảo vệ đuổi đến, nhìn thấy đống đồ ăn và dao nĩa bay tứ tung giữa không trung, còn có hát khổng tước làm nền. Trong đám bảo vệ, có một người là chuyên gia bẫy chim, anh ta không nói hai lời. Lập tức cầm súng gây mê hướng thẳng cái mông của hát khổng tước, thanh âm xé gió gào thét qua tai đôi con ngươi mờ mịt của hắc khổng tước lần nữa trở nên sắc lẹm nó nhảy lên một cái dễ dàng tránh thoát viên đạn đồng thời chuyển mắt về phía bảo vệ vừa bắn súng con chim này thành tinh mọi người vừa khiếp sợ vừa cảm khái bảo vệ vừa nã súng đối diện với ánh mắt sắc bén của hắc khổng tước anh ta nhất thời khẩn trương tay ghìm súng có hơi tê thế mà quên mất phải cho con chim đó một phát súng nữa đồ vật bay giữa không trung đều đã rơi xuống đất tịch ca rất vừa vặn lăn ra khỏi tấm vải trắng liếc mắt một cái đã hiểu rõ tình hình, hắn chẳng kịp nghĩ nhiều, thuận tay cầm lấy một quả táo lăn đến bên chân, ném về phía hắc khổng tước, đồng thời quát to một tiếng: tàu ở bên này. quả táo gào thét bay đến, hắc khổng tước theo âm thanh vỗ cánh, xoẹt một cái đã xóa sạch quả táo. má, má ôi, con chim này được huấn luyện đấy à? mọi người lần thứ hai khiếp sợ, lần thứ hai cảm khái. kẻ thù gặp lại nhau, hắc khổng tước phát hiện ra tịch ca, tất cả những người không liên quan đều trở nên mờ nhạt nó lập tức tập trung vào tịch ca, cánh rung lên, chợt bay tới. Tịch ca bò lên, cửa tự động lúc này đã mở ra, hắn không chút do dự phóng vào bên trong khách sạn, xông thẳng về phía cầu thang xoắn ốc. Cầu thang xoắn ốc vừa rộng lại vừa bằng phẳng, lấy đèn pha lê lồng lẫy treo ở chính giữa làm tâm mà xoay tròn xuống tận tầng một. Thông thường, cầu thang loại này chẳng ai đi cả, đúng là nơi lý tưởng để hắn và hắc khổng tước phía sau kia chơi trò rượt đuổi. Nhưng hôm nay vận khí của tịch ca chẳng ra làm sao, hắn vừa mới lao xuống liền gặp ngay hai đứa nhỏ đang đùa nghịch với nhau thất thố không kịp đề phòng võng mặt tịch ca trong thời gian cực ngắn đã bắt giữ được khung cảnh trước mắt hắn nhìn thấy một cô bé mặc váy lụa mỏng màu trắng đi một đôi giày đỏ thắt nơ con bướm hắn nhìn thấy một cậu bé với bộ âu phục nhỏ màu đen đang cầm trong tay một chiếc điều khiển từ xa hắn thậm chí thấy rõ ràng bọn nhỏ mở to hai mắt há hốc miệng còn có những đốm tàn nhang li ti và lông mau thưa thất trên mặt chúng đây chẳng lẽ chính là thị lực tuyệt vời mà ma cà rồng sở hữu suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tịch ca lập tức dừng cước bộ không tiếp tục lao về phía hai đứa nhóc kia nữa cũng bởi vì sự chậm trễ này hắc khổng tước phía sau đã đuổi đến hai móng vuốt của nó đâm sâu vào lưng tịch ca tự như hai lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào cả người tịch ca rung lên tiếp tục động tác của mình hắn dùng lực nghiêng sang trái hung hăng đâm vỡ cửa sổ lớn của khách sạn một tiếng xoảng vang lên cửa sổ vỡ ra từng mảnh tịch ca và hát khổng tước cùng rơi vào bóng đêm thẳng đến lúc này trong khách sạn mới liên tiếp vang lên tiếng kêu sợ hãi bóng đêm dày đặc bên kia cửa sổ thủy tinh là một con hẻm nhỏ độ cao bốn tầng lúc rơi xuống tịch ca dùng tay bám lấy tường hai lần cuối cùng đã tiếp đất ngoại trừ cánh tay hình như trật khớp và miệng vết thương sau lưng lại càng thêm sâu thì chẳng có vấn đề gì đáng ngại ngay khi chân vừa chạm đất hắn kiên trì xoay người bắt lấy hát khổng tước phía sau lập tức sử dụng dị năng. Thời gian câm lặng, hắc khổng tước không thể cử động, tịch ca chật vật bắt lấy chân nó, ý đồ rút móng vuốt của nó ra khỏi người mình. Nhưng không biết có phải do tư thế quá khó hay do móng vuốt của nó đâm quá sâu, tịch ca cố gắng hai lần đều vô ích. Mà ba giây chớp mắt là qua, bàn chân của hắc khổng tước chật nhúc nhích, móng vuốt của nó cắt qua thịt tịch ca. Không được, tao còn chưa rút được móng vuốt của mi ra, mi, ngoan ngoãn, dừng lại cho ta ánh mắt tịch ca bỗng trở nên tàn nhẫn, bên tai loáng thoáng vang lên tiếng cu ù, dường như có gì đó trong thân thể trào ra từ lòng bàn tay. Chính tại khoảnh khắc này, động tác của hát khổng tước lại bị đóng băng, tịch ca không phát hiện ra, đau nhức dữ dội khiến tư duy của hắn tạm thời rơi vào ngõ cục. Dừng, 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 hắn không ngừng lẩm bẩm, cảm thấy càng nói càng khác, càng muốn uống chút gì đó. Một mùi hương đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh hắn, hai mắt tịch ca sáng ngời, không chút do dự quay đầu lao về phía nơi tỏa ra hương thơm cắn một ngụm giọng nói kia cũng đồng thời vang lên tịch ca ngươi ưng gió đánh tan những đám mây đen giăng kín trên cao ánh trăng mạ bạc cả đại địa bóng tối rút đi thân ảnh trên xuất hiện tại con hẻm nhỏ cậu thần tình khiếp sợ cũng không biết là khiếp sợ do dị năng của tịch ca đột nhiên tăng lên hay là khiếp sợ vì tịch ca một hơi cắn cổ tay mình rất nhanh sức mạnh theo máu tươi rút đi đồng thời trong thân thể cũng sinh ra cảm giác khác thường di dời lực chú ý của cậu. Cậu lập tức mở miệng, ngươi, ưm, run rẩy bất giác tràn ra cổ họng, rèn lắc đầu ngoài ngoại, dục vọng trốn trong tối lên men, không có gì để che giấu. Trước khi không thể khống chế được chính mình, cậu nắm chặt khớp hàm của tịch ca, nói, buông ra, buông ra, được, đủ rồi, bé ngoan, buông ra, cậu đẩy cái tên hậu duệ đang cắn nuốt huyết dịch của chính mình ra, vội vàng lui về phía sau hai bước ánh trăng sáng tỏ lượng lờ trong hẻm nhỏ, dưới ánh trăng, vẻ mặt tịch ca tràn đầy vô tội, khóe miệng dính máu, cơ thể suy yếu được bổ sung một chút dinh dưỡng, hắn thoát khỏi trạng thái mất lý trí, nhận ra trên, bì bì, hắn vương đầu lưỡi ra, liếm liếm môi, hương vị thật ngọt ngào, hương thơm mê người ngào ngạt, còn lắng động một ít cay đắng, chính là hương vị mà vừa rồi hắn ngửi thấy, kỳ quái, mình uống máu trong bệnh viện, cảm giác đều giống thực phẩm ăn hàng ngày. Sao đến lượt trên, lại hệt như uống rượu còn có một chút cảm giác khô nóng chẳng lẽ máu của ma cà rồng khác với người bình thường tịch ca rơi vào trầm tư hắn nói bì bì tôi lại uống máu của cậu à tôi không cố ý đâu chủ yếu là vì máu của cậu quá hấp dẫn hừm reng không nói lời nào tịch ca đơn giản thuật lại tình huống tối nay cuối cùng hắn tổng kết tôi cảm thấy dị năng của mình đã tăng lên có điều sau khi đột phá tôi rất khác rất muốn uống máu vừa rồi uống của cậu một ngụm máu tôi lại có sức lực rồi, Ren, dị năng của ngươi quả thật đã tăng lên, tịch ca, phải không, chúng ta nói chuyện từ nãy đến giờ, không biết qua bao nhiêu cái ba giây rồi, con chim này vẫn bị tôi đóng băng, có câu, chớ nên đắc ý quá sớm, gần như ngay khi tịch ca vừa dứt lời, cái cẳng gà của hát khổng cước hơi giật giật một chút, lại bắt đầu cử động, tịch ca sợ hãi, Ren hoàn toàn hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn vẫn chưa rút móng vuốt của con chim kia ra khỏi thân thể đâu, bì 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 mau tới đây để tôi cắn thêm ngụm nữa, tôi phải đóng băng nó lại, rên một lời khó nói hết mà nhìn tịch ca. Một giây sau, cậu tiến lên một bước, hung hăng đánh một quyền vào hắc khổng tước, tiếp đó rút móng vuốt của hắc khổng tước ra khỏi lưng tịch ca. Tịch ca đương trường hít vào một hơi lạnh, bì bì sao cậu lại thô bạo vậy hả, bì bì không thương tôi nữa sao? Một tay rên nắm hắc khổng tước, một tay ôm tịch ca. Biến mất trước khi âm thanh ồn ào đuổi tới con hẻm nhỏ, chỉ có một câu thì thầm, bị gió cuốn đi, ẩn nấp trong màn đêm, thành ra thế này mà vẫn còn đùa cợt được, nhẽ ra ta không nên quay lại tìm ngươi. Bệnh viện Đa khoa An Tâm mới rời đi không bao lâu, Tịch Ca lại lần nữa quay lại bệnh viện mà nhà hắn nắm cổ phần khống chế. Cổ đông lớn nhất của bệnh viện lần thứ hai nhập viện, phó viện trưởng Đành xuất động giữa đêm, mang theo đội ngũ chuyên nghiệp nhất tập trung trước giường Tịch Ca. Khi nhìn thấy cái người đang tựa vào giường bệnh, dáng vẻ rất ung dung, nhưng phần cổ và lưng thì đầm đìa máu trong lòng ông tràn đầy hoảng hốt, bất giác thốt lên, tại sao cậu bị thương, lại còn thương nặng đến nông nổi này, tịch ca, thật ra, ông đã nói hết những gì tôi đang nghĩ. Trong lúc hai người nói chuyện, bác sĩ điều trị chính đã phát huy tác phong chuyên nghiệp của mình, vội vàng tiến lên, giúp người bệnh đang trọng thương quá nặng kia thay đồ, rửa miệng vết thương, rồi truyền cho túi máu. Sau khi xử lý cơ bản, bác sĩ mới kết nối thiết bị y tế với tịch ca thiết bị y tế trung thực biểu diễn trạng thái bệnh lý của tịch ca thành các trị số bác sĩ điều trị vừa thấy những con số trên màn hình thốt lên trời ạ à, thân thể cậu khỏe như voi ấy và tốc độ hồi phục thì chẳng khác gì con dáng trong phòng bệnh nhất thời lặng ngắt như tờ tất cả mọi người đều nhìn bác sĩ điều trị và tịch ca tịch ca tối sầm mặt phải cảm ơn ngài đấy bác sĩ điều trị tôi không phải có ý này ách ý tôi là tố chất thân thể của cậu thật sự rất cao còn cao hơn cả tiêu chuẩn con người anh ta dừng một lát, nói ra ý định lần trước, hay là chúng ta sắp xếp một vài cuộc kiểm tra nhé, tịch ca, không cần kiểm tra, dù sao tôi cũng là ma cà rồng, đương nhiên tố chất thân thể tốt hơn người bình thường, phòng bệnh lại rơi vào yên tĩnh, bọn họ bày ra biểu tình trạng đầy phức tạp mà nhìn tịch ca, đầu năm nay, trong đầu mấy tên phú nhị đại chứa gì không biết, ngay cả bác sĩ điều trị cũng nín thinh, thầm nghĩ, chuyện cười nhạt quá đi mất. Một khắc yên tĩnh, phó viện trưởng đi đầu cười rộ lên, ha ha ha, ha 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 tịch tiên sinh thật là hài hước gần đây đang thịnh hành văn hóa ma cà rồng ư chủ nhiệm nha khoa trong bệnh viện chúng tôi có trình độ rất cao đó kỹ thuật làm răng tốt lắm hay là bảo cậu ta tới làm cho tịch tiên sinh một bộ răng nanh chuyên dụng cho ma cà rồng nhé cái loại có thể hút nước ép cà chua ấy tôi nghe nói hiệp hội ma cà rồng ở nước ngoài đều làm loại răng nanh này nhân viên bệnh viện đang một lời khó nói hết nhìn tịch ca bỗng nhất tề xoay đầu một lời khó nói hết nhìn phó viện trưởng tịch ca nhất thời cũng cạn lời hắn nói cảm ơn nhiều tôi tịch ca có hàng thật vốn định quả quyết cự tuyệt nhưng mà suy nghĩ kỹ đột nhiên cảm thấy chính bởi vì mình có hàng thật nên phải chuẩn bị một bộ giả sau này lỡ có camera quay thấy răng nanh của mình mình cũng còn đường giải thích hắn cứng nhắc đổi giọng tôi cảm thấy đây là ý tưởng không tồi giúp tôi hẹn trước tôi muốn làm một bộ phó viện trưởng cười tủm tỉm được tịch ca không còn việc gì nữa chứ các ông có thể ra ngoài, tôi nghỉ ngơi một chút. Nhân tiện, cho tôi thêm mấy túi máu, tôi làm đạo cụ mở party, cả phòng nối đuôi nhau ra ngoài, không có lấy một tia quyến luyến đối với vị phú nhị đại siêu cấp đang nằm trên giường kia, chỉ có bác sĩ điều trị là vẫn chưa từ bỏ ý định, thuyết phục tịch ca, tịch tiên sinh, tôi nghĩ cậu nên làm một cuộc kiểm tra toàn diện, tóm lại tôi cảm thấy cậu rất có giá trị nghiên cứu, miệng của anh ta bị phó viện trưởng bịt kín eo anh ta bị chủ nhiệm khoa cấp cứu âm thầm nhéo một cái. Hai người cùng mỉm cười xin lỗi tịch ca, khiến bác sĩ điều trị vội vàng bước đi, chờ y bác sĩ đều đi hết rồi. Tịch ca mới thở dài, đột nhiên nghiêng người ngồi dậy, ấn vào cái cổ mới được băng bó, hướng gian phòng không một bóng người nói, tôi thấy miệng vết thương chơi ngứa. Đó là bởi vì miệng vết thương của ngươi đang bắt đầu khép lại dưới hiệu quả của máu tươi, ren đột nhiên xuất hiện, cậu chỉ vào bả vai tịch ca, ở đây chắc là lạnh rồi, tịch ca sờ sờ bả vai, tháo túi máu xuống, nói với Ren, đi thôi, chắc không còn vấn đề gì nữa đâu, chúng ta trở về đi, tôi muốn kiểm tra xem dị năng thế nào. Ren không có dị nghị, cậu cũng tò mò về tình hình cơ thể tịch ca. Thực ra, cậu có hơi buồn bực, vết thương nhỏ thế này trở về xử lý cũng được mà, vì sao cố ý đến bệnh viện một chuyến, tịch ca, ừm, Ren, ừm. Tịch ca cũng rối rắm không kém, chủ yếu là thế này, cậu nói xem, một phú nhị đại siêu cấp như tôi, bị thương nặng như vậy, không đến bệnh viện để chuyên gia xử lý mà ngồi ngốc ở nhà liếm miệng vết thương đây thật sự không phải phong cách của tôi rèn bác sĩ riêng đâu tịch ca thổn thức không phải vì chuyện lần trước của cậu mà vào cục cảnh sát rồi sao chưa tìm được ai đáng tin thay thế cả rèn quyết định không nhiều lời với tịch ca nữa cậu đẩy cửa sổ một trận gió đêm thổi tung rèm cửa lụa trắng bay lên đến khi hạ xuống hai người trong phòng đã biến mất cùng một túi máu đèn pha lê tỏa ra ánh sáng lấp lánh trong phòng khách, tịch ca và trên ngồi đối diện nhau cách bàn trà, trên bàn trà, là một bể cá nhỏ, trong bể cá có hai con cá vẫy bạc, tịch ca đã tháo băng gạc trên cổ xuống, được bổ sung huyết dịch đầy đủ, những vết thương nhỏ trên người hắn cùng với vết thương trên cổ đều đã khép lại, chỉ có sau lưng là vẫn còn ẩn ẩn đau, nhưng cũng không kịch liệt, đại khái ngủ một giấc sẽ tốt lên, có thể hoàn toàn khôi phục, hắn nhìn Ren, Ren cũng nhìn hắn, tịch ca hít sâu vào một hơi, tôi bắt đầu đây, dứt lời lập tức nhúng tay vào trong nước, phát động dị năng. Bên trong cơ thể, trái tim kim cương và các điểm hắc hồng cùng lúc lóe lên, như có như không trợ giúp Tịch Ca. Dị năng khởi động, con cá vàng trong bể lập tức dựng lại, Tịch Ca phát hiện mình vẫn có thể suy nghĩ, vẫn có thể nhúc nhích, hắn hưng phấn dùng sức nắm chặt tay vung lên, mình thật sự đột phá. Nhưng không đợi hắn hưng phấn bao lâu, cá trong bể đột nhiên vẫy đuôi, lại tiếp tục di chuyển. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tịch Ca nói: thời gian tạm dừng lại trở về ba giây, rèn, thế nhưng ngươi đã thật sự đột phá, tịch ca khinh bị đáp, tôi bảo rồi mà, chỉ cần chăm chỉ luyện tập, nhất định có thể đột phá, cậu còn không tin tôi, rèn cố gắng thuyết phục chính mình, có lẽ do ngươi là bán chuyển hóa, vốn là một cá thể đột biến. Nếu đột phá trong quá trình chiến đấu là khả thi, ta không tin qua nhiều năm như vậy mà huyết tộc không có ai phát hiện ra chuyện này, tịch ca hai tay ông ngực, có lẽ người ta đã sớm phát hiện, nhưng lại phong tỏa ngay lập tức. BB, cậu chưa từng nghĩ rằng, cậu là nạn nhân của chính sách ngu dân ư, Ren đột nhiên không cách nào thuyết phục được chính mình, Ren cứng ngắc chuyển chủ đề, trước tiên, quan tâm đến vấn đề trên người ngươi đi, tình huống hiện tại của ngươi là có thể chuyển động trong quá trình dị năng được kích hoạt, nhưng thời gian kéo dài vẫn chỉ có 3 giây, đúng không, đây mới là vấn đề cần quan tâm, tịch ca cẩn thận nhớ lại những gì đã xảy ra vào tối nay, lúc tôi dùng dị năng lên hắc khổng tước. Thời gian kéo dài không chỉ dừng lại ở 3 giây đồng hồ. Rain, hẳn là vì ngươi đã hút máu ta. Năng lực của huyết tộc phụ thuộc vào máu, ta cấp cao hơn ngươi, ngươi hút máu của ta đương nhiên có thể nâng cao dị năng, tịch ca buồn bực, nhưng theo lý thuyết, nâng cao rồi sẽ không rút đi mới đúng chứ, Rain cũng buồn bực, sẽ không rút đi, tịch ca, nếu đem dị năng quy chiếu thành một mặt phẳng có trục tung và trục hoành, tình hình hiện tại là trên trục tung, dị năng của tôi đã vững chắc thêm một bước, mà ở trục hoành đã bị đánh bật trở về độ dài ban đầu. Hai người trầm mặt một hồi, luôn cảm thấy bầu không khí rất xấu hổ. Tịch ca, vậy nếu tôi uống máu của cậu, tôi có thể tiến cấp không? Rain, không thể, cậu hỏi lại, người ăn thịt heo thịt dê có thể tiến cấp không? Cái ví dụ này cũng khá hình tượng. Tịch ca cảm thấy Rain nói rất có lý, nhưng để ngừa vạn nhất, hắn vẫn mở túi máu ra, uống xong, lần nữa thò tay vào bể cá phát động dị năng. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, bốn phẩy năm giây, dị năng đứt đoạn lại là một hồi trầm mặc khiến người ta xấu hổ. Tịch ca nhìn Ren, lời nói thấm thía, bì bì, cậu nói thật đi, có trường học dành riêng cho ma cà trồng không? Có sách giáo khoa chính thức không? Cậu làm bài thi xếp hạng bao nhiêu? Rốt cuộc là có thi đậu tốt nghiệp không đó, Ren cự tuyệt trả lời vấn đề này, bọn họ tiếp tục làm thí nghiệm, tịch ca lại uống hai túi máu, thời gian tạm dừng lần lượt tăng lên đến 6S và 7, 5S, đang chuẩn bị lấy ra túi thứ tư, nhưng hắn thật sự nuốt không trôi, đành phải từ bỏ. Thí nghiệm xong xuôi, hắn khá là hưng phấn, vô cùng hài lòng, tạm thời một túi máu có tăng 1.5 giây, so với con số ban đầu của tôi, vậy cũng xem như một bước đột phá. Xem ra sau này phải mang theo máu bên người, đề phòng xảy ra tình huống bất ngờ. Sau đó hắn như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên đem ánh mắt đặt trên người Ren. Hai mắt đối phương lòe lòe tỏa sáng, Ren cảm giác sau lưng có hơi lạnh lẽo. Tịch ca hướng Ren nở một nụ cười, cực kỳ nhu thuận, cực kỳ hiếu thảo, bì bì, cậu thử cắn tôi một ngụm đi ren không cần tịch ca kiên trì một ngụm thôi cậu nếm thử đi cậu không cảm thấy tôi lớn lên rất thơm ngon rất thuần hậu sao ren trái lương tâm đáp không thấy túi máu còn ngon hơn ngươi tịch ca không tin cậu nói dối cậu gạt người sao tôi có thể bại bởi một túi máu chứ ren cậu ấn ấn tráng cảm thấy hơi quá đáng nhưng cũng không thể mất hết mặt mũi trước hậu duệ được vì vậy tiếp tục nói dối ta theo chủ nghĩa ăn chay chỉ uống túi máu chứ không cắn người nói đi ngươi muốn gì cậu lại nói dối lúc trước mới nói ma cà rồng đều là thức ăn của cậu nhưng tịch ca không có chọc thủng lời nói dối của đối phương lúc có việc cầu người hắn luôn rất dịu dàng bì bì vậy thì cậu để tôi cắn một ngụm đi ren lạnh lùng nói không được tịch ca bì bì tôi chỉ muốn thử xem dị năng của tôi mạnh đến cỡ nào ren lạnh lùng lặp lại không được tịch ca bì bì cậu không thể đối xử với tôi như vậy cậu đã thề sẽ dạy dỗ tôi thật tốt cơ mà, hiện giờ tôi quyết tâm tiến về phía trước, vì không muốn cậu chịu thiệt, tôi còn nguyện ý cho cậu cắn tôi trước cơ mà, ren cho mày, người có biết hai huyết tộc cắn nhau nói lên điều gì không, tịch ca, hả? Nói lên điều gì, trong vô thức, đã dẫn đề tài tới nước này, ren phát hiện mình không thể không trả lời, cậu luôn nghĩ có bản năng đặt ở đó. Những đứa nhỏ mới sinh có thể học được một cách tự nhiên chứ không cần mình phải nói ra miệng, nhưng mà tránh để sau này càng nhiều xấu hổ cậu thanh thanh yết hầu giải thích ngắn gọn nói lên bọn họ yêu nhau tịch ca nhìn ren hắn bừng tỉnh đại ngộ khó trách mỗi lần cắn cậu tôi đều thấy thoải mái kỳ lạ thì ra trước đây chúng ta luôn làm những việc mà những người yêu nhau mới làm từ tự như kiểu bắn ra trên giường phải không không khí thật xấu hổ xấu hổ đến mức khiến người hít thở không thông ren liên tục hít sâu mới kiên cường trả lời tịch ca không khác vậy lắm nhưng tịch ca lại cảm thấy vẫn không thông không đúng cậu cũng cắn người khác hút máu người khác chẳng lẽ cậu cũng bắn vì bọn họ thế cũng quá không sạch sẽ đã nói đến đây ren chỉ đành tận lực giải thích huyết tộc có hai cách hút máu một loại hút máu kiểu ăn cơm một loại khác là hút máu giữa tình nhân cái đầu là dùng để ăn cơm bình thường cái sau lúc hút máu sẽ rót vào người bị hút một thứ tịch ca đã ghét được giống với mấy thứ như thuốc kích dục hả ren lấy hết dũng khí trả lời tịch ca giống, tịch ca còn nói, lúc tôi hút máu cậu chắc chắn sẽ dùng phương pháp thứ nhất nhỉ, ren lẳng lặng nhìn tịch ca, không nói lời nào, tịch ca trầm mặt, không thể nào, tôi vốn không biết cách phân bố cái thứ mà cậu nói. Tôi cam đoan lúc hút máu cậu không có mất vệ sinh như vậy, còn phun cái đó vào cơ thể cậu, ren giật nhẹ khóe môi, không nói lời nào, tịch ca rốt cục ý thức được, khả năng cao chính mình thật sự đã làm ra chuyện xấu, hắn suy nghĩ cẩn thận, quyết định đùn đẩy, đây không phải trách nhiệm của tôi, Ren, tịch ca, đây là trách nhiệm của cậu, Ren, tịch ca, đều do cậu không dạy tôi phương pháp hút máu chính xác, đã thế còn nhận mình là ba, Ren nhanh chóng ngắt lời, câm miệng, một trận trầm mặt, tịch ca thần tình vô tội, nhìn đi, nói một hồi lại hung dữ với tôi, Ren bỗng nhiên đứng lên, xuất hiện trước mặt tịch ca, tịch ca lui về sau một chút, hắn cảm giác Ren đang tức giận, nhưng hắn rất vô tội mà, ừm, bì bì. Ren ngắt lời tịch ca, trong giọng nói của cậu cất giấu một chút nghiến răng nghiến lợi, thật sự chỉ có một chút thôi. Được, ta sẽ dạy ngươi như thế nào gọi là ăn cơm bình thường và ăn cơm không bình thường. Tịch ca khùng một tiếng, ngoan ngoãn ngồi thẳng, được, cậu nói, tôi nghe, rên, không cần phải nói. Ta sẽ cắn ngươi theo hai phương thức đó, ngươi sẽ phân biệt được thôi, dù sao mình cũng cắn bì bì nhiều rồi, trái lại mình rất tình nguyện để bì bì cắn, có điều trước nay bì bì không muốn cắn mình. Tịch ca không do dự đáp ứng, cũng được, rèn xoay người tới gần tịch ca. Ngọn đèn trên không khiến người dưới thân cậu tỏa sáng, cậu nhìn thấy những vệt sáng rơi xuống lả tả, dừng trên khóe mắt đuôi lông mày người nọ, hợp lại thành một vòng sáng mông lung vây quanh hắn. Quan hệ giữa chúng ta, rèn nhỏ giọng lẩm bẩm. Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, tịch ca đột nhiên mở miệng, hai giọng nói cùng lúc vang lên, thanh âm của tịch ca đè lên thanh âm rèn. Tình cảm vi diệu trong mắt trên giống như con chuột bị giọng nói này kinh động, chớp mắt biến mất không thấy tịch ca cậu vừa mới nói gì ren ngươi nhớ ra cái gì đó bọn họ lại đồng thời lên tiếng tiếp đến ren lặp lại một lần ngươi nhớ ra cái gì vấn đề của tịch ca bị ren cắt ngang hắn trả lời đối phương à tôi đột nhiên nghĩ tới vương nhị ngưu cắn tôi xong thì nổ mạnh lúc trước có một nữ ma cà rồng cắn tôi cũng nổ giống như vậy chuyện này không thể qua loa được lỡ cậu cắn tôi rồi phát nổ thì sao hắn nói mãi đột nhiên cảm thấy lúc trước trên kiên trì không cắn hắn thật sự là một quyết định sáng suốt. Ren khẽ nhướng lông mày, cậu không nói gì, dùng hành động trực tiếp trả lời. Một bàn tay chống lên sofa sau lưng tịch ca, tịch ca cảm thấy cái tư thế bị Ren nửa ông thế này có chút là lạ, không có gì bất thường. Ren tự thể nghiệm nói cho tịch ca biết, cậu khẽ cúi người, đem môi rơi xuống trên cổ hậu duệ, cậu hôn xuống, môi khẽ nhếch, đầu lưỡi tìm kiếm, nhẹ nhàng lướt qua vết máu trên cổ đối phương nước bọt hòa tan máu khô, tự như một loại trái cây ngọt ngào mê người rơi xuống miệng, khẽ nhắm nháp, liền chảy ra quỳnh tương ngọc những khiến người điên cuồng. Máu trong cơ thể trên đột nhiên chảy nhanh hơn, chúng nó nếm được mỹ vị, trong phút chốc, khát vọng lần thứ hai như bão táp ùa tới, dục vọng cuồn cuộn xông đến, kích thích thần kinh, ngay lập tức trăng nanh của cậu trở nên sắc nhọn, đâm vào cổ tịch ca, mút vào máu tươi. Đầu tiên là một khối băng chạm vào cổ mình, tiếp đến băng hóa thành nước, chuyển một vòng trên cổ sau đó trong nước đột nhiên vươn ra hai cây kim, kỳ thật càng giống hai con cá nhỏ, chúng nó đâm vào cổ mình, tịch ca đang đánh giá đủ loại cảm giác trên cổ, đột nhiên, hắn cảm thấy bị mút một chút, thật khó mà hình dung cảm giác lúc này, hắn biết rõ chính mình bị 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 hút đi một búng máu, nhưng linh hồn hắn dưới lực hút đó cũng dao động một chút, đột nhiên hắn cảm thấy kích động, cảm giác hơi nóng trào ra từ trong cơ thể, ngưỡng ngáy khắp nơi, vô thức muốn đào sâu vào thứ xúc cảm xa lạ này. Thì ra cảm giác khi bị hút máu là như thế, tịch ca cố gắng nắm lại thần trí đã bay xa, khó trách bị bị mỗi lần bị mình hút một hơi đều sẽ thở dốc, đều sẽ run rẩy. Mình, ưm, ta, à. hắn thấp thấp thở hổn hển một hơi, vừa định gọi rên, đột nhiên cảm giác cổ nhẹ bẩn, bên tai, rầm, một tiếng, hắn mờ mịt quay đầu liền thấy, rên sắc mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền, té ngã trên ghế sofa, tịch ca chấn động, cảm giác khác thường nháy mắt hóa thành tro bụi, hắn vội vàng ôm mặt trên. "Bì bì, bì bì cậu không sao chứ?" "Bì bì cậu đừng làm tôi sợ." Rên phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, Tịch Ca bình tĩnh, hắn lại nhìn kỹ, phát hiện tuy rằng hai má trên đỏ bừng, nhưng nét mặt không vặn vẹo, dáng vẻ cũng không giống như có thể nổ tung bất cứ lúc nào, ngược lại hệt như phát sốt. Ma cà rồng mà phát sốt thì phải hại nhiệt như thế nào? "Không đúng, ma cà rồng mà cũng phát sốt ư?" Tịch Ca lẩm bẩm. Trong không gian yên tĩnh, Tịch Ca ngồi trên ghế sofa vô cùng do dự, không biết nên đút cho tranh ít máu hay là thử trường nước đá cho tranh. Do dự một hồi, di động của hắn đột nhiên vang lên, hắn cầm lên nhìn thoáng qua, là Lý Lập Phương, alo, thanh âm dồn dập của Lý Lập Phương từ bên kia truyền đến, bốt, đã có kết quả thí nghiệm rồi. Cuối cùng tôi đã biết tại sao một người thường như Superstar có thể bay nhảy liên tục trong thời gian dài như vậy, tịch ca nhìn một mảnh an bình xung quanh, lại sờ sờ thân thể sắp lành hẳn của mình. Hắn nói, ờm, um, nói nghe xem lý lập phương tiếp tục dồn dập đó là bởi vì gia thằng lặng máu tiếng ngoại trừ có thể chuyển hóa thể lực cũng có thể chuyển hóa tinh thần sức mạnh hiện tại của supersa đang hút cạn tinh thần gã việc này gây tổn thương rất lớn thậm chí không thể cứu vãn tịch ca tôi hiểu rồi tin tức của cậu tới rất đúng lúc vất vả lý lập phương vui mừng không vất vả tịch ca ngủ ngon lý lập phương ngủ ngon tịch ca cúp điện thoại bỏ qua di động tiếp tục nhìn ren đang phát sốt trên sofa Quan sát hồi lâu, hắn đột nhiên cúi người, ông trên lên, dù sao thì, cả biện pháp của ma cà rồng và nhân loại đều phải thử hết, trước tiên cho uống máu rồi sau đó chườm nước đá. Hắn ông trên đến giường của mình, thay quần áo cho đối phương, đút cho ít máu, lại đặt một cái túi chườm lên trán cậu, rồi đắp cho cậu một tấm chăn thật dày. Làm xong hết thảy, tịch ca bỗng nhiên cảm thấy hơi sai sai, hắn nhớ lại toàn bộ quá trình rồi suy ngẫm một phen, rốt cuộc biết sai ở chỗ nào, hắn lầm bầm lầu bầu tại sao mình lại đưa bì bì lên giường của mình nhỉ rõ ràng phòng của cậu ấy ngay bên cạnh mà nhưng đã đem người đặt trên giường giờ lại chuyển sang giường khác cứ thấy hơi kỳ mà nếu đem phòng để lại cho bì bì còn mình thì đến phòng bì bì thì càng không được bình thường tịch ca trầm tư một hồi thật sự quá mệt mỏi lười gây sức ép vì thế hạ quyết định nếu đã đến nước này vậy đâm lao thì theo lao đi không phải chỉ là ngủ chung một cái giường thôi à cũng đâu có vấn đề gì lớn ngay cả hành vi không sạch sẽ như hổ cắn bọn họ cũng làm qua rồi. Hắn đến phòng tắm tắm rửa, đổi một thân áo ngủ rồi đi ra, lại dùng sức ném mình lên giường lớn, chiếc giường chất lượng cao khẽ chấn động, rên ngủ bên cạnh phát ra một tiếng than nhẹ, lưng có hơi đau, nhưng cũng chỉ hơi đau mà thôi. Nằm trên chiếc giường quen thuộc, ông cái chăn quen thuộc, tịch ca phát ra một tiếng thở dài đầy thích ý, sau đó hắn xoay người, một tay chống cầm, nâng một tay khác lên, chọc chọc hai má phím hồng của rên vẫn có chút nóng, nhưng so với ban đầu đã giảm đi không ít, xem ra tình trạng của bì bì đang chuyển biến tốt đẹp. Mình còn chưa từng ngủ cùng giường với người khác, tịch ca nghĩ như vậy, vòng tay ông trên, cảm nhận một chút, từng cảm giác hơi khác so với lúc ngủ một mình, nhưng không tệ, vì thế hắn an tâm mà nhắm nghiền hai mắt, ông trên cùng nhau ngủ, ánh trăng treo bên ngoài cửa số, chốc chốc lại ẩn mình. Sáng sớm, khi bầu trời được đánh bóng bởi ma thuật, những tia nắng ban mai đầu tiên xuyên qua ô cửa sổ, chiếu rọi đầu giường, rèn thức dậy sau một giấc ngủ dài. Từ khi bị thương đến nay, cậu chưa từng tận hưởng một buổi sáng nào đẹp như thế, thân thể không còn mang theo sự trống rỗng vô tận và xiềng xích nặng nề, sức mạnh dồi dào trong huyết dịch, ngay cả khi đó chỉ là một loại ảo giác tốt đẹp. Khi cậu càng tỉnh táo, sức mạnh dồi dào lại càng mờ nhạt, gông xiềng cùng cảm giác trống rỗng lần nữa xuất hiện, nhưng so với lúc trước, dù sao đã đỡ hơn một chút, bây giờ, Thực lực của mình có lẽ cao hơn Tử Tước một ít, nhưng vẫn còn kém xa bá tước. Cậu đánh giá, đang muốn đứng dậy, đột nhiên phát hiện có chỗ không thích hợp. Một cánh tay đang vắt ngang qua ngực cậu, một cái chân đặt trên bụng cậu, còn có một hơi thở ấm áp đang phả lên da. Cậu trầm mặt một khắc, xoay đầu, ánh mặt trời buổi sáng chiếu lên cái người đang vùi đầu vào cổ cậu. Lông mi của người nọ hơi rung lên, chậm rãi mở to mắt, gió thổi qua, phản phất như hô hấp của đối phương. Hắn đánh cái nháp chống đỡ thân thể, như thể đang lười biếng bò dậy từ vòng tay của cậu, sau đó hắn nói chuyện, thanh âm vừa mới tỉnh ngủ giống như dính mật ngọt, "Ừm, bì bì, dậy rồi à, có thấy khó chịu không?" Máu trong cơ thể bỗng nhiên gia tốc, thức tỉnh và dâng lên ào ạt. À. Rèn kinh ngạc mà nhìn Tịch Ca, cậu nhận ra điều đó, "Không, vấn đề này thật nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng, ta nảy sinh ý tưởng với ngươi, kênh tài thượng, ta nảy sinh ý tưởng không sạch sẽ với hậu duệ của mình." Đây là những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Thủy Tinh vỡ vụn, có người nhảy lầu, khách sạn báo nguy. Sau 10 phút đồng hồ, cảnh sát phụ cận nhanh chóng có mặt, nhưng tại hiện trường, ngoại trừ vô số mảnh vỡ thủy tinh trong con hẻm, không có người cũng chẳng có chim. Nhưng bọn họ cũng không phải đi một chuyến tay không, tại phòng nghỉ trong khách sạn, bọn họ đã phát hiện ra nhân viên chuyển phát nhanh, xác nhận đối phương chính là anh trai rải tiền, nhiều lần gây nhiễu loạn trật tự công cộng, đồng thời cũng là thủ phạm của nhiều vụ cướp gần đây. Bọn họ lập tức đem nhân viên chuyển phát nhanh vừa mới tỉnh lại trở về phòng thẩm vấn trong trạng thái mờ mịt, đồng thời thu thập lời khai của nhân viên trong khách sạn, huy động mọi camera xung quanh, xác định được con đường nhân viên chuyển phát nhanh đã lẻn vào và mục đích của gã. Trong phòng thẩm vấn, tên: "Thả tao ra, thả tao ra, găng tay của tao đâu?" Tên: "A a à, a à, thả tao ra găng tay của tao." Tên: "Thả tao ra nếu không giết mày, găng tay của tao, găng tay, găng tay." cuộc thẩm vấn căn bản không thể tiếp tục được nữa cảnh sát trực ban bất đắc dĩ buông tha trước tiên phái người đưa gã vào trại tạm giam đến khi bị áp giải đi nhân viên chuyển phát nhanh bỗng tỉnh táo lại sau đó từ đầu đến cuối đều yên tĩnh thấy bóng gã đã biến mất sau hành lang những cảnh sát còn lại trong phòng làm việc mới bắt đầu thảo luận nhìn bộ dạng của gã có phải mắc chứng rối loạn lưỡng cực không ha hả theo tôi thấy thì biết tám phần mình sẽ bị bắt nên bất chấp trước tiên giả vờ mắc bệnh để trốn tội rồi tính sau. Đúng, lý do gã lẻn vào khách sạn đã được làm rõ, là tịch ca. Buổi dạ hội kia là tịch ca tổ chức, lúc cậu ta được đưa trở về trên người cũng có vết thương, nhìn bộ dạng hẳn là cùng người khác đánh một trận. Cá nhân tôi cho rằng, có khả năng cao tịch ca đã gặp gã, tịch ca là ai, mọi người tự hỏi, người nói chuyện nhắc nhở bọn họ, nạn nhân của vụ án tiểu khu nhà giàu, thì ra là cậu ta, mọi người giật mình, vụ án ở tiểu khu nhà giàu còn chưa qua được hai tháng mà, lại đụng phải chuyện này, đầu năm nay, cuộc sống của Phú Nhị Đại cũng thật nước sôi lửa bỗng ha, đêm khuya, trên hành lang trại tạm giam lạnh như băng, bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề, vì bác sĩ nào đó đang ủ rũ ngồi trên giường, héo úa như thể quả mận chính bị ngâm giấm, ngày càng kiệt quệ, đột nhiên căng thẳng ngẩng đầu lên, ánh mắt gã mờ mịt xẹt qua sông cửa. Nhìn thấy cảnh sát mang theo người mới vẻ mặt hoảng loạn đi tới, mở ra cánh cửa phòng giam bên cạnh, đẩy người mới vào, rồi lạch cạch khóa cửa lại. Sau đó lại bắt đầu náo loạn, người vừa bị nhốt đột nhiên la to, nóng nảy không thôi, đầu tiên là dùng tay kéo song sắt, tiếp lại móc cánh tay vào, dùng chân đá, dùng đầu đập liên tục, chỉ qua mấy phút, hai tay gã đã sưng đỏ, quần áo sọc sệt, cái trán ứa máu, vốn là đã rời đi, cảnh sát phải quay lại lần nữa, cầm dùi cui đánh vào song sắt, nghiêm khắc cảnh cáo người mới đến bác sĩ quan sát mà trợn mắt khá hốc mồm. Không phải chứ, người anh em này rốt cuộc phạm tội gì, sao lại phải đến mức giả điên giả khùng thế này? So sánh một chút, đột nhiên cảm thấy hiện tại mình như vậy cũng có cái hay. Tịch ca mở mắt, ánh mặt trời buổi sớm rất dịu nhẹ, hắn thích ý mà hướng cửa sổ hít vào một hơi, rồi mới đem ánh mắt chuyển sang Ren đang nằm bên cạnh, ừm, trong sắc mặt của cậu. Tịch ca nhìn kỹ, nước da của ma cà rồng luôn tái nhợt, hắn thật sự không phân biệt được đây là tốt hay kém nhưng hắn phát hiện một vấn đề khác, vừa mới dậy, nên trong lòng không vui hả, Ren không chỉ không vui, mà quả thật cậu sắp sụp đổ tới nơi rồi, vì sao chúng ta lại nằm trên cùng một cái giường, tịch ca nói, hôm qua cậu hôn mê, tôi chăm sóc cậu, không cẩn thận ông cậu lên giường tôi, Ren nghiêm túc hỏi, tại sao không đưa ta về, tịch ca buồn bực đáp, không khí buổi sáng không tốt lắm, cậu có cần phải cáu kỉnh vậy không? Hôm qua tôi đánh hai trận liên tiếp vẫn đang còn đau đây này, chỉ là lười chuyển qua chuyển lại thôi mà, cũng đâu có để cậu ngủ sofa dưới lầu trong tình trạng phát sốt chứ. Rèn đưa tay che mắt, cậu hiểu rõ nguyên nhân là bắt nguồn từ đâu, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà oán hận trong lòng, thà ngươi ném ta ở sofa còn hơn. Nếu vậy, ta sẽ chẳng phát hiện ra một loại chuyện khiến người tuyệt vọng vào một buổi sáng chán ghét như thế này. Hỡi kênh, ta có một hậu duệ, rõ ràng ta chỉ muốn cùng hậu duệ này phát triển một mối quan hệ bình thường và thuận khiết ta hy vọng có thể mang đến cho hắn hơi ấm của gia đình, để hắn trưởng thành là một thanh niên huyết tộc ưu tú, ta hy vọng hắn có thể trải qua giai đoạn này thật vui vẻ hạnh phúc chứ không phải thiếu thốn mọi mặt như ta, thế nhưng lại biến thành tình trạng như hiện tại, ta không phải muốn tìm bạn đời cho chính mình. Tịch ca cảm thấy Ren đang nằm ở trên giường, toàn thân cao thấp đều tản ra một loại khí tức u ám nồng đậm. Hắn không hiểu rốt cuộc vì sao Ren lại phiền não, nhưng trong đầu lại xuất hiện một chút ý tưởng mơ hồ. Hắn nằm lại trên giường, tứ chi mở rộng ngâm mình trong ánh nắng một lát đột nhiên cất tiếng bì bì tối hôm qua chúng ta không xảy ra chuyện gì đâu ren không nói lời nào tịch ca cậu bị sốt tôi bị thương vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ say lại nói hai người đều là đàn ông nằm trên một cái giường cũng đâu có gì lạ ren không nói lời nào cậu hơi chút tỉnh táo lại trong lòng dâng lên một tia an ủi cho dù thế nào hậu duệ vẫn chưa biết được suy nghĩ trong đầu cậu Cậu không muốn thay đổi mối quan hệ thuần khiết này, cậu quyết định phải triệt để mai táng cái ý tưởng vừa đâm chồi kia, hết thảy đều là ảo giác do ánh mặt trời độc ác mang đến. Tịch Ca còn nói, hơn nữa, chúng ta đã sớm làm qua rất nhiều chuyện còn kỳ lạ hơn cả cùng Dương. Như cậu đã nói, lúc trước tôi luôn dùng phương pháp giữa tình nhân để cắn cậu, sau đó hôm qua cậu cũng dùng phương pháp tình nhân để cắn tôi. Nói đến đây, Tịch Ca nhớ lại cảm giác ngắn mũi khi mình bị cắn, thừa nhận cái loại cảm giác đó quả thật rất kỳ lạ, khiến người chết choáng. tôi hiểu cậu không muốn mất kiểm soát mỗi khi bị cắn, có điều hôm qua cậu ngất đi nhanh quá, tôi vẫn chưa học được phương pháp hút máu chính xác, Ren không nói lời nào, đổi thành trầm mặt thật lâu. Sau khi trầm mặt, cậu bỗng nhắm mắt, cậu đã làm ra một chuyện mà hàng trăm năm nay chưa từng đụng đến, nhanh chóng giả vờ ngủ để trốn tránh vấn đề. Tịch ca nói xong, thật lâu không đợi được câu trả lời của Ren, nghiêng đầu nhìn đối phương một cái, phát hiện đối phương đã nhắm mắt ngủ từ bao giờ ma cà rồng không có hô hấp cũng không có nhịp tim tịch ca hoàn toàn không thể phán đoán đối phương là ngủ thật hay giả vờ chân tướng chọn một trong hai hắn quyết định tin tưởng bì bì động tác nhẹ nhàng từ trên giường đứng lên ra khỏi phòng ngủ gọi điện thoại cho phó viện trưởng giúp tôi mang vài túi máu tới đây phó viện trưởng cẩn thận đáp tịch tiên sinh ngài lấy hơi thường xuyên rồi đó túi máu thuộc quản lý của quốc gia không thể bán ra ngoài cũng không được lén lút giao dịch vì lợi ích cá nhân, Tịch Ca khinh bỉ, tôi sẽ đi làm cái loại chuyện phiền phức như vậy ư? Phó viện trưởng nghĩ cũng phải, bán máu kiểu này còn chẳng đủ số lẻ để thiếu gia người ta hay một đêm, lúc trước cầm về không đủ dùng sao? Tịch Ca, hay, bạn tốt của tôi cũng muốn một bịch, tôi còn cách nào khác à, đương nhiên phải thỏa mãn cậu ta. Phó viện trưởng âm ư, tuyệt đối không muốn hòa nhập với lối sống sinh hoạt quái đảng của đám nhà giàu. Cúp điện thoại, ông ta thoải mái chấp thuận yêu cầu túi máu của tịch ca. Còn biết làm thế nào nữa, ai bảo người ta nắm cổ phần khống chế bệnh viện chứ? Tịch ca cúp điện thoại, hắn đứng ở trên hành lang sắp xếp tư duy một chút, quyết định đến phòng bếp nhìn xem bữa sáng ăn gì, kết quả vừa vào phòng bếp, đập vào mắt đầu tiên là một con hát khổng tước bị trói thành cái bánh chưng, đang đùng đưa liên tục trên trần nhà. Ánh nắng vừa lúc lọc vào, đem phòng bếp chiếu đến sáng sủa sạch sẽ. Trong phòng bếp sáng sủa sạch sẽ, hát khổng tước bị treo ngược lông chim rơi tán loạn vẻ mặt uể quải, hai mắt lấp lánh tịch ca đối diện với hát khổng tước hát khổng tước a à. a à. mèo tịch ca mờ mịt mi là một con chim chứ nhỉ không cần giả vờ tiếng mèo kêu tao cũng không thích mèo hát khổng tước lúc la lúc lắc giữa không trung nước mắt lạch tạch lạch tạch rơi xuống a à a à. mèo tịch ca hơi hoài nghi chẳng lẽ khổng tước có tiếng kêu như vậy hát khổng tước a à, a à, mèo tịch ca hừ hừ nở nụ cười tao không hiểu mi đang nói gì còn nhớ rõ mọi chuyện đêm qua chứ đuổi theo tao cào cấu khoái trá lắm ha tao quyết định đem mày đi hầm canh hắn lời còn chưa dứt bỗng có tiếng đập cửa từ phòng khách truyền ra mới sáng sớm ai vậy nhỉ tịch ca tạm thời đặt cái thớt gỗ xuống hướng ra ngoài cửa lần này hắn cẩn thận nhìn qua mắt mèo trước thẳng đến khi nhìn thấy hai cảnh sát đứng bên ngoài mới mở cửa cảnh quan có chuyện gì Đứng ở cửa nhà, hai cảnh sát đưa ra thẻ chứng minh thân phận, "Chúng tôi tới vì muốn tìm hiểu một số chuyện đã xảy ra tại khách sạn Bác Phương tối hôm qua, hiện tại anh có rảnh không?" Cảnh sát đã tới cửa, còn không rảnh cái gì chứ? Tịch Ca mời hai vị cảnh sát vào, ý bảo bọn họ ngồi xuống sofa, hai vị muốn uống nước chứ? Cảnh sát: "Không cần, cảm ơn." Tịch Ca vẫn đi rót ba chén nước, một ly trong đó là nước muối, cho chính hắn, nếu là quản gia nhà tôi ông ấy sẽ pha cà phê và phục vụ điểm tâm ngọt, nhưng gần đây ông ấy trốn khỏi nhà, mong các vị thông cảm, cảnh sát tỏ vẻ chúng tôi hiểu. Bọn họ bắt đầu làm việc, đêm qua 10 giờ 28 phút, chúng tôi nhận được điện thoại báo nguy từ khách sạn Bác Phương, nói có người nhảy lầu, sau đó chúng tôi thông qua cameras tại hiện trường, phát hiện người nhảy lầu là, tịch ca, không sai, là tôi, cảnh sát, nhưng lúc chúng tối đến không thấy anh ở đó nữa, tịch ca, đương nhiên là bởi vì tôi phải nhanh chóng đến bệnh viện chữa trị cái lý do này ngược lại rất thỏa đáng cảnh sát chấp nhận hỏi tiếp chúng tôi còn phát hiện triệu lợi quần ở khách sạn đêm qua anh và triệu lợi quần đã gặp mặt phải không tịch ca tự hỏi triệu lợi quần là ai cảnh sát nói anh ta là thủ phạm gây ra nhiều vụ cướp gần đây nạn nhân là những người giàu có tịch ca bừng tỉnh à thì ra các anh đang nói đến hắn cảnh sát tối hôm qua hai người đã gặp mặt Tịch Ca thoải mái thừa nhận, "Gặp qua, còn đánh một trận, cảnh sát, có người động thủ, vì sao anh không báo cảnh sát?" Tịch Ca, cái này, hắn ăn ngay nói thật, thường thì người chịu thiệt mới đi báo nguy, nếu tôi đánh thắng, lại chẳng mất miếng thịt nào, không nhất thiết phải báo cảnh sát đâu nhỉ, nói không còn phải lo tiền thuốc men cho hắn nữa. Cái này lý do vô cùng thực tế, cảnh sát nhất thời cũng không biết phải nói gì. Một cái cảnh sát đột nhiên hỏi, "Anh nói đến bồi thường tiền thuốc men?" anh cảm thấy mình ra tay rất nặng, đến nông nổi cần phải bồi thường tiền thuốc men ư, tịch ca sử đúng, tôi không cảm thấy vậy, cùng lắm tôi chỉ đánh ngất hắn thôi, cảnh sát, vậy vì sao phản ứng đầu tiên của anh là bồi thường tiền thuốc men, tịch ca, tôi là phú nhị đại mà, hắn thấy hai cảnh sát vẫn chưa rõ lắm, lại bồi thêm một câu, lừa bịp, tống tiền, ăn vạ, cướp của. Bắt cóc rồi tìm cách bào chữa không phải là tâm lý chung của đại đa số người sao, thế nhưng, quả thật vậy, hai cảnh sát nhất thời trầm mặt sau khi lấy lời khai đúng như quy trình tạm thời bọn họ không phát hiện ra điểm đáng ngờ đang định đứng dậy rời đi trong phòng bếp đột nhiên vang lên tiếng bang bang âm thanh khả nghi khiến cho hai vị cảnh sát sinh lòng cảnh giác ánh mắt của bọn họ trở nên vô cùng sắc bén hai phe lần nữa đối diện nhau tịch ca nhìn thấu vô số hoài nghi và tự hỏi từ trong mắt bọn họ hắn cũng lười giải thích trực tiếp đưa hai cảnh sát vào trong bếp trong phòng bếp một con chim bị treo lơ lửng giữa không trung đang cố gắng lắc mình và chạm với tủ bát trong nhà bếp, phát ra tiếng bang bang phanh, cuối cùng cảnh sát cũng vào rồi. Nước mắt lưng trồng, Hắc Khổng Tước di chuyển về phía cảnh sát, cố gắng phát ra thông điệp cứu tôi, thì ra là một con chim. Cảnh sát đã tìm ra chân tướng, bọn họ mang theo ánh mắt xin lỗi bắt tay Tịch Ca nói tạm biệt, rồi lưu loát rời đi. Theo tiếng đóng cửa phanh, tại nhà bếp chỉ còn lại Tịch Ca và Hắc Khổng Tước, hy vọng rơi xuống đầu, rồi hy vọng lại xa vời. Hắc Khổng Tước ngơ ngác nhìn về phía cửa phòng bếp. Tầm như cho tàn, tịch ca hai tay ông ngực, hắn cảm thấy, hôm nay biểu cảm của hát khổng tước rất khác thường, giống như khôi phục lại bộ dạng quỷ khuất của mắt một mí, tịch ca trầm năm nói, mắt một mí, hát khổng tước, à, mắt một mí không phải là tên tôi, tịch ca, nói về thế giới hát ám một chút đi, hát khổng tước, à, sắp bị thịt rồi còn nói cái lông, tịch ca, nói hay tôi sẽ tha cho anh, hát khổng tước, A a a mèo, tôi nói tôi lập tức nói ngay đây, tịch ca, hát khổng tước a à, a à, meo meo cậu muốn nghe gì tịch ca có giật khóe miệng tóm lại trước tiên anh vẫn nên biến thành người đi dù sao tôi cũng không theo học chuyên ngành ngôn ngữ chim mười lăm phút sau mắt một mí đã biến trở về nhân loại cũng mặc vào quần áo của tịch ca yên vị trên ghế sa lông hắn kéo kéo ống tay áo và ống quần quá dài hướng tịch ca nói lần đầu tự giới thiệu tôi tên khổng thạch khổng trong khổng tước thạch trong thạch đầu tịch ca vẫn hơi khiếp sợ nói cách khác thật ra anh là một con khổng tước thành tinh, khổng thạch sửa lại những lời tịch ca vừa nói, không, chính xác mà nói, chúng tôi được gọi là chim Juno, anh cho rằng tôi chưa từng đọc thần thoại Hy Lạp, tịch ca một trận cạn lời, thiên hậu Hera còn có tên khác là Juno, chim Juno chẳng phải là một trong những biểu tượng của Hera, hay còn gọi là khổng tước, khổng thạch, thật ra, tôi cũng hiểu bản thân mình thuộc loài khổng tước, nhưng khổng tước phương Tây và khổng tước phương Đông có một chút khác nhau, tịch ca, khác nhau chỗ nào? khổng thạch nêu ví dụ tất nhiên rồi tổ tiên của tộc đàn chúng tôi là sứ giả của thiên hậu nhưng tổ tiên của tộc đàn khổng tước phương đông tôi nghĩ hẳn là khổng tước minh vương khổng tước minh vương và sứ giả thiên hậu hiển nhiên không phải cùng một con tịch ca nhất thời trầm ngâm cũng có lý khổng thạch lại cảm thán một tiếng không chỉ dừng lại ở tộc đàn chúng tôi tôi cảm thấy các loại khác ở phương đông và phương tây vẫn khác biệt rất lớn ví dụ như ở phương tây chúng tôi có rất nhiều loài trời sinh đã có được thiên phú và dị năng mạnh mẽ, chờ đến khi trưởng thành, loại năng lực này sẽ nhảy vọt tới đỉnh cao, tiếp đến tự nhiên sẽ suy giảm theo tuổi tác, tóm lại rất phù hợp với quy luật tăng trưởng của sinh vật, nhưng phương đông lại không như vậy, dường như bọn họ càng chú tâm tu luyện, bắt đầu từ trăm tuổi cho đến một ngàn tuổi sẽ hấp thu, tịch ca bọc bạch, tinh hoa âm dương, khổng thạch, đúng đúng đúng, chính là cái này, tịch ca, phương thức tu luyện như thế càng về già càng có giá trị đợi khi đạt tới tu vi cao thâm có thể cùng thiên địa đồng thọ cùng nhật nguyệt đồng huy khổng thạch không sai không sai tôi đã đọc rất nhiều tiểu thuyết phương đông trong tiểu thuyết khổng tước đều rất lợi hại thiên phú có thể tu luyện được chờ đến khi đạt tới cảnh giới cao thâm có thể lên trời xuống biển một chiêu đánh vỡ cả quả núi hoàn toàn không giống bọn tôi không thể lên trời xuống biến chỉ có một loại dị năng chớ nói chi đến đánh vỡ núi giao lưu một hồi hai người bỗng nhiên phát hiện rất có tiếng nói chung, ân oán đêm qua đột nhiên trở nên phai nhạt, tịch ca lại nhìn khổng thạch, tự nhiên thấy thuận mắt hơn không ít, tịch ca tò mò, thiên phú của anh là gì, khổng thạch thành thật khai báo, chính là lông đuôi của chúng tôi, truyền thuyết kể rằng, các đốm trên lông đuôi chúng tôi là trăm mắt của người khổng lồ, mỗi một cọng lông chim có thể nhìn thấu người dị năng, năng lực và cấp độ dị năng, tịch ca, cũng chính là năng lực dò xét. Có thể tu luyện không, khổng thạch, không có khả năng, thiên phú của chúng tôi là trời sinh, thời điểm thành niên mạnh đến đâu thì hay đến đó thôi, tịch ca đánh giá, nghe thật thê thảm, khổng thạch vô cùng khát khao, đúng không đúng không, thật ra tôi rất muốn gia nhập vào tộc đàn khổng tước của phương Đông, tôi tình nguyện đi ở trễ, tuy rằng bản thân không thể mạnh lên, nhưng con cháu có thể phát triển. Nhưng vấn đề là, tịch ca nhất thời phải nhìn con khổng tước này với cặp mắt khác xưa, ngay cả ở trễ anh cũng chuẩn bị rồi thì còn vấn đề gì nữa khổng thạch khổ sở đáp tôi sinh hoạt ở đây đã nhiều năm rồi nhưng chưa từng gặp qua khổng tước thành tinh của phương đông trong phòng khách nhất thời trầm mặc không khí tràn ngập xấu hổ tịch ca im lặng tuy rằng hắn luôn kiêu ngạo mình là một phú nhị đại có thể giải quyết được hầu hết các vấn đề nhưng đối mặt với tình huống này dường như có chút gian nan dù sao ngoại trừ con khổng phương tây trước mắt hắn cũng chưa từng gặp qua con khổng tước thành tinh thứ hai sau vài giây trầm mặt khổng thạch đột nhiên bừng tỉnh hắn cũng đâu phải tới tiền tịch ca tố khổ, chúng ta nói việc chính đi, cậu muốn biết gì về thế giới hắc ám, tịch ca suy nghĩ một lúc, quyết định hỏi ra tiền đề quan trọng nhất, thế giới hắc ám có phải là một tổ chức bất hợp pháp không, gia nhập thế giới hắc ám có vi phạm luật pháp quốc gia không, khổng thạch, tịch ca, khổng thạch, trọng điểm của cậu thật kỳ lạ, tịch ca, cảm ơn khen ngợi, dù sao tôi cũng là nhân sĩ thượng lưu có uy tín danh dự, sẽ không coi thường pháp luật, gia nhập tổ chức phi pháp, khổng thạch, theo như tôi biết, ba nhà sáng lập của thế giới hắc ám có liên hệ với các ban ngành trong nước, được phê duyệt giấy phép kinh doanh. Chúng tôi là một quần thể cư dân đặc biệt được ghi nhận chính thức, tịch ca hơi vừa lòng chút chút, bắt đầu tìm hiểu ba nhà sáng lập là ai. Giọng điệu của khổng thạch vô vàng sùng bái, ba nhà sáng lập của thế giới hắc ám ám chỉ ba vị huyết tộc đại nhân, ba vị đại nhân này thực lực sâu không lường được, bọn họ nắm giữ trật tự của thế giới hắc ám, tịch ca cảm thấy có điểm gì lạ, ba nhà sáng lập huyết tộc nắm giữ trật tự của thế giới hắc ám, vậy các chủng tộc khác thì sao? Bọn họ không có ý kiến, không thể có chuyện thế giới hắc ám chỉ có mình ma cà rồng chứ nhỉ, khổng thạch giải thích, thế giới hắc ám đương nhiên không chỉ có ma cà rồng, thế giới hắc ám tổng cộng có bốn chủng tộc lớn, một cái là huyết tộc, một cái là người sói, còn có thuật sư luyện kim và phù thủy, còn lại đều là sinh vật nhỏ bé như chúng tôi, tịch ca ý bảo khổng thạch tiếp tục, khổng thạch giải thích càng tỉ mỉ, phù thủy vô cùng thần bí, luôn độc lai độc vãng, quan hệ giữa thuật sư luyện kim và huyết tộc khá tốt, hơn nửa phần lớn bọn họ chỉ tập trung vào việc nghiên cứu, nói chung ngoại nghiên cứu ra thì không quan tâm đến những vấn đề khác. Về phần người sói, Tịch Ca rất tò mò, người sói thế nào? Khổng Thạch cẩn thận nghĩ nghĩ, theo lý thuyết, người sói và huyết tộc hẳn là mỗi bên chiếm một nửa thế giới hắc ám, nhưng ở các thành phố, người sói gần như tuyệt tích. Tịch Ca, vì sao? Khổng Thạch giải thích Người sói là chủng tộc trừng rậm, bọn họ không thích ứng được với cuộc sống sinh hoạt trong thành phố lớn. Lúc trước tôi từng gặp một người sói tới đây làm việc, lúc hắn tới vừa lúc gặp phải đợt ô nhiễm không khí nặng, liên tục mấy ngày trời đều ho khan nước mũi chảy ròng ròng. Tịch ca, Khổng Thạch còn nói, hơn nữa trong thành thì quản lý rất chặt chẽ đối với động vật lưu lạc, vào thành thì người sói chỉ cần biến về nguyên hình, chắc chắn sẽ bị cơ quan địa phương giam giữ, tóm lại, sinh hoạt ở đây rất bất tiện. Tịch ca, tịch ca đánh giá, thủ đô lớn không dễ sống khổng thạch thổn thức một tiếng có ai dễ dàng đâu nhưng người sói sinh hoạt ở các khu vực gần rừng rậm hoặc là các thành phố dân cư thưa thớt cũng không đến nổi tệ những nơi đó lại ít huyết tộc tịch ca a à, khổng thạch dù sao địa phương như nông thôn chuyển phát nhanh và internet đều không có chớ nói chi đến sinh hoạt về đêm tịch ca hai tay ông ngực thế giới hắc ám bắt đầu hiện ra trong đầu hắn một cách mơ hồ có chút thần kỳ có chút bí ẩn thế nhưng còn phản phất một tia thân thiết, ngồi ở sofa đối diện. Khổng Thạch vẫn còn đang lộn xộn miêu tả lại chỗ độc đáo của thế giới hắc ám, ở thế giới hắc ám có rất nhiều thứ mà thế giới quang minh không có, chúng tôi có ảnh ngược, ảnh ngược là nơi chúng tôi tụ tập. Dụng cụ luyện kim, thuốc của phù thủy, thậm chí đồ dụng của huyết tộc và người sói, cũng có thể tìm thấy ở đây, tịch ca cảm thấy so với hiểu biết của mình thì không khác lắm, hắn nói, tạm thời vậy đã, làm thế nào để tiến vào thế giới hắc ám khổng thạch lên tinh thần nói nửa ngày cuối cùng đã nói đến nội dung chính thế giới hắc ám ba năm sẽ mở ra một lần tịch ca hắn lại uyển chuyển nói chuyện này sợ rằng tôi cũng không nhớ rõ là một năm hai năm hay thậm chí là ba năm khổng thạch vội nói đừng lo lắng cuộc khảo hạch ba năm một lần sẽ diễn ra vào mười ngày sau tịch ca trầm ngâm tuy rằng tôi cảm thấy ba năm quá lâu nhưng đột nhiên anh bổ sung thêm lại khiến tôi cảm thấy rất đáng ngờ nói thế nào cũng không yên tâm nội tâm khổng thạch gần như hỏng mất nếu không phải sắp khảo hạch, sao tôi phải vội vàng như vậy? Tịch ca tiếp tục trầm ngâm. Khổng thạch không dám nghe tịch ca nói chuyện nữa, hắn cuốn quyết vào vấn đề chính, lấy ra lông chim bảo bối của mình, hướng tịch ca nói, 10 ngày sau sẽ có một cuộc khảo hạch, để tôi kiểm tra đo lường năng lực của cậu trước nhé. Tịch ca ngẫm lại cũng đúng. Trước khi kiểm tra, hắn nói, tôi là huyết tộc, khổng thạch cho rằng đối phương đang nói giỡn, ha ha ha, vậy cậu tương đối đặc biệt đấy, dù sao cậu vẫn đang còn sống sờ sờ đây này tịch ca còn nói dị năng của tôi khá yếu nhưng tôi đã tìm ra được phương pháp tu luyện khổng thạch ha 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 vậy cậu thật sự thật sự đặc biệt rồi dù sao huyết tộc đã tuyên bố dị năng không thể tu luyện tịch ca không nói lời nào ông cánh tay nhìn khổng thạch khổng thạch cùng tịch ca đối diện trong chốc lát đột nhiên khiếp sợ cậu thật sự nghĩ mình là huyết tộc dựa trên dấu hiệu thức tỉnh của cậu rõ rành rành là một phù thủy á tịch ca liếc mắt xem thường nói lung tung phù thủy nhà ai thức tỉnh răng nanh sẽ dài ra còn thích uống máu chứ. Hắn cảm thấy người dẫn đường này cực kỳ không đáng tin, quay đầu điều chỉnh giọng nói, bì bì, ở đây có một con khổng tước thành tinh không vượt qua kỳ thi của huyết tộc giống cậu nè. Hắn vừa cất tiếng, bỗng thấy Ren xuất hiện tại phía trên thang lầu. Ren bước xuống lầu, không tiếng động quét qua khổng thạch ngầm cảnh cáo, sau đó xách tịch ca lên đi mất rồi. Đây không phải là một cách hình dung. Tịch ca cảm thấy mình thật sự bị xách lên. Cổ của hắn căng ra, đầu ván mắt hoa một trận đã từ phòng khách có mặt tại phòng ngủ rèn đè thấp thanh âm hướng hắn nói không được để người khác tùy tiện kiểm tra năng lực của ngươi dị năng là bí mật mà mọi huyết tộc đều phải bảo vệ cho dù là bậc cha chú của ngươi ngươi cũng không nên để hắn biết hết bí mật của ngươi tịch ca cậu nói vậy tôi lại thấy hơi tò mò rèn cái gì tịch ca chỗ các cậu bước vào thế giới hắc ám không cần người dẫn đường ư nếu có người dẫn đường hẳn sẽ kiểm tra năng lực chứ Rain đột nhiên trầm mặt, Tịch Ca buồn bực hỏi: "Sao thế, Rain? Ta tiến vào thế giới hắc ám nhưng không thông qua khảo hạch, cậu dừng một chút, cho nên ta cũng không biết quy trình thông thường ở phương Tây rốt cuộc là thế nào." Tịch Ca: "Vậy cậu gia nhập bằng cách nào?" Rain: "Được mời gia nhập." Cứ cảm thấy câu nói kia, Tịch Ca đột nhiên nghi ngờ, rất có hàm ý, Rain lãng sang chuyện khác: "Vì sao đột nhiên lại muốn gia nhập thế giới hắc ám?" Tịch Ca: "Bởi vì dị năng của tôi đột phá." Rain cái đó và dị năng của ngươi có liên quan gì, liên quan rất lớn được không? Tịch ca hướng trên giải thích, trước đó, dị năng ba giây làm tôi có cảm giác con nít chơi trong nhà, xem như tùy tiện làm vài ba trò tung hứng, nhưng giờ đã khác, nếu dị năng của tôi có thể đột phá trong khi chiến đấu, tôi cũng rất muốn trải nghiệm cảm giác nắm giữ thời gian của cả một tòa thành thị, nhưng muốn đạt đến trình độ kia, nhất định phải không ngừng chiến đấu, ở cái ao làng này phỏng chừng không có đối thủ xứng tầm chỉ khi đến thế giới hắc ám mới có thể thu thập bại tướng dưới tay ban đầu bởi vì câu đột phá trong chiến đấu của tịch ca nên ren cũng im miệng không nói nhưng khi nghe nhắc đến nắm giữ thời gian của cả một tòa thành thị bỗng nhiên sửng sốt ngươi còn nhớ rõ chuyện đó tịch ca sao lại không nhớ được chứ ngầu lắm đó quả thật rất ngầu trong lòng ren chớp mắt phức tạp rồi sau đó cậu sắp xếp lại tâm tình bỏ qua vấn đề này nói với tịch ca ta sẽ không để ngươi gia nhập thế giới hắc ám tịch ca không sốt ruột bình tĩnh suy nghĩ của bì bì rất cổ quái buổi sáng hắn đã kiến thức qua từ vì sao rèn ngươi còn quá nhỏ năng lực không đủ thế giới hắc ám cũng không thích hợp với ngươi đó là một thế giới vết chóc mà ngươi thì không phải là một kẻ sát nhân tịch ca tuy rằng tôi rất vui vì lời nhận xét của cậu nhưng mà bì bì nên nhớ cậu cũng không biết thế giới hắc ám ở đâu người biết thế giới hắc ám ở đâu là con khổng tước dưới kia, hai người cùng im lặng vài giây đồng hồ, rèn xoay người, quyết định đi xuống diệt khẩu khổng tước. Tịch Ca liền vội vàng kéo đối phương lại, còn có một vấn đề hắn rất để ý, chờ đã bị bị, tôi vẫn luôn quên hỏi cậu một chuyện. Rèn, chuyện gì? Tịch Ca khá quan tâm đến điều này, trong lòng hắn có chút ngứa ngáy, cậu nói xem, đến khi nào tôi có thể biến thành dơi? Sẽ biến thành một con dơi hay thành một đàn dơi? Nếu biến thành một đàn dơi có phải đầu óc và thân thể tôi sẽ tách rời ra không hay là trong đám dơi đó chỉ có một con là tôi còn lại đều là đều là do tôi gọi ra ren cậu cố gắng để không phải nghiến răng nghiến lợi chúng ta không thể biến thành dơi tịch ca bình tĩnh ồ ren thả lỏng một chút ý đồ giảng đạo lý với tịch ca ma cà rồng là từ người chuyển hóa mà thành mà dơi thì không thể biến thành người cho nên ma cà rồng không thể biến thành dơi đây là khoa học tự nhiên tịch ca con khổng tước dưới kia có thể biến thành người, Ren bỗng nhiên mất khả năng ngôn ngữ. Tịch ca hoài nghi một cách hợp lý, nếu khổng tước cũng có thể biến người, tại sao ma cà rồng không thể biến thành dơi? Tinh thần nghiên cứu của các cậu, có một ngàn con dơi đang chà đạp ai quy của cậu, đầu Ren muốn lớn hơn cả một vòng, tức giận che miệng tịch ca lại, hung hăng đẩy người xuống nơi mềm mại nhất trong phòng ngủ, giường lớn vang lên tiếng kẻo kẹt, hai người một cao một thấp đè lên nhau, song song cùng ngã trên giường trầm mặc hồi lâu, không khí quỷ dị. Tịch ca nhìn Ren từ đầu đến đuôi, một lát sau, đưa tay chỉ chỉ miệng mình. Ren cuốn quyết rút tay lại. Tịch ca nhận xét, bì bì, cách cậu làm người khác im miệng có chút kỳ lạ. Hắn còn chưa dứt lời, Ren ở phía trên đã biến mất. Trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình tịch ca. Tịch ca nằm trên giường. Hắn trở mình, một lát sau lại trở mình tiếp. Hắn đột nhiên cười một chút, lẩm bẩm, là ảo giác của mình sao? Bì, bì dường như có chút đáng yêu. Sau cuộc đối thoại đó, tịch ca và Ren dùng cách của người trưởng thành để giải quyết vấn đề, mỗi người lùi một bước, thỏa hiệp, tịch ca tạm thời tin ma cà rồng không thể biến thành dơi, Ren cũng không có vết khổng tước diệt khẩu, chấp thuận yêu cầu đi thăm thú thế giới hắc ám của hậu duệ, nhưng cậu kiên quyết không đồng ý việc tịch ca để người ngoài kiểm tra dị năng. Vì thế, cuộc kiểm tra dị năng của người dẫn đường liền biến thành cuộc trò chuyện của Ren và tịch ca, hiện giờ đã là giữa tháng 11, không khí lạnh lần thứ hai tập kích thủ đô, trận tuyết đầu mùa trong năm cuối cùng cũng buông xuống tuy rằng hiện giờ mỗi hộ gia đình đều lắp hệ thống sưởi dưới sàn nhà nhưng ban đêm tuyết rơi tắt hệ thống sưởi rồi đốt lò nhìn ngọn lửa hừng hực thiêu đốt trong lò sưởi lại mang đến loại cảm giác rất đặc biệt mà trước đây chưa từng có ren và tịch ca ngồi bên cạnh lò sưởi ren hỏi tịch ca ngươi cứ như vậy tha thứ cho khổng thạch tịch ca cũng có chút buồn rầu không thì phải làm thế nào kiện anh ta cố ý gây thương tích kiện cho đến khi anh ta tán gia bại sản mới thôi hay là đánh anh ta một trận, đâm lên người anh ta sáu cái lỗ, rèn không nói lời nào, tịch ca lẩm bẩm, hay, tên cũng đã biết, vả lại ngồi xuống nói đủ thứ chuyện rồi, giờ mà lôi con khổng tước đó ra đánh một trận dường như có hơi kỳ quái, vậy nên, đáng nhẽ tôi vẫn nên đưa anh ta ra hầu tòa, thông qua các thủ tục pháp lý, bắt anh ta bồi thường tất cả tổn thất về thể chất và tinh thần, được nhiều tiền lắm à, tịch ca cũng không thiếu tiền, dù sao tiền đối với hắn chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt. Trên tầng 2, kẻ đang nghe lén cuộc đối thoại dưới lầu yên lặng run rẩy. Ren nói chuyện, thanh âm của cậu rất dịu dàng, đồng thời tràn ngập tán dương, ngươi là một người tốt, tịch ca không đánh giá cao, cảm ơn, nhưng tôi không thích thể người tốt. Đáng nhẽ cậu phải nói, Ren cười nói, nói gì, không phát thể người tốt, đương nhiên phải nói, ta cũng thích ngươi, ám chỉ lúc tỏ tình bị từ chối, người từ chối thường nói câu, cậu là người tốt, nhưng bla bla, không phát thể người tốt, nghĩa là chấp nhận lời tỏ tình, tịch ca thiếu chút nữa đã bật thốt ra những lời này. Nhưng hắn nghĩ kỹ, ừm, không được, tuy rằng quan hệ giữa hắn và bì bì xem như khá thân thiết, nhưng luôn cảm thấy nói câu đó hơi kỳ, dù sao hắn cũng là người phương đông bảo thủ mà, thảm lông cừu phủ trên đầu gối tịch ca, tịch ca từ bỏ chủ đề này, nâng cầm hỏi trên một vấn đề khác mà hắn quan tâm. Lúc trước khổng thạch kể cho tôi nghe về thế giới hắc ám, có nhắc tới máu của huyết tộc cấp cao và huyết khí. Máu của huyết tộc cấp cao thì tôi hiểu được rồi, bọn họ lấy chính máu của mình làm phần thưởng, dụ dỗ huyết tộc cấp thấp, yêu cầu huyết tộc cấp thấp phục dịch, điều này chứng tỏ, đối với huyết tộc, việc tổn thất một chút máu cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm, rèn, đúng thế, tịch ca, vậy huyết khí là gì? Nghe có vẻ cũng liên quan đến máu, rèn, năng lực của huyết tộc phụ thuộc vào máu, những đồ vật liên quan đến năng lực của huyết tộc đương nhiên cũng liên quan đến máu, cậu giải thích đơn giản, thoáng tự hỏi, lại nói với Tịch Ca, huyết khí là một loại đạo cụ được huyết tộc có tước vị chế tạo, huyết tộc ép máu của mình ra, đưa dị năng thiên phú trong máu vào vật đó, gọi là huyết khí. Thông qua huyết khí, những huyết tộc khác có thể sử dụng dị năng mà mình không sở hữu, có điều, chế tạo huyết khí gây ra tổn thương rất lớn cho cơ thể, hơn nữa dưới tước vị bá tước, bởi vì năng lượng trong máu không đủ, huyết khí do họ chế tạo chỉ có thể sử dụng 3 đến 5 lần, cho nên huyết khí rất trân quý ở thế giới hắc ám cũng không được lưu truyền rộng rãi. Tịch ca, tôi rất để ý một chuyện, Rèn, chuyện gì, tịch ca, huyết tộc phân chia cấp bậc như thế nào, Rèn, dựa vào năng lượng trong máu, chia làm công hậu bá tử nam, trên công tước là thân vương, dưới nam tước là huyết tộc phổ thông, tịch ca trục trịch ngóc đầu dậy, hiện tại tôi đang ở cấp bậc nào, Rèn, huyết tộc phổ thông, không khí bỗng chốc trầm mặt, chỉ có ngọn lửa lách tách lách tách, lặng lẽ cười gượng gạo, tịch ca quả quyết, tôi không tin. Rain không lời gì để nói mà nhìn tịch ca. Tịch ca, ma cà rồng phổ thông thì quá tầm thường, tôi không tin mình tầm thường như vậy, cậu cho tôi xem bằng chứng đi, cậu để tôi cắn một hơi xem. Rain, ý chí của ngươi thật đáng sợ, thật ra lông chim của tôi có thể giúp cậu kiểm tra. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên có một giọng nói yếu ớt xông vào, không ai khác ngoài khổng thạch vẫn chưa từ bỏ ý định. Rain khẽ thở dài, biến mất tại chỗ, tịch ca chớp mắt, giữa lúc đóng mở mắt, tầm nhìn của hắn chợt lóe. Ren lại xuất hiện ở chỗ cũ, lưng dựa vào ghế, hai chân vắt chéo, hai tay giao nhau đặt ở bụng, lấy một loại tư thế cực kỳ thả lỏng ngồi trước mặt hắn. Thẳng đến lúc này, một âm thanh khả nghi từ lầu hai mới chậm chạp truyền đến, bịch, tốc độ bì bì có phải lại nhanh hơn trước rồi không? Tịch ca có chút nghi hoặc, đuổi được kẻ nhiều chuyện nào đó, lúc này, Rên mở miệng lần nữa, ở thế giới bên ngoài vực sâu thuật sư luyện kim đã chế tạo ra những đạo cụ để đo lường cấp bậc huyết tộc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhưng ở nơi này ta không biết có đạo cụ luyện kim như vậy không nhưng có người đã từng chỉ ta một loại phương pháp đặc biệt cậu kéo tay tịch ca nói nhắm mắt lại tịch ca nhắm mắt cho dù nhắm mắt vẫn có thể cảm nhận được độ sáng tịch ca cảm thấy trước mắt chợt tối sầm xung quanh chợt phát lạnh hình như đèn điện và lò sưởi đều bị ren tắt hết tiếp đến hắn cảm thấy lòng bàn tay hơi ngứa ngón tay của tranh đang di chuyển trong lòng bàn tay hắn ngang chéo chéo ngang chéo chéo là một đồ án sao sáu cánh tịch ca thầm nghĩ đột nhiên cảm giác lòng bàn tay bị đâm một cái hơi đau sau khi hoàn thành nét vẽ cuối cùng móng tay của tranh nhọn lên đâm một lỗ nhỏ vào lòng bàn tay tịch ca chảy ra giọt máu tươi cậu cũng cắt qua đầu ngón tay của mình chảy ra một giọt máu tươi hai giọt máu tươi chạm vào nhau trên lòng bàn tay tịch ca trong chớp mắt hợp thành một thể một vần sáng bắn ra từ giọt máu, lẫn vẫn xung quanh hai người, mở to mắt, rên nói. Thanh âm của cậu bỗng nhiên thả nhẹ, như là bị hãm sâu vào một hồi ức nào đó, mỗi một âm tiết đều kéo dài do dự, hãy mở to mắt, ngẩng đầu nhìn trời, tinh tú ban đêm đều rất xinh đẹp, tịch ca mở mắt, lò sưởi tắt lửa, phòng khách tắt đèn, dưới ánh trăng u ám, hắn nhìn thấy những đốm sáng lơ lửng bơi xung quanh mình và rên. Một số đốm sáng có màu đỏ pha với màu trắng, một số khác thì là màu đỏ đậm, chúng nó lần lượt thay đổi vị trí, đốm sáng nhạt màu vô cùng náo động, bơi qua bơi lại giống nồng nọc ở trong nước, còn đốm sáng màu đỏ đậm thì trầm ổn hơn nhiều, lười biến lơ lửng, thi thoảng mới cử động một tí. Một ít đốm sáng màu nhạt bơi đến bên cạnh tịch ca. Mười phần tò mò, mười phần khoan khoái, mười phần linh động, tịch ca bị dụ dỗ, hắn vươn tay, muốn chạm vào đốm sáng ấy. Trong chớp mắt hắn duỗi tay ra, huyết châu trong lòng bàn tay hắn bỗng lăn một vòng rơi xuống đất chớp mắt hết thảy kỳ cảnh tiêu tan như bọt biển ban đêm vẫn là ban đêm u ám lần nữa u ám nhưng hiển nhiên đã từng tồn tại trong lòng tịch ca vẫn còn mang theo dư âm cảm thấy rất thú vị ren lúc này mới chậm rãi nói màu sắc của những đốm sáng đỏ thể hiện cấp bậc của huyết tộc nếu còn pha màu trắng chứng tỏ đây là huyết tộc mới sinh còn chưa đạt tới cấp nam tước nếu không có màu trắng đồng nghĩa đã bước vào cấp nam tước cứ thế cấp càng cao, đốm đỏ sẽ ngày càng đậm. nghe đồn, thậm chí tồn tại cả đốm sáng màu đen, nhưng dù sao đó cũng chỉ là truyền thuyết. hiện nay màu đậm nhất là đỏ thẫm, gần với màu đen, thuộc về thân vương. thật ra vừa rồi màu của bì bì cũng khá tối. tịch ca nghĩ, nhưng theo cách nói của bì bì, thì toàn bộ đốm sáng đó đều phải cùng một tông màu, ven rìa có màu đỏ thẫm cũng không tính. hắn không suy nghĩ nhiều, rất nhanh nói ra thứ khiến mình cảm thấy hứng thú nhất, bì bì cậu vừa bảo chiêu này là do người khác dạy cậu, rên, đúng, tịch ca hưng trí bừng bừng, đầu tiên là vẽ một ngôi sao sáu cánh vào lòng bàn tay, sau đó nói tinh tú ban đêm đều rất xinh đẹp, thì ra huyết tộc cũng niệm chú giống như trong truyện cổ tích, rên đột nhiên trầm mặt, đột nhiên tự hỏi, tịch ca, ừm, nhìn dáng vẻ của cậu, hay là thật ra không cần, rên nhìn tịch ca, một lúc lâu sau cậu thừa nhận, trên lý thuyết, đúng là không cần, tịch ca, thế tại sao cậu lại nói tinh tú ban đêm đều rất xinh đẹp, Ren có chút tâm tắc, lúc ấy, người đó dạy ta như thế nào, ta liền làm y như vậy, tịch ca, có phải là cái người đã tạm dừng thời gian của cả một tòa thành không, Ren, là hắn, tịch ca như có điều suy nghĩ, cảm giác đối với cậu, vị trí của người đó rất đặc biệt, một khắc trầm mặt, y đối với ta mà nói, quả thật rất đặc biệt, Ren thừa nhận điểm này, rồi sau đó cậu nhìn tịch ca, bỗng nhiên dịu dàng, tự như vị trí của ngươi trong lòng ta, dứt lời, ren rời đi ngay, để lại một mình tịch ca ngồi trước lò sưởi trong phòng khách, câu được câu không mà nhìn ngọn lửa nhảy nhót, bì bì thật sự đúng là càng ngày càng thân thiết, cũng càng nhìn càng đáng yêu, nhưng là đàn ông, chưa tính đến việc dùng thân thiết để hình dung, thật sự có thể miêu tả bằng hai từ đáng yêu sao, tịch ca rơi vào trầm tư. Còn cái người có thể dừng thời gian của cả một tòa thành thị kia nữa, cho dù thế nào đi chăng nữa, thì sự hiện diện của hắn thật sự rất nổi bật ngọn lửa trong lò sưởi đang nhảy nhót biến thành đủ loại hình dáng trong mắt tịch ca tịch ca nhìn chằm chằm hồi lâu trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng tin hắn bỗng nhiên ngồi thẳng lẩm bẩm chẳng lẽ người kia là người đã sơ ủng bì bì vì thế y mới nói với bì bì rằng tin tú ban đêm đều rất xinh đẹp giống như cách dỗ trẻ con vì thế mỗi lần nhắc đến người này bì bì đều sẽ để lộ tâm tình phức tạp tức là thiên phú của mình là di truyền cách thế hệ trời ạ, à, vì cái quái gì mà thế giới ma cà rồng kỳ huyễn này cũng tuân theo quy luật khoa học chứ, thời gian 10 ngày chớp mắt đã qua. Trong 10 ngày này, ngoại trừ thảo luận với Ren về vấn đề gia nhập huyết tộc, Tịch Ca đã hẹn gặp Lý Lập Phương. Hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện huyết tộc không thể biến thành dơi, nên hắn đặc biệt yêu cầu Lý Lập Phương làm cho mình hai chiếc camera mini hình con dơi, hắn muốn dùng đến sau khi đã tiến vào thế giới hắc ám. Tuy rằng Khổng Thạch nói thế giới hắc ám có liên hệ với các ban ngành chính phủ, nhưng dù thế nào cũng nên có lòng phòng bị hắn vẫn muốn chuẩn bị tốt hết thảy lý lập phương cảm thấy mê man nói thật tôi là chuyên gia về kỹ thuật khoa học máy tính chủ yếu viết số liệu phần mềm chứ không phải chế tạo camera mini gì đó cậu cảm thấy tôi biết làm mấy thứ này à tịch ca cũng mê man tốt xấu gì cậu cũng là một thuật sư luyện kim chế tạo các loại đạo cụ tôi cũng không yêu cầu cậu phải làm ra một chiếc camera cậu đặt mua một cái camera mini về đây cải tiến một chút thêm một ít thuật luyện kim vào, đừng để phù thủy hay huyết tộc phát hiện ra là ok. Lý Lập Phương suy nghĩ một lúc, cảm thấy tịch ca nói rất có lý, đây hình như là công việc của cậu ta. Vì thế cậu ta nghe theo ý tịch ca, mua camera mini về, sau khi nghiên cứu về thị lực của huyết tộc, phản ứng của dây thần kinh vân vân, cậu ta đã dùng da ếch trong suốt làm nguyên liệu thô, thiết kế thành ba cái cúc áo hình con dơi, hai cánh trên cúc áo có thể di chuyển được, lúc khởi động có thể bay giữa không trung, tám cái chân như chân nhện được giấu trong cánh trên chân còn gắn giác hút mê người không kém cho dù là vách tường hay ngăn tủ nó đều có thể dễ dàng leo lên lọt qua thiết kế xong vật nhỏ này lý lập phương lại liên hệ với bạn học cũ đem nguyên liệu đã được xử lý tốt giao cho đối phương để đối phương hoàn thành nốt công đoạn lắp ráp bạn học cũ làm xong gọi điện cho lý lập phương cảm khái một tiếng cảm thấy thiết kế của cậu càng ngày càng tinh xảo muốn tham gia cuộc thi nào à lý lập phương có lệ đáp hai câu cúp điện thoại. Cậu ta cảm thấy mình nên tuyển thêm một trợ thủ chuyên phụ trách lắp ráp, nhưng hiển nhiên tịch ca không có tính toán đó, như vậy chẳng lẽ cậu phải suy xét đến việc học thêm chuyên ngành cơ khí, lúc cúc áo hình rơi tới tay tịch ca, bộ trang phục cao cấp mà tịch ca đặt mua cũng về đến nơi, đây là trang phục chiến đấu hắn tự thiết kế, bề ngoài thời thượng, chống trơn trượt, còn có rất nhiều túi trong, tịch ca đem thuốc trị thương, điện thoại, tràng hạt mân côi, một cái kéo nhỏ trong phòng bếp trông có vẻ gây uy hiếp cho ma cà rồng, tất cả đều nhét hết vào mấy cái túi trong. Qua vài lần chiến đấu, rút ra kinh nghiệm xương máu, tịch ca quyết định không sợ mang nhiều, chỉ sợ mang ít, cho dù là thế nào, đều phải chuẩn bị đầy đủ. Bánh xe thời gian rốt cuộc đã lăn đến ngày thứ 10, đó là một ngày chủ nhật, hai người cùng khổng thạch đi đến ngã tư đường. Tịch ca cho rằng khổng thạch sẽ đưa mình đến một thế giới nằm cực kỳ độc đáo, thực tế thì, bọn họ tiến vào một quán bốt game tịch ca lại suy đoán sau khi vào trong bọn họ tiến vào thế giới hắc ám thông qua một lối đi bí mật thực tế thì khổng thạch đứng trước quầy phục vụ đưa ra tin nhắn hẹn trước nhân viên hỗ trợ sau quầy còn chẳng thèm nâng mắt lên chỉ chỉ một vị trí trong tiệm bọn họ ngồi xuống cái bàn trống bên cạnh khổng thạch còn cầm một bộ bài tịch ca vậy thế giới hắc ám đâu khổng thạch nhỏ giọng nói nhỏ giọng thôi hiện tại chưa tới giờ bọn họ vẫn còn đang kinh doanh xung quanh có lẽ có rất nhiều người thường tịch ca ánh mắt hắn phức tạp, nhìn nhìn xung quanh. Trong quán nước nhỏ, đặt 12-13 cái bàn rải rác, một nửa trong số đó đã bị chiếm, phần lớn đều là các thanh niên trẻ tuổi, bọn họ mặc quần áo phổ thông, đánh bài nói chuyện phím, dáng vẻ không thể bình thường hơn. Có vẻ như tất cả đều là người thường, đột nhiên cảm thấy mình hơi ngớ ngẩn khi chuẩn bị cẩn thận như vậy. Quên đi, tịch ca dọn bàn, bắt đầu chia bài, ba người chơi một ván. Hết chương 40, cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha